Đó. Xin chào tất cả các bạn đã đến với cái buổi chia sẻ đúng không ạ? Về cái kinh nghiệm dropship, kinh nghiệm dropship, kinh nghiệm dropshipping và marketing. Và trong buổi chia sẻ này thì chúng ta sẽ chia sẻ các kiến thức về kiếm tiền, về kinh doanh, về dropship, về marketing. Đó, và rất là nhiều thứ trong cái buổi chia sẻ này. Ok. Đó. Và vừa xong ấy thì mình có hỏi cho các bạn biết là dù như thế nào muốn kiếm tiền hay là không thì chúng ta cũng phải tham gia một cái thị trường đó, và cũng phải tham gia về kinh doanh. Dù các bạn đang làm công, các bạn ăn lương của công ty hay ăn lương của nhà nước đúng không, hay bạn làm kinh tế, bạn làm offline, bạn nuôi trồng đúng không, hay bạn nhập hàng về bạn bán, thì tóm lại ấy, thì đó đều là phải tham gia một cái thị trường, và buộc chúng ta phải bằng cái hình thức trực tiếp, gián tiếp, chung quy lại đó là kinh doanh. Và muốn làm tốt thì chúng ta phải học đúng không ạ? Và mình học cái gì ạ? Chúng ta học cái cách thức kinh doanh, cách thức kiếm tiền. Trong đó cái đi đầu đó là cái ý chí và nghị lực, mình nói đầu tiên. Nếu như mà trong đây anh em mình không có ý chí ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ nói chuyện nó sẽ không phù hợp, tôi dám chắc chắn điều đấy. Vì sao? Vì tất cả những bạn mà theo kinh lâu á ở trong này đó, xíu nữa có một số bạn sẽ lên chia sẻ cho anh mình biết, đều là những người có những ý chí rất là tuyệt vời và thành công. Trước mắt như vậy là đã thành công rồi, và như vừa xong anh em mình đã được chia sẻ đúng không nào. Đó, bây giờ cái sống chết với cái dịch bệnh này nó còn, bây giờ mình phải sống đồng hành với cái dịch bệnh này, không biết được là ngày mai như thế nào đâu. Đó, chỉ có một cái điều mà mình phải tâm niệm với nhau rằng đấy là bây giờ khỏe cũng chết, yếu thì càng nhanh chết đúng không ạ, thì khỏe thì sẽ đỡ hơn một tí. Tuy nhiên rằng là chết sớm hay chết muộn, mà cái chết sớm nhất đó là mình không làm gì cả, đó là cái chết đúng không ạ, chết lâm sàng đó, sống như là chết. Nên ra mình phải làm gì, mình cố gắng lên đúng không ạ. Bây giờ mình làm kinh doanh, mình làm dropship ạ, trước mắt là bây giờ làm gì, bây giờ học được cái gì mình làm ngay, học về marketplace, học về làm hình ảnh thì mình phải thử làm ngay. Đó, mình phải ghi chép, mình phải rút kinh nghiệm đúng không, và mình phải sâu sát về nó. Mình học về Shopee mình phải làm ngay, mình học về cách quảng bá mình phải làm ngay, mình học về chiến lược mình phải làm ngay, làm ngay làm ngay, không được chờ đợi đúng không nào. Đó là lý do tại sao mà mình phải làm thật là nhiều. Xíu nữa admin sẽ cho các bạn xem cái hệ thống kênh của admin nó cỡ nào đúng không ạ. Đó là cái đầu tiên hả? Bây giờ chúng ta nghèo là lỗi của mình là rõ ràng. Đó. Và chúng ta có rất là nhiều thời gian, chứ không phải ai ở trong ngày cũng cũng lúc nào bận rộn hết. Thế rằng là không có ai bận rộn hay không, đó là do gì? Do mình tự suy nghĩ thôi. Còn lại là chúng ta gần như là rảnh hết, khá là rảnh. Đó, và trong cái buổi chia sẻ này thì thật sự luôn là nếu như mà em mình là người thật sự muốn học, thật sự muốn học tập, thật sự là muốn thành công đó, và thật sự muốn thay đổi mình. Thành công thì tôi chưa biết, nhưng mà thay đổi mình đó là sự thành công đầu tiên, thì chúng ta hãy thật sự là nghiêm túc đó, nghiêm túc với nhau, nghiêm túc với công việc, nghiêm túc với đội nhóm, nghiêm túc với Fori đó, và nghiêm túc với chính bản thân mình là cái đầu tiên đấy. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào trong cái phần là về làm marketing nhé. Đấy, và bây giờ là vừa xong thì mình đặt ra một cái vấn đề, một cái câu hỏi là về dù bạn như thế nào đi chăng nữa, bạn làm kinh doanh on off, bạn sử dụng hình thức nào, môi giới hay là bạn bán hàng trực tiếp, bạn nhập hàng về bạn bán, hay là bạn làm cộng tác viên, bạn làm cái gì thì như vậy đúng không, thì cũng phải gì ạ, cũng phải học kinh doanh. Và trong học kinh doanh thì bạn phải học bán hàng, và trong học bán hàng thì nó cách khác đó là học về vấn đề về quảng bá đúng không? Và đây mình sẽ cho các bạn xem hai cái mô hình, xem hai cái mô hình offline và online. Thì chỗ này thì vừa sau này thì có chia sẻ một cái video về fail marketing, fail marketing đúng không ạ. Các bạn đã nghe từ fail marketing chưa? Và ở đây á, là mình sẽ nói về cái các cái vấn đề đúng không ạ, rồi là chúng ta sẽ nghe những cái chia sẻ của các bạn ở trong cái buổi chia sẻ này. Đó, bất kể ai ở trong này, có thể chúng ta là member new buy, chúng ta có thể chia sẻ với nhau về gì ạ, về những vấn đề gặp khó khăn về cái cuộc sống của mình
đó, về những cái sự thất bại của mình, những cái sự thành công đã trải qua, những sự thất bại đã trải qua và tại sao lý do chúng ta lại vào trong Fori này, đó là tất cả mọi thứ. Em đi muốn nghe, nghe chia sẻ của mọi người nhiều hơn, chỉ có chia sẻ thì chúng ta mới học hỏi lẫn nhau được đó. Và bây giờ từ cái job nhá, từ vấn đề về chia sẻ những cái làm marketing của em đi nhá, nó khó hay là dễ thì là tùy vào anh em mình đấy, nhưng mà ở đây là hy vọng rằng là nó sẽ hỗ trợ anh mình nhiều đó. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ học cái thực chiến marketing đúng không ạ? Chiến marketing đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cần có một cái sản phẩm đúng không ạ? Chúng ta có một cái sản phẩm đó và chúng ta cần phải quảng bá nó đúng không? Phải tạo ra cái sự khác biệt, khác biệt đúng không nào? Tìm được khách hàng tiềm năng đó, bán sản phẩm, thu tiền về, thu tiền về, tái đầu tư. Đây là cái quy trình, đây là quy trình chuẩn, đây là một cái quy trình mà chắc chắn là như vậy. Thì bây giờ ví dụ như là chúng ta học là học cái gì, học tất cả những cái này, đó là cái mà các bạn sẽ được chia sẻ trong Fori và đó là cái con đường đúng không? Đấy cũng là cái mà các bạn đó bạn hỏi rằng là bây giờ em phải làm gì, chúng ta phải làm gì, tôi phải làm gì đấy. Nào lên lên chúng ta làm để giải quyết những cái vấn đề này đó. Ok, và bây giờ ví dụ nhá, ví dụ như là admin có một cái shop Fori. Đây là admin có một cái shop đây, Fori Digital. Đây bạn có thể nhìn thấy ở trên này, admin có khai báo nó với Google. Ok, bạn có thể kiếm được shop của admin ở trên Google đấy, Google đúng không nào? Mình có thể đây, mình có thể xem của mình ở trên Google luôn đúng không ạ? Đấy, đây là cái shop của admin đúng không ạ? Đấy, một cái shop offline đúng không? Còn đối với shop online thì nó còn dễ hơn rất là nhiều. Ok, bao nhiêu bạn ở trong đây có shop offline ạ? Bao nhiêu bạn ở trong đây có shop offline? Nói tôi, đến như bạn có shop offline bao nhiêu bạn ạ? Đây, đã bạn đã khai báo trên Google chưa? Đúng không? Hãy khai báo trên Google nhé. Ok, bao nhiêu bạn ở trong đây đang có shop offline, đang bán hoặc là đã kinh doanh online rồi? Rồi, ok, tuyệt vời đúng không ạ? Và đây, đây là cái đầu tiên nhé. Bạn có thể kiếm được chính bản thân mình đúng không ạ? Digital, đây là cái shop của admin, là shop cà phê nhá. Nếu như bạn chưa kiếm được trên Google thì đó là điều khá là đáng tiếc đối với bạn. Ok, thứ hai nữa là bạn phải kiếm được ở trên Map nhá. Bạn đây là kiếm trên Google đấy, và trên này thì admin có các kênh quảng bá đúng không ạ? Có cái kênh quảng bá để quảng bá về cái quán cà phê của mình. Và hiện tại thì mùa dịch thì phải đóng theo chỉ thị 16, ở Ninh Thuận có những cái ca nhiễm nên ra tôi phải đóng. Và cái shop này là cái shop khá nhỏ thôi nhưng mà mình vận hành đúng cái quy trình vào đúng không ạ? Đúng cái quy trình để mình làm marketing vào trong này. Đây là những cái quảng bá đúng không ạ? Ok, và đây chúng ta có thể xem cái fanpage. Thì trên cái fanpage này thì mình cũng làm, cũng xây dựng quảng bá lên, rồi chia sẻ những cái sản phẩm của mình về trà sữa, về cà phê, về menu đúng không ạ? Phải làm những cái hình ảnh rất là đẹp đó để tương tác, để làm cho nó viral đúng không ạ? Đây, có menu, có cửa hàng đấy. Ok, và bản thân cái này muốn chạy được ấy, thì admin có xây dựng mối cộng đồng, có xây dựng mối cộng đồng, và ở đây là một địa điểm ăn uống hoặc ở đây là một địa điểm thời trang, thì admin xây dựng mối cộng đồng. Đây là liên quan ăn uống thì nên ra tôi sẽ làm một cái fanpage nữa là địa điểm ăn vặt Ninh Thuận. Mục tiêu của mình đó là từ cái kênh này á đúng không, chúng ta sẽ giới thiệu cái kênh gọi là kênh kênh mục tiêu của mình, đây là mình làm đúng không, và admin làm cái kênh này để chia sẻ những cái liên quan đến gì ạ, liên quan đến văn hóa con người ở Ninh Thuận đó, các bạn có thể thấy không ạ? Và các địa điểm check in thì chắc chắn là trong đó là nó sẽ thu hút được một cái lượng đúng không, lượng người tương tác, sau đó mình sẽ bán hàng, tôi chắc chắn là sẽ bán được đúng không ạ? Về mặt đấy đúng không, về mặt đầu tiên là về mặt ý tưởng là chúng ta phải gì ạ, về mặt ý tưởng là chúng ta phải nắm được như vậy chứ hả, về mặt ý tưởng là chúng ta phải nắm được như vậy chứ hả, đấy là cái rõ ràng đó. Bên cạnh đây là cái fanpage, một cái fanpage không liên quan gì đến cái sản phẩm của mình, nhưng mà thực tế
nếu mà nhìn ở trong góc độ toán học ấy, thì đây là cái tập, đúng không ạ? Tập lớn hơn, đúng không ạ? Tức là như thế này. Đây. Đó, đây tức là như thế này. Thì bây giờ á, là chúng ta sẽ tạo ra một cái cộng đồng hay một cái fanpage, đúng không nào? Đây, nó to như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái sản phẩm của mình ấy. Đây gọi là phễu marketing ấy. Đó. Nếu mà bạn không biết làm phễu thì đó là điều đáng tiếc. Chúng ta sẽ bán được một cái sản phẩm nhỏ hơn. Đây, đây là cái shop của chúng ta. Thì chúng ta phải tạo ra một cái cộng đồng lớn hơn với shop của chúng ta để chúng ta chia sẻ kiến thức. Thì trong đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ bán được. Dù ở cái góc độ nào đi chăng nữa thì nó cũng gì ạ? Chạy vòng vòng xung quanh cái này. Các bạn hình dung không ạ? Đó. Và áp dụng vừa toán học, đúng không? Vào trong đây kinh doanh là như thế. Đó, và ở đây thì tôi sẽ tạo ra cho mình một cái cộng đồng về địa điểm ăn uống. Sau đó tôi sẽ share vào. Và bây giờ cái dự án này đang làm. Đó. Bên cạnh đó thì mình có tạo ra một cái cộng đồng nữa. Một cộng đồng là địa điểm ăn vặt. Đó, liên kết với cái trang này. Và với cái cộng đồng này mới tạo ra được 2-3 ngày thôi. Đúng không ạ? 2 ngày thôi. Từ ý tưởng lên 2 ngày. Đúng không ạ? Và vì gì ạ? Vì dịch mới tại shop về mình cũng mở ra được khoảng 2 tháng. Thì đóng cửa mất 1 tháng rồi. Đó, thì bây giờ là mình tạo ra một cái địa điểm đây và bắt đầu cho anh em vào đây chia sẻ những địa điểm check in, các bạn thấy không ạ? Rất là check in rất là nhiều này, đúng không ạ? Đấy, văn hóa con người, các địa điểm check in đấy, bún chả rồi là bún cá, bún vân vân, rất là nhiều thứ ở trong này, rất đẹp, đúng không ạ? Rất ok. Và tạo thành một cái cộng đồng này, người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ ở đây. Bạn tưởng tượng là nếu một cái cộng đồng này của admin có 20.000 người thì tôi có bán được hàng không ạ? Và tôi là quản trị viên cái nhóm này. Bạn nghĩ rằng có bán được không? Nếu mà cộng đồng này 20.000 người, bạn nghĩ là bán được không ạ? Bao nhiêu bạn ở đây mà nghĩ được ạ? Bán được không ạ? Nếu mà có được không ạ? Có, chắc chắn hay là có thôi. Chắc chắn là được không ạ? Và cái công thức này là phễu marketing. Còn tại vì nó là như vậy. Còn làm sao để làm, đúng không? Đây, bản thân nó là cái content như thế này. Đúng không nào? Và chúng ta hoàn toàn thì ứng dụng trong chính shop của mình. Chắc chắn là như vậy. Và ở một cái góc độ khác, bây giờ tôi không có shop offline, tôi có shop về thời trang. Đấy. Và gì? Shop về thời trang thì sao ạ? Admin có một cái shop về thời trang. Đây là mình shop. Đúng không? Tôi có một cái website, tôi làm một website lên. Đó. Tôi làm một website lên, các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Đẹp không ạ? Website. Tuyệt vời. Đó. Và gì ạ? Có fanpage không ạ? Tôi làm ra một cái fanpage, không phải một cái fanpage mà tôi làm ra rất nhiều cái fanpage. Đây là một trong những cái fanpage như vậy. Đó, và anh em mình có thể nhìn thấy ở cái kết quả nó như thế nào. Đây là fanpage. Trước mắt là cho bạn xem cái fanpage. Ừ, mình chia sẻ những cái liên quan đến thời trang, liên quan đến sản phẩm đây trên này. Đó, và chúng ta xem cái lượng tin nhắn này của nó có tin nhắn hay không, đúng không? Và chỗ này cũng chưa cần chạy quảng cáo, đúng không? Không cần chạy quảng cáo, vẫn có ra inbox bình thường. Đấy, ví dụ như thế này, các bạn có thể nhìn thấy bên này, đúng không ạ? Bạn có thể soi rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy là mình không phát triển, đúng không? Đó, ok. Ngoài cái fanpage này ra thì mình còn làm rất là nhiều fanpage của thời trang khác. Cũng là Amazing Shop thì mình tạo ra những vệ tinh Amazing Shop hoodie, Amazing Shop về áo khoác, Amazing Shop về crop top, Amazing Shop về gì ạ? Về rất là nhiều Amazing Shop. Tại vì mình bán sản phẩm rất là đa dạng. Đây, ở đây có một cái Amazing Shop nữa. Đó. Và Amazing Shop này, đúng không? Ok nha. Và cái Amazing Shop này, đúng chưa? Đấy, bên này cũng có inbox này. Bạn có thể nhìn thấy một lượng tin nhắn mới này. Ok. Và trên này thì mình có sẽ tạo ra những cái mini game. Mình sẽ tạo ra những cái kênh tiếp tục, đúng không nào? Ngoài ra, đúng không ạ? Thì mình còn tạo ra cái cộng đồng về thời trang, đúng không ạ? Nói về thời trang. Thời trang. Và trong này sẽ tạo ra những cộng đồng, những người muốn làm cộng tác viên với mình, đúng không ạ? Rồi là muốn làm bán hàng trên Shopee cùng với mình và mình cung cấp nguồn cho họ. Đấy, ví dụ như là bây giờ nguồn hàng dropship Việt Nam đây cũng là cái nhóm của mình, đúng không ạ? 800 người. Đúng không ạ? Và mình có quảng bá những sản phẩm về thời trang ở trong đấy. Đấy, sản phẩm thời trang ở trong này. Hay là vấn đề về nguồn hàng, đúng không ạ? Nguồn hàng dropship. Đây là cái tập con, đúng không ạ? Cái tập bán là tập con và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn giá trị mà người khác sẽ nhận được. Để mình sẽ nhận được một cái gọi là giá trị chuyển đổi hoặc là tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như là giới thiệu 100 người thì sẽ có 2 người, đúng không ạ? Sẽ mua hay là 10 người sẽ mua, đúng không ạ? Trong đó là bao nhiêu người sẽ làm, đội nhóm sẽ là cái người hướng dẫn những người mà mua hàng tiếp theo của mình hoặc là người là cộng tác viên hoặc là đối tác hoặc là sỉ lẻ của mình, đúng không ạ? Và đây mình tạo ra một cái nhóm về
tìm kiếm nguồn hàng, mình chia sẻ rất là nhiều nguồn lên trên này, trong đó có nguồn hàng của mình, ok không ạ? Cùng với cách thức đó đúng không ạ, đây là cái nguồn hàng thôi nói chung đúng không ạ, có rất là nhiều tư duy để chúng ta tạo ra phễu đúng không ạ, và phễu marketing là như vậy đó. Là đấy là về cái shop offline đúng không ạ, về cái shop offline của về cái shop offline trên quán cà phê đúng không ạ, khó marketing thì mình cũng sẽ làm marketing được đúng không. Rồi là về gì ạ, về cái online, về một shop online. Thế bây giờ anh em mình làm visa cũng như vậy thôi, visa cũng như thế, thời trang cũng như vậy, tất cả mọi thứ nó đều có một công thức. Mà chúng ta đi học là đi học cái đó đúng không, đi học là đi học cái cách làm như vậy đó. Đó là cái mà đầu tiên mà anh mình phải nắm được đấy. Và cái này nó thực sự nó khó hay là không khó thì bản thân nó không khó, bản thân nó không khó. Ngoài ra đúng không, ngoài ra thì mình còn làm ra rất là nhiều cộng đồng khác nó liên quan đấy. Ví dụ như cộng đồng này là Dropship Việt Nam này, cái cộng đồng này được đội nhóm Admin Forex Center xây dựng đúng không ạ, hơn 14.000 người đó, có rất là nhiều nhóm. Bây giờ tìm việc làm nữa, tìm việc làm, tìm việc làm, tìm việc làm miền Nam phát sao đúng không ạ, đây cái nhóm này, đây là một cái fanpage, fanpage này nó có liên quan đến một cái cộng đồng, và cộng đồng này nó khoảng rơi vào khoảng 30.000 người mà lâu rồi em mình không phát triển đúng không ạ. Đây cộng đồng này hơn 30.000 người, 31.000 người rồi đấy, thì chắc chắn là mình sẽ bán được một cái gì đó, là đấy là điều đương nhiên rồi, đấy là điều đương nhiên mà không không thể nào mà chúng ta nói là không bán được, nó luôn luôn có tỷ lệ. Và bây giờ chúng ta quan trọng là chúng ta làm được nhiều như thế này để chúng ta bán được một cái gì đó hay không đúng không. Chúng ta bảo khó, bây giờ khó cái gì cũng khó hết, thời gian khó này, kiến thức khó này, sản phẩm cũng khó bán này, lợi nhuận khó bán này đúng không, vân vân. Đấy tôi không nói về Shopee, Shopee gì luôn, chẳng cần Shopee cái quái gì ở đây đúng không. Chúng ta làm Facebook thôi là đã là cái quá là tuyệt vời đó. Và làm sao để cho nó tốt lên thì bản thân mình phải thật sự là làm rất là tốt. Ngoài ra là có các nhóm về kỹ năng, về chuyên môn, ví dụ như ở đây là vấn đề về web, bạn có thể tham gia cái nhóm này, cộng đồng tự làm website đúng không, Content Sales Forex Center hơn 5.000 người đấy. Nhóm này thì cực kỳ phát triển luôn đó, và ở đây mình chia sẻ rất là nhiều các cái kiến thức, rất là nhiều những vấn đề liên quan ở trong này đấy, và để cho mọi người người ta thu hút ở trong này đấy, xây dựng mối cộng đồng ở trong này đấy, để anh em mình giao lưu, để anh em mình tạo giá trị. Trước khi mà muốn nhận được cái gì đấy thì chúng ta phải có một cái giá trị nhất định, luôn luôn là như vậy. Và chúng ta bản thân mình có cái giá trị gì không ạ? Chúng ta không có cái giá trị hết, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng muốn đúng không ạ, muốn người khác phải phải mua hàng của mình, muốn thế này muốn thế nọ, không thể nào muốn được đúng không? Khó lắm đúng không nào đấy, kể cả việc vấn đề về tài chính luôn, nói về vấn đề tài chính này mình là một new buy chân chính luôn. Và cái nhóm tài chính mà tôi cũng tạo ra một cộng đồng để học tài chính cùng với mình đó đấy. Và nhóm này được bao nhiêu ạ? Nhóm này được 300 người rồi, 300 người rồi các bạn ạ đúng không nào. Còn 300 người này các bạn có thể tham gia tài chính đúng không, bạn có thể tham gia nhóm này với mình nhé. Đây có thể tham gia nhóm này, đây là một trong những cách kiếm tiền mùa dịch đúng không? Nhưng mà phải nghiên cứu, nhưng mà phải bị phải 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 nghiên cứu, phải phải nghiêm túc với bản thân mình, tại vì cái những cái hình thức kinh doanh đó là đầu tiên là kinh doanh bán sức lao động, đấy là cái hình thức kinh khủng đó ạ, là cái thức nhiều người làm nhất. Tại vì sao ạ? Tại vì đó là cái cơ bản nhất đó. Cái hình thức tiếp theo là chúng ta nhập một cái hàng gì đó đúng không nào, nhập một cái hàng gì đó về để chúng ta bán, thì đó là cái hình thức hơn một tí. Cái hình thức thứ ba là chúng ta đang làm chủ đúng không nào, và chúng ta thuê nhân viên để chúng ta làm, đó là hình thức cao cấp hơn một tẹo. Ok, hình thức này là ít người làm hơn, rơi vào khoảng tầm 20% dân số người ta làm như thế này, có nhân sự đấy, có người ăn đúng không, kẻ ở cho mình đấy, kiểu như vậy. Thì đấy gọi là nhân viên, mình là chủ công ty. Cái hình thức cuối cùng đó là hình thức đầu tư đúng không ạ, có nghĩa là mang tiền đi đầu tư. Đầu tư cái chỗ nào để phát sinh ra tiền thì đó là cái tuyệt vời khủng khiếp. Và muốn được thành công ở trong đấy thì chúng ta phải học cái điều đương nhiên đúng không ạ, phải đi học không ngừng đúng không ạ, học rất nhiều đấy. Ví dụ như ở đây các cái kiến thức đúng không ạ, các cái kiến thức đúng không, về tài chính đúng không ạ, rất nhiều đúng không ạ, và sổ sách mình phải đưa ra, mình phải ghi chép đúng không ạ, không thể nào mà làm mù mờ được đúng không ạ. Mình phải bỏ tiền, mình đi kiếm thầy, mình đi kiếm tài liệu, mình đi kiếm những thứ tuyệt vời. Ở đây thì mình chia sẻ những cái này, chia sẻ nguồn hàng, sau đó mình bán luôn sản phẩm của mình đúng không?
chia sẻ cho người khác đăng bài trong này. Mình bán những sản phẩm của mình, bán ví da, bán túi sách, bán đồ gia dụng của mình được không ạ? Hơn 7.000 người ở đây chẳng lẽ không có người nào mua đúng không? Đó là điều vô lý và phi lý. Đó, đó là cái đầu tiên mà em mình phải nắm được. Đó. Bên cạnh đó là rất là nhiều thứ vệ tinh về Shopee, đúng không? Về website, đó là về các vấn đề về content, vân vân. Đó. Về dropship, về kinh doanh thực chiến, về marketing online, rất là nhiều cộng đồng. Đấy, ví dụ như là Facebook marketing, đúng không ạ? Facebook marketing không đồng, đúng không ạ? Facebook không đồng, bạn có thể tham gia Facebook marketing đây. Marketing không đồng từ Facebook. Đấy. Nhóm này cũng hơn 300 người, đúng không nào? Đấy, mình làm rất là nhiều cộng đồng, chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Ở trong đây chủ yếu là admin, đúng không ạ? Chủ yếu là admin. Và đấy, tôi có một mình tôi thôi, không có ai, đúng không ạ? Không có nhân viên nào đang sử dụng cái tài khoản Facebook của admin hết á. Không có, không phải là có nhân viên nào cả nhé. Chứ không phải là giao đâu, bạn có thể nhìn thấy một cái khối lượng khổng lồ về gì ạ, về content lên trên này. Ngoài ra hôm trước thì mình đã nói rồi đó, admin có gì ạ, có blog, bạn có thể đọc các cái bài viết ở quyết đào.com, đây là blog của admin, ok chưa ạ? Đó, đây là cái toàn bộ các cái content trên này là admin đăng, ok chưa ạ? Rồi là có gì ạ, có web, rồi biết là như đầu tư tài chính mình có gì ạ, mình có một cái website về tài chính, đúng không ạ? Website về tài chính để mình chia sẻ những kiến thức về tài chính là đầu tư tài chính AZ, mình chia sẻ lên trên này đó. Ngoài ra thì có những cái shop như là chợ bán online, đúng không ạ? Để mình bán những cái sản phẩm ở portfolio ở trên này, ok không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng ta học cái gì, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm cái này, miệt mài làm cái này, ngày đêm làm cái này, đúng không ạ? Làm tới sống chết với cái này đó. Rồi mình có cái về Foree Center, đúng không ạ? Foree Business này, Foree Center này, các cái tên miền website này mình học, đúng không? Chỉ có cần 100 đô thôi, ban đầu mình sử dụng khoảng tầm 100 đô, đúng không ạ? 50 đô đó, mình làm được cả chục cái website rồi, một năm mình chiến tới cùng luôn, làm đúng không ạ? Hoàn toàn làm được, ai có thể làm được, phụ nữ cũng được, già trẻ lớn bé làm được hết, quan trọng có đủ sự kiên trì không, đúng không ạ? Đấy, Foree Business này, Foree Center này, đúng không ạ? Foree Software này, software này, đây là về vấn đề phần mềm, đúng không ạ? Đó, nó chợ mua bán online để bán các cái sản phẩm của mình này, nó rất là nhiều, đúng không ạ? Amazing Shop này, đúng không ạ? Chưa kể là hệ thống về Shopee mình cũng làm, đúng không ạ? Làm rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ. Đấy, và ở chỗ này là cái này là cái mà anh mình cần phải nắm được, cái này là cái mà anh mình cần phải chú ý, và đó là cái mà mình muốn chia sẻ với anh em mình, đúng không ạ? Và bây giờ nó khó, tất nhiên là trong kinh doanh hay là trong việc kiếm tiền không có cái hình thức nào là dễ dàng, đúng không ạ? Và cả một hệ thống, anh mình cảm thấy hệ thống của admin nó như thế nào ạ, như thế nào ạ, ổn không ạ, nó có lớn không ạ, các bạn khi mà xem theo dõi thì nó như thế nào ạ? Đó là chưa tận dụng sức mạnh, đúng không ạ, của anh em đâu, của anh em special team rồi các thứ, em mình không dám giao, đúng không, để anh mình làm xây dựng hệ thống của mình đó, nó như thế nào ạ, anh mình cảm thấy như thế nào ạ? Đó là cái mà ví dụ như anh em ở trong special hoặc là trong digital team cần học và làm được đúng một ngách, cho nó ra ngô ra khoai, cho cái vấn đề nó thật sự là gì ạ, sâu thôi, chứ không cần phải làm rộng như này, rộng này thành ra lan man, đúng không ạ? Đó, và cái này thì bạn tưởng tượng là phải cái đội ngũ bao nhiêu người, không có bao nhiêu người ấy. Chỉ có admin và Mr. Nhất, đúng không ạ? Anh Nhất nữa, hai người, không có nhiều người đâu các bạn. Đó là cái mà làm, đúng không? Làm như này khi mà làm đến một cái mức độ gọi là kỹ năng rồi, nó chỉ là ví dụ như thế này, chỉ cần 15 phút thôi là đã tạo ra một cái content rồi. Còn nếu mà đăng bài content trên fanpage, trên Facebook các cái group ấy, nó chỉ là 3 phút thôi, 5 phút thôi. Còn đăng bài market là cái điều mà nó nhảm nhí nhất, nó cù bắp nhất, đúng không ạ? Là gì ạ, 15 phút thì mình đăng được 5-7 bài, chục bài cũng được. Một ngày đăng 30 bài là chuyện bình thường. Thế ra anh em đăng bài bán hàng, còn không đăng được thì lấy gì mà gọi là trao giá trị? Có nghĩa là lo thân mình còn chưa xong, đúng không? Trước mắt quan điểm này ghi là gì? Trước mắt mà muốn làm xây dựng một cái gì đó lớn, một cái gì đó khủng khiếp, thì mình phải lo được cho bản thân mình trước. Mình phải ngày hôm đó mình phải đăng bài bán hàng trước, đúng không? Có người mua để mình nuôi sống hãng, sau đó là mình sẽ làm những cái mà giá trị gia tăng. À, có thể là gì ạ? Chia sẻ cho những người khác có kinh nghiệm. Rồi là gì ạ? Rồi là tuyển thêm đội nhóm để bán hàng cùng với mình. Đó là những thứ mà nó thực tế, nó đơn thuần, đúng không? Nó giải quyết được vấn đề.
nó không có ảo tưởng tí nào. Và mục tiêu muốn làm được cả một hệ thống như vậy thì mình phải có một cái tư duy tốt. Đó, tư duy hệ thống, tư duy phễu marketing. Đấy, và bí mật của nó là ai cần gì cho đó. Ví dụ như là các bạn ở ngày hôm nay, các bạn không phải là cộng tác viên của tôi, các bạn cũng không phải đối tác của tôi, không phải là cái gì của tôi, không mua cái gì của tôi, nhưng mà bạn đang cần chia sẻ kiến thức về marketing, thì chúng ta có một cái sự kết nối. À, khi mà tôi chia sẻ các bạn rồi là bạn cần phải hỏi tôi, thì lúc này có sự tương tác. Ok, chưa chắc là bạn đã là khách hàng của tôi, có thể tôi lại là khách hàng của bạn, đúng chưa nào? Đấy, à, khi mà làm khách hàng ok rồi đấy, thì lúc đấy mình cảm thấy là sản phẩm của nhau tốt, cảm thấy là rằng là hài lòng với nhau, thì mình trở thành gì ạ? Đối tác với nhau. Và từ đối tác nó cao cấp hơn từ cộng tác viên và từ khách hàng. Đối tác là người mua bán rất nhiều, người trao đổi giao lưu rất nhiều, đó là đối tác, được chưa ạ? À, và cho nhau nhiều giá trị hơn việc là khách hàng chỉ mua thôi, hoặc là làm cộng tác viên là chỉ bán hàng cho mình thôi, còn đối tác cho mình nhiều thứ hơn, đúng không ạ? Đó là cái tư duy đấy. Và bây giờ từ tư duy đấy thì nếu như mình là một người chủ đi chăng nữa thì mình cần biết kiến thức gì, mình phải biết rất nhiều kiến thức, đúng không? Cũng giống như cái buổi chia sẻ hướng dẫn này, chia sẻ những cái vấn đề gì ạ? Chia sẻ từ cái vấn đề nhỏ nhất là làm cái Facebook, làm cái fanpage, làm cái hình ảnh, làm cái viết bài, đến các vấn đề về hệ thống kênh giống như ngày hôm nay, cho tới cái vấn đề tiểu tiết của nó là các cái chiến lược, đúng không? Rồi là các vấn đề về tư vấn đó, rồi là từng cái nhỏ nhất vấn đề về Shopee, vân vân, rất là nhiều cái kiến thức được chia sẻ qua các cái buổi như thế này. Và chúng ta thấy được rằng là từng một cái module đó luôn luôn có một cái gọi là có nhu cầu, và bên mình phải chia sẻ, đó là cái tầm nhìn, đúng không ạ? Cái người á, làm công á, và cái người làm chủ á, người ta khác nhau ở gì ạ? Cái tầm nhìn. Cái người làm công ấy là bán sức lao động của mình để nhận lại được trị giá. Còn cái người làm chủ, người ta sẽ không bán sức lao động, người ta sẽ bán trí tuệ, người ta sẽ bán cơ hội. Rõ ràng, thật sự. Chứ nếu mà để làm sức lao động thì làm sao mà họ có nhiều sức lao động được? Chưa chắc, không phải người có nhiều sức lao động đâu. Người ta biết, người ta đã từng lao động, nhưng mà người ta không phải là người bán sức lao động, mà người ta bán trí tuệ của họ, bán tư duy của họ, bán ở cách nào. Người ta sẽ biết kết nối những người cần với nhau. Đây là lý thuyết. Và còn trong thực tế, để nói lên điều gì, nếu như các bạn trước khi muốn làm chủ ấy, thì các bạn cần phải học nhiều kiến thức để bạn có thể điều hướng được, bạn có thể kết nối được, bạn có thể gom những người tài lại với nhau được, bạn có thể là thuê được những người tài giỏi làm cho mình, hoặc là nhờ những người có biết việc để hỗ trợ mình, đúng không ạ? Và trong cách mạng ấy có một cái câu, đúng không ạ? Đấy, dễ trăm lần ấy, đúng không ạ? Không dân cũng chịu ấy. Khó vạn lần ấy, dân liệu cũng xong. Tức là dễ, rất là dễ, nhưng mà không có người, không có quần chúng ấy, không người hiểu mình ấy, thì không bao giờ làm được. Nhưng mà khó, rất khó, nhưng mà người, đúng không ạ? Mỗi người một tay một chân làm thì sẽ ổn. Và cái người chủ là người ta biết làm cái điều đấy, đúng không ạ? Đó. Và trong kinh tế nó luôn luôn đi gắn liền với chính trị. Kinh tế, chính trị là hai thứ nó không tách rời nhau. Kinh tế, chính trị là gì ạ? Chính trị là những cái tư tưởng, những cái đường lối, những cái đường hướng, đúng không ạ? Đó là một bản chất phía sau, đúng không ạ, của vấn đề của một cái xã hội thì gọi là chính trị. Nó nôm na hiểu cơ bản là như vậy. Thì trong kinh doanh ấy, thì tư duy nó là chính trị, đúng không nào? Kế hoạch nó là chính trị. Cái chính trị mình phải giỏi. Đó, cái ngoại giao, cái đối tác của mình, đó là chính trị, mình phải giỏi, mình phải khéo đó, chứ không thể nào mình bỏ ra, đúng không ạ? Mình làm ầm ầm, làm sộc sộc được, không thành công được. Do khi vậy nên là bản thân anh em mình ở trong này nghe cái buổi training này, nhưng mà bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người hiểu vấn đề, không phải là gì ạ, không phải tất cả mọi người đều hiểu vấn đề đâu, không phải tất cả mọi người trong đây đều thành công đâu. Tôi dám tin chắc là như vậy, nó có một cái phần trăm, một cái số lượng nhất định. Đúng không? Tuy nhiên rằng đấy là chúng ta phải hiểu để chúng ta làm. Tôi tin chắc là nếu như anh em mình hiểu thì chúng ta sẽ có một cái con đường nó mở hơn rất là lớn, rồi là chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn lớn hơn. Đơn giản hơn một tí nữa là trong cái công việc của mình phải có kế hoạch. Đó, mình phải có lộ trình, mình phải nhìn được, chứ không phải là
mình so đo tính toán từng ly từng tí, nó không ăn thua, nó không đi vào đâu được. Đôi lúc mình phải lỗ một tí, đôi lúc mình phải chịu thiệt một tí, rồi gì ạ, rồi mới thành công. Rõ ràng là như vậy. Các bạn nhìn thấy cả một hệ thống về mình, đó là chưa hết, đó là mới là nói sơ bộ thôi, mới một số Lên cái thì Thế Tiên đã đó. lên blog rồi. Đó là một số cái mà có gọi là sơ bộ thôi, còn nhiều nữa về vấn đề về các vấn đề liên quan đến Shopee, liên quan đến từng cái, tất cả những cái ngách đó đều có những cái fanpage, đều có những cái group để triển khai marketing theo đúng quy trình phễu. Nên ra là anh mình làm cái gì tập trung và chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thành công thôi đấy. Và quy trình nếu như mà về biết về kênh ấy, thì sẽ xem lại cái video đầu tiên các bạn tham gia nhóm nhá. Anh em nào mà chưa tham gia nhóm training ấy, chưa tham gia nhóm training 5 ngày á, chưa tham gia nhóm training 5 ngày ấy, thì tham gia vào đây và xem lại video nhá. Xem lại video đây, tham gia cái này và xem lại video đấy, tham gia cái link này và gì ạ, và xem lại video nhá. Đó, và quá nhiều thứ để chúng ta cần phải chia sẻ, nhưng mà tuy nhiên rằng đó là anh em mình sẽ nghe những cái chia sẻ của các bạn tiếp theo nhé. Xíu nữa thì mình sẽ nói tiếp cho anh mình về những cái sâu hơn, đúng không ạ? Ok, các bạn cảm thấy marketing nó hay không ạ? Các bạn cảm thấy kinh doanh nó ok không ạ? Đúng không ạ? Cần phải làm nhiều lắm, đúng không nào? Cần phải làm rất nhiều. Như là vừa sau thì show cho anh mình xem một cái hệ thống sơ sơ của một shop off. Đó ạ. Rồi ok, trước trước khi mà qua các bạn chia sẻ nhé, thì cho các bạn xem đối với shop off của admin nhé. Đó, và ở đây đúng không ạ, admin có những cái nick để admin đăng, đúng không ạ, đăng kéo phễu đây, Ninh Thuận 85 này, để kéo phễu vào cái nhóm, đúng không ạ. Đây là bài quảng bá này, đây là bài quảng bá về sản phẩm này, được chưa ạ. Đấy, bài quảng bá về sản phẩm này, các cái nhóm này, bạn mỗi bài này một cái nhóm khác nhau, Phan Rang Ninh Thuận này, đúng không ạ, mua bán uy tín Ninh Thuận này, đúng không ạ, mua bán xỉ và lẻ Ninh Thuận này, mua bán Ninh Thuận này, đúng không ạ, chợ tốt Phan Rang này, mua bán Ninh Thuận này, mỗi cái này là một cái khác nhau hoàn toàn nhé, không có cái nào giống cái nào, và nhiều nick khác nhau luôn, bạn cảm thấy như thế nào, đúng không. Đấy là bán họp, đúng không, bạn bảo là khó là khi bán bạn đâu chịu bán ở trong nhóm đâu, bán trong nhóm là nhóm rất là tuyệt vời, rất là khủng khiếp rồi, không phải một nick này mà admin dùng cả 5 7 nick để mình triển khai. Đây là bán quảng bá sản phẩm. Thứ hai nữa là bạn nói bạn thấy admin có cái nhóm là địa điểm Ninh Thuận đâu đó, thì cũng tham gia những cái nhóm này, mình chia sẻ những bài hữu ích vào trong này đấy, tuyệt tình cốc các thứ ở đây để gì ạ, phần cuối cùng lúc nào có là nếu như bạn muốn chia sẻ hoặc là tham gia vào những cái địa điểm check in nhiều hơn đấy, hãy tham gia vào group này nhé để chia sẻ những địa điểm đẹp đó, vào đây là gọi kéo phễu, được chưa, đăng rất là nhiều đúng không nào. Đấy, đăng rất là nhiều, ok, rất nhiều đúng không ạ, và công thức này là đúng với mọi trường hợp đó. Chia sẻ vào để gì ạ, chia sẻ vào để kéo đấy. Và khó là chỗ nào, chẳng có gì khó hết, là chỉ việc đăng bài thôi, thì bây giờ cái tỷ lệ thôi, lúc nào trong kinh doanh nó chẳng ra một cái tỷ lệ đúng không, cái tỷ lệ này đúng không ạ? Tỷ lệ tức là sao, tức là bây giờ mình giới thiệu cho 1.000 người thì sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu quan tâm đó, bao nhiêu người, từ người quan tâm đấy thì bao nhiêu người đó, thực sự muốn sở hữu đó. Bao nhiêu người muốn sở hữu đó, nhưng mà có nhiều cái điều kiện, có thể là họ chưa có tiền ngay, họ chưa có nhu cầu bạn, nhưng mà gì ạ, chắc chắn rằng đó là những người, thì bao nhiêu người đấy thì tạo ra được khách hàng đơn thuần, ví dụ như đây là 10% thôi đúng không, tức là mang cái bài viết của mình đi quảng bá để tiếp cận cho 1.000 người thì sẽ có 100 người quan tâm đúng không ạ, 10 người muốn sở hữu đúng không, 10 người muốn sở hữu đúng không ạ, và 10 người muốn sở hữu này thì khả năng là gì ạ, chỉ có khoảng 2 3 khách hàng chẳng hạn, đây là tối bét nhất và bét gọi là cùi bắp nhất rồi, có những thứ thì nó tỷ lệ là 20% thì nó là hơn nữa đúng không, 20% thôi là nó là khủng khiếp lắm, nên bạn đừng có coi thường những con số nhỏ đúng không ạ. Đấy, đừng bao giờ coi thường những số nhỏ đó, đấy là 20% tăng tỷ lệ lên. Thì bây giờ bạn bán ví ra, bạn bán cáp sạc, bạn bán cái gì cũng như vậy thôi, bạn phải tiếp cận với nhiều người chứ, bây giờ bạn có sản phẩm tốt đúng không đấy,
cũng giống như là bạn rất là xinh đẹp nhưng bạn là công chúa ngủ trong rừng đúng không ạ, không thể nào mà chờ hoàng tử đến hôn đâu, đó là chuyện cổ tích thôi anh em ạ. Anh em mình có sản phẩm tốt anh mình phải mang đi quảng bá, chứ không phải chờ người khác đến mua, chờ người khác đến ở lay ở nhà bạn với vườn tốt quá mình muốn mua, không có chuyện đó đâu, mình phải mang đi quảng bá đúng không ạ. Và nó là cái tỷ lệ, và trong kinh doanh ai cũng hiểu cái tỷ lệ này, nhưng mà gì ạ, bao nhiêu người làm, tôi sợ tôi có khi là anh em mình làm đây còn làm theo gọi là quán tính, ở em làm nhiều lắm nhưng mà gì ạ, em làm nhiều lắm nhưng mà em không có khách hàng, do là bạn không có tỷ lệ mà không đo lường gì cả đúng không, không đo lường thì làm sao mà biết được mình tốt ở chỗ nào để mình làm, không đo lường không biết gì hết. Tôi nghĩ rằng là trong đây có nhiều anh mình cũng làm theo quán tính, làm nhiều nhưng mà thật sự có nhiều không đúng không ạ, thật sự có nhiều như vậy không ạ, không nhiều xíu nào đâu, đây là mới là một nick thôi, rất là nhiều nick khác nữa đúng không ạ, rất là nhiều nick khác nữa đó, rất là nhiều nick khác nữa mình đang làm đúng không ạ, chia sẻ rất nhiều đúng không ạ? Chia sẻ rất nhiều về vấn đề đăng bài chia sẻ như thế đấy, đăng bài chia sẻ như thế rất là nhiều, phải chơi marketplace nữa, chia sẻ trên marketplace nữa đấy, đây là đang trên marketplace đó đó đấy, vào trong Ninh Thuận này, nick của anh Kim được không đăng đó. Vào trong Ninh Thuận marketplace, vô trong marketplace kiếm bạn bán như vậy mà bán không được nữa thì thôi nghỉ kinh doanh là đúng rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng không đến nỗi như vậy đâu, rõ chứ trà sữa bao nhiêu người là ăn ở trên marketplace, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ kiếm được sản phẩm của mình ở trong này đấy. Đây ở đây là Đà Lạt đúng không ạ, mình chuyển về Phan Rang, mình chuyển về Phan Rang ngay và mình kiếm trà sữa này. Đây các bạn có thể nhìn thấy bài bài Min đang ở cái vị trí đầu này, Moon này, các bạn thấy không ạ? Đấy, Moon Foreign này. Đây nữa này, Moon Bách này. Đúng không ạ? Đấy, có cùng quế này. Để mình tương tác luôn. Ok, đấy, bài đấy. Còn mình lên hàng đầu luôn chứ đâu phải đơn giản đâu các bạn. Đây, nick này của mình không hề đăng luôn. Tự kiếm nó tự lên thôi. Top 1 là đâu có ai đăng đâu, mình đăng là mình gọi là bá đạo nhất ở trong cái khu vực này rồi đúng không, đó ngày mai thôi là tất cả bài bài pin lên phủ kín ở Ninh Thuận luôn, không có thằng nào đối thủ nào cạnh tranh lại mình luôn, rõ ràng là như vậy luôn, quan điểm như thế. Nếu mình bán thời trang mình bán áo hoodie chẳng hạn, và áo hoodie chẳng hạn mình bán kín luôn đúng không ạ, mình bán kín luôn, ví dụ như đổi về Đà Lạt đây, cái bài sản phẩm này là sản phẩm về pin là rõ rồi, của bạn nào đây, Minh Quang này đúng chưa ạ, mình bán kín ở mọi vùng luôn, đây là Ninh Thuận cũng có bài nhá, đổi lại vị trí Đà Lạt chắc chắn có luôn, không thể nào mà không có hàng của Sori được, bán là bán khắp Việt Nam luôn, bán dù cái tỉnh nào cũng có đấy, Ninh Thuận cũng có đấy, thì chẳng biết đây Ninh Thuận chắc chắn là hàng này là hàng nhà mình chưa đâu đúng không ạ, à đây đúng không ạ, đấy Duy này đúng không ạ, đấy đây nữa này sản phẩm của mình này đúng không ạ, Trang Trần này kín luôn, Sài Gòn cũng có, thời trang cũng quá nhiều content được up lên rồi, hàng chục nghìn bài chứ phải hàng nghìn bài bình thường nữa. Lúc đi Sài Gòn đổi lại thành phố Hồ Chí Minh, bất kể tỉnh nào mình cũng loanh quanh đấy, cũng từ khóa đó là ra hàng hết. Đây là các cái tỉnh khác nhé, không phải ở đây mà bảo là đi gõ để ra đâu. Đây lúc đi này giá rẻ, đây có hàng, nhìn cái sảnh là biết rồi đấy, của chị Chi này đúng không ạ, đấy những cái sản phẩm đây là của mình, nhìn là biết logo rồi, mới cả chỉ có mình thôi mới làm ảnh kiểu đẹp như vậy thôi, thu hút như vậy thì chắc chắn rằng mới có nhiều người ấy rồi đấy, sản phẩm của mình đấy chứ đâu đúng không nào, rất là nhiều đấy, những cái sản phẩm như vậy, như vậy đây là của mình gần như là phủ kín luôn, mà khó mà chẳng khó gì hết, mỗi cái Facebook thôi là đã gọi là phá đạo thế giới ảo rồi đấy, chứ đừng nói đúng không, chứ đừng nói là chúng ta làm đúng không, ở những cái kênh khác đã làm không làm thôi mà làm cháy máy luôn, làm nhiệt tình ok không ạ, anh mình cảm thấy như thế nào ạ, comment cái điều cảm nhận đúng không ạ, anh em mình cảm nhận như thế nào, khó không, không hề khó, chỉ những kênh đơn thuần đem market đó là group
đúng không? Hoàn toàn là em có thể làm được. Đó là fanpage, đăng lên trong đó là xe. Đó, chỉ cần làm lại gì, cái chú ý là gì, bài bản một tí, đẹp, đó ạ, đẹp một tí, đó, rồi gì ạ, rõ ràng một tí, có khoa học một tí, là mình đã thắng rồi. Tại vì ở ngoài kia người ta không có kỷ luật, người ta không biết làm đẹp, người ta làm một cách hời hợt, có bao nhiêu đăng lên bấy nhiêu, đúng không? Không có chiến lược thì người ta sẽ thua. Và chúng ta cũng như vậy thì chúng ta sẽ thua rõ ràng như thế. Đúng không nào? Bởi vì người ta không làm, mình làm. Người ta đã làm rồi thì mình làm đẹp hơn. Người ta đã làm đẹp rồi thì mình làm đặc biệt đẹp luôn. Vừa đẹp vừa đặc biệt. Ảnh đẹp rồi, đặc biệt lại còn kèm thêm khuyến mãi nữa. Đúng không? Cho tặng nữa. Đấy. Đủ các loại kiến thức, đủ các loại vấn đề mà trong đó để gì ạ? Để chúng ta phát triển, nhân rộng được cái hệ thống của mình. Đúng không? Xe một cái thôi là giảm 10%, comment một cái thôi là giảm 15%, đúng không ạ? Tắt tên một cái thôi là giảm 20%, ví dụ như vậy. Làm được không ạ? Làm được, nhưng mà có nghĩ ra được không ạ? Chưa chắc đã nghĩ ra. Đó là chiến lược, đúng không? Đấy, và làm mà không có chiến lược, làm mà không biết phân tích, đúng không ạ? Làm mà không có hiểu là mình đang làm gì thì thành công ở đâu, đúng không ạ? Nên ra bảo là ơi, không cần phải học, không học sao biết, phải học mới biết được. Đây là cái, đấy là cái điều mà rõ ràng rồi, đúng không nào? Đó, và chúng ta lại còn lại lười nữa thì thôi rồi, không biết như thế nào. Nếu mà lười nữa thì không biết làm sao, đúng không ạ? Không biết làm sao để chỉ bày cho nó tốt hơn được. Đó là cái điều thực tế. Anh em mình phải nhớ cái điều này. Đấy. Nó khó nhưng mà nó lại dễ. Học là dễ lắm. Dễ rồi nhưng mà lại không làm. Lúc đấy lại quay lại vấn đề về tư duy, đúng không ạ? Quay lại vấn đề về nắm những cái là liên quan đến gì ạ? Kỷ luật của bản thân mình. Phải làm việc mới có kế hoạch, đúng không? Đấy, xíu nữa admin sẽ cho mình xem cái kế hoạch của admin. Rất là nhiều thứ, đúng không? Ok. Em cảm thấy như thế nào ạ? Comment là tuyệt vời không ạ? Comment tuyệt vời nào, đúng không ạ? Và bây giờ thì Bi sẽ mời một số bạn nhé lên chia sẻ nhé. Ok, Hảo sẵn sàng chưa nhỉ? Hảo sẵn sàng lên chia sẻ chưa nhỉ? Tuyệt vời không ạ? Ok. Hảo có online chưa? Sẵn sàng để chia sẻ chưa thì mình lên nhé. Và đó là cái mà Bi đang làm, là một hệ thống như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thứ để mình làm, đúng không? Có nhiều thứ để mình kiếm tiền, có nhiều thứ để mình có thể chia sẻ. Và học là không ngừng, học là không bao giờ nó dừng, nó hết được. Rất nhiều thứ để mình phải học luôn. Học mấy năm cũng không hết được kiến thức đâu, không bao giờ hết được. Mà chỉ cần làm free traffic thôi là đã thật sự là rất là tuyệt vời rồi. Nếu như mà mình tập trung 5 tháng thôi là đã tạo một cái hệ thống ra được đơn hàng đều và liên tục rồi. Mình phải có lộ trình. Đúng rồi. Có bật mic chia sẻ được không nhỉ? Bật mic chia sẻ về tư vấn chốt đơn hay là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nào. Chào này. Ok thôi, mình có tầm 15 phút. Ok. Thảo xong rồi xíu nữa Phượng có online được không em ơi? Rồi chia sẻ này sau khi mà chị Hảo họp á. Ok, chào Phượng nhá, Phượng lên chia sẻ nhá. Ok. Chào cả nhà. Mình là Hảo. Chắc là mọi người quen mặt rồi đúng không? Thì mấy hôm trước chị lên chia sẻ dưới cái hình thức là hướng dẫn thôi. Tức là hướng dẫn mọi người ấy. Còn chưa kể chuyện. Còn chưa kể chuyện thì ở trên blog của mình nó cũng có kể. Còn hôm nay là để chia sẻ thì mình chia sẻ lại từ đầu là cái quá trình từ hồi gặp admin đi thì về việc mà kinh doanh. Và mọi người chờ chút nhé. Thì ngày trước là mình có bán giày online.
vẫn dạy online thì ngày đấy là không có kiến thức gì về làm hàng online đâu, chỉ là nhập giày về xong là chạy quảng cáo pet. Thì hồi đầu bán được lắm, hồi đầu bán rất là được. Chạy quảng cáo nó hồi đấy chắc là nó dễ, tầm 2 năm về trước, 2 3 năm về trước, 3 năm về trước chạy quảng cáo rất là dễ, nên là mình thấy nó được. Thì hồi đầu mình làm theo hình thức, ngày đấy nó chưa gọi là job, ngày đấy gọi là cộng tác viên. Mình có ông anh làm cùng ấy, ông ấy nghỉ làm về, ông ấy bán giày thì ông ấy bảo là làm đi thì anh cho làm cộng tác viên, tức là lấy một đôi giày anh cũng tính giá chỉ cho, bán được một đôi cũng tính, thế là cứ bán được đôi nào thì lấy của anh đôi đấy thôi. Xong là về sau thì thấy là nó dễ ăn quá thì muốn nhập để giá rẻ hơn. Thì đầu tiên là nhập của ông anh đấy, thì ông ấy bớt cho thêm được một ít rẻ hơn so với giá drop. Xong về sau lại thấy nó đều đều hơn, dễ ăn hơn. Thì tính là trung bình một ngày mình chạy quảng cáo có 100 mấy 200 nghìn thôi, mà một đôi giày mình bán đã lãi 250 rồi. Thì một ngày mình bán tầm 5 đôi, 10 đôi, thì tức là ngày có tiền triệu đó. Thấy mà ngày đấy vẫn đi làm bình thường, vẫn đi làm công ty, chồng hai vợ chồng đi làm bình thường, thì thấy dễ ăn quá, tự dưng một ngày kiếm được hơn triệu. Thế này thì tội gì mà phải nhập cỡ đấy đắt hơn so với bình thường nhập ở trên 1688 những 40.000 một đôi. Thế là máu lên chờ vào cái đợt sale của 11 tháng 11. Nếu mà 11 tháng 11 cái năm đấy thì chắc nó là năm 2017 hay năm 2017 hay 2018, à năm 2018. Đúng không nhỉ? 11 tháng 11 năm 2018 thì ngày đấy mình sẽ nhập một lô là 50 triệu tiền giày. Vì ngày đấy cái ngày 11 tháng 11 ở trên 1688 nó là ngày sale. Ngày sale thì tức là tất cả các cái sản phẩm nó sale thì là người nhập hàng ấy họ sẽ lên đấy họ nhập để được giá rẻ. Nó giống như ngày sale của Shopee ấy. Cái sàn 1688 nó là sàn của Trung Quốc, còn Shopee là sàn của Việt Nam, mình cứ hiểu thế đi. Thì mình nhập như vậy, mình tính ra là nếu mà nhập như vậy thì nó rẻ một một đôi rẻ được mấy chục như thế, mà một ngày mình bán nhiều như vậy cơ mà. Và mình tính là cái số lượng giày này mình bán chỉ trong vòng hơn một tháng, với cái lượng đơn như bây giờ là nó sẽ hết. Thế nhưng mà cuộc đời nó sẽ không như mơ, vì mình chỉ làm mỗi cái page thôi mà. Ngày đấy còn không biết Shopee là gì, không làm Shopee đâu. Shopee ngày đấy nó mới, ít người làm lắm, và mình cũng không tin tưởng nó, mình cũng chẳng biết làm như nào. Thì làm mỗi page thôi, không biết làm gì khác. Chạy quảng cáo thì chỉ biết lên cam thôi, chứ cũng chẳng có những cái bí quyết gì hay đi học gì đâu. Thế là làm thì là nó bắt đầu đơn nó cứ ít dần đi, xong dần dần là tiền chạy quảng cáo còn lỗ hơn so với tiền bán giày. Và sau đó thì nó cũng cố gắng bán, thì nó cũng vẫn đi lắp dắt đơn, nhưng mà sau đó thì giày thì nó có sai có số không, thế là nó bị tồn sai tồn số, và cái số lượng tồn ở nhà cũng rất là nhiều. Tại vì không phải chỉ nhập một lần 50 triệu đấy, mà là cứ hết, ví dụ cái mẫu này nó hết mình lại nhập về, mẫu kia hết lại nhập về, và nó chỉ hết được cái dây mà nó sai nó ổn định thôi á. Thế là thành ra nó bị tồn giày, và nó tồn cũng khá nhiều. Thế xong là mình bắt đầu là đi chán quá rồi, tắt quảng cáo và đi làm. Thực ra cái page đấy bây giờ của mình nó vẫn còn ấy, mình có thể share cho các bạn xem cái page hồi mình làm giày, nó cũng lên đến mười mấy nghìn like. Ở đây để mình share cho các bạn xem. Tức là xem với cả cái mô hình kinh doanh của cái người mà không biết gì, và so với cái mô hình kinh doanh của admin ấy. Bây giờ thì sửa thành cái địa chỉ để drop giày cho free rồi, nhưng mà ngày trước nó là cái page này này, chạy quảng cáo ở cái page này này. Đấy, và lượng cái page này là nó lên đến bao nhiêu like nhỉ? Nhìn vào đâu là biết số. Nhìn vào đâu để biết số like nhỉ? Tự dưng. Đây là page của mình, và cái page này là nó có 11, đây này, số lượt like bây giờ nó còn có 9.000, nó còn có 10.000 theo dõi thôi, nhưng cái hồi mà thời điểm mình làm ấy là nó lên đến 12.000 theo dõi. Thì nó rất là sau đó là bây giờ mình có sửa lại một chút về đang giày, nhưng đang mấy mẫu giày mà làm drop cho free thôi. Còn ngày đấy thì mình làm như vậy, và nó đến một thời điểm nó không ra được đơn nữa, và cả
cảm thấy không muốn bán nữa, tại vì có bán thì cũng gọi là đẩy được hàng tồn đi nhưng vẫn lỗ tiền quảng cáo. Thế là mình không bán nữa và mình để đó, để cái đống giày ở đó chán á, phải tầm gần một năm không động đến nó, về sau mình thanh lý hết đi, mình thanh lý lỗ luôn á, thì là cái dự án đấy là bị lỗ mất một chút. Nhưng mà sau đó thì mình không buôn bán gì nữa cho đến cái thời điểm mà, nhưng mà mình vẫn đi tìm thì cho đến cái thời điểm mà tháng 3 vừa rồi, năm ngoái 2020, tháng 3 2020 thì bị Covid đấy, thì ở nhà như bây giờ này, thì rảnh thì cũng như các bạn thôi, đi tìm cách kiếm tiền và cũng tìm được team của Fori, tìm được admin Quyết. Thì ngày đấy Fori chỉ có Quyết và Nguyễn Thắng là người hướng dẫn thôi, và nó cũng mới hình thành nên là toàn bộ là người học thôi, vì Hảo cũng là một người học thì vào học quá trời kiến thức, là cần để một hệ thống kinh doanh là cần có những gì như admin vừa sâu á, thì mình cũng bắt đầu mình cảm thấy là hình như là ở đây dạy nó đúng rồi, chứ nó không lằng nhằng như mấy cái khóa trên mạng. Mình theo thì đầu tiên mình test cái việc cơ bản nhất là mình học cái khóa dạy bán hàng từ Marketplace, và chỉ trong một tuần đầu tiên mình đã bán ra được trung bình một ngày 4 đơn. Ngày đấy mình bán Ví Nam và sau đó thì mình bán rất là nhiều, vì mình thuộc cái tip mà cứ ngửi thấy hơi tiền là sẽ rất năng lượng, thế là mình lại càng bán nhiều. Thì về sau là chỉ tầm một tháng sau khi tham gia Fori là đã được gọi là best seller rồi. Và ngày đấy cái giao hàng tiết kiệm của mình á, mình đi làm nó cũng rảnh, vì dịch như này đi làm trên công ty hoặc là làm online qua mạng ấy nó rảnh lắm, lương thì vẫn được lĩnh full á, mười mấy triệu một tháng ấy, 15 triệu một tháng, nhưng mà vẫn có thời gian để xếp khách hàng vì sếp không trông mình mà, nên là vẫn chốt được đơn. Và ngày đấy làm có tháng kiếm được thêm 10 triệu, đầu tiên là tháng được thêm 10 triệu, về sau nó thêm cả là affiliate các thứ nữa, rồi nó lên đến 15-20 triệu. Xong rồi đến một cái thời điểm là cuối năm vừa rồi, cuối năm 2020 thì bắt đầu nảy sinh cái ý nghĩ là nghỉ công việc kỹ sư đi để học admin Quyết, xây dựng cái kinh doanh của mình để mà phát triển nó lên, để mình có thể kiếm được hơn, thì mình nghĩ là full time tập trung thì nó sẽ được nhiều hơn. Thế nhưng mà từ khi mình nghỉ thì nó lại vướng rất là nhiều thứ, ví dụ như khi mình không có thời gian thì mình cứ nghĩ là có thời gian mình làm được, nhưng mà khi có thời gian rồi thì các bạn sẽ lại vướng rất là nhiều. Đây là nói kể đến bây giờ rồi, còn nói về cái đoạn thành công mà khi làm với Fori thì nó có rất nhiều thành công. Các bạn có thể lên cái web của mình là phạmthuhảo.com để xem, mình ghi lại những cái khoảnh khắc là mình chốt đơn, những cái mình chốt đơn để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ấy. Thì cái thời điểm đó mình kiếm tiền khá ổn. Cho các bạn xem là cái bộ máy tính này, các bạn nhìn thấy cái lab này không, các bạn nhìn thấy cái máy cây này không? Thì cái lab này là mười mấy triệu này. Cái máy cây này ngày đấy admin Quyết hướng dẫn mình mua là 15 triệu hay sao, tất cả đều bằng tiền drop hết, kể cả cái điện thoại này cũng bằng tiền kiếm từ dropship với Quyết Đào này, rồi còn nhiều nữa. Tức là mình cứ làm được là mình đầu tư, chứ mình không có tiêu đến nó, tại vì thực ra là cái tiền tiêu mình có khoản lương rồi, nên là cứ làm được thì mình đầu tư phục vụ cho công việc, mình mua máy, mua điện thoại, rồi mình đi học thêm các khóa riêng về kiến thức chuyên sâu mà học của Quyết Đào, của admin á, thì có thể mình banh khá nhiều tiền cho admin đấy, mình không nhớ bao nhiêu nhưng chắc admin nhớ đấy. Mình cũng banh khá nhiều tiền cho admin năm vừa rồi, thì với drop mình cũng không phải, mình cũng kiếm được nhiều, được kiếm được khá nhiều. Riêng tiền affiliate hôm trước có show cho các bạn ở trên Zoom á, riêng cái tiền affiliate, cái web đấy là bắt đầu hình thành từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thôi, tính đến bây giờ thôi là 34 triệu affiliate. Chứ còn trước cái giai đoạn tháng 9 là chưa tính bằng cái web đấy, mà sẽ tính bằng một cái web khác là web kinh doanh online AZ cơ, thì nó còn một khoản cũng phải bằng tầm đó nữa. Còn đấy là chỉ là affiliate thôi, còn chưa tính đến tiền mình bán hàng, tiền kinh doanh mà mình bán hàng. Thì các bạn, cái hồi đó mình bán drop mà một tháng được tầm 150-200 đơn túi, mà mỗi đơn sẽ lãi từ 70-100 nghìn đó. Cái này thì chỉ là affiliate với Fori thôi, còn thực ra affiliate có nhiều cách, các bạn có thể affiliate với Shopee, affiliate asset chase, affiliate tài chính affiliate, cái gì cũng được, miễn là bạn biết quảng bá nó đến một cái người khác, giới thiệu đến một cái người khác để người ta cảm thấy cái link bạn giới thiệu đó nó có giá trị và người ta phát sinh ra một cái sale thì bạn sẽ được tiền, đó là affiliate. Còn mình thì mình đợt đó mình tập trung là affiliate với Fori thôi. Thì Fori thì sẽ trao cơ hội affiliate cho những bạn mà ở trong team VIP và những bạn gắn bó lâu dài. Thì còn về việc tìm hiểu thì
có những cái nhóm tìm hiểu affiliate của Corey đấy, các bạn có thể vào xem. Ok này. Còn thời điểm bây giờ, tức là đến đoạn sau khi nghỉ việc thì thấy có lợi đi. Thì khi nghỉ việc cũng rất nhiều thứ. Vì nghỉ việc thì cũng đúng đợt dịch, con nghỉ các thứ nên cũng cứ trông con rồi cuốn vào những công việc linh tinh, rồi mình quên đi là mình cần phải phát triển hệ thống. Và nó cũng cứ tàng tàng vậy, nó không phát triển hơn được. Xong là đến bây giờ á, mình mới bắt đầu mình tập trung hơn, thì mình thấy là nếu mà mình chỉ tập trung trong một cái khoảng thời gian á, thì mình thấy rất nhiều thứ, ví dụ như Shopee mình mà muốn phát triển sàn á, thì mình sẽ tập trung nó trong vòng một tháng thôi là mình có thể làm được một cái shop tiêu thụ hàng rất là tốt rồi, vì có rất nhiều cái tool về Shopee, rất nhiều tool, rất nhiều cách thức để phát triển một cái shop, rồi ráp cái hệ thống kênh này, vì mình học admin nên mình có thể ráp được là kéo khách từ fanpage, từ group, từ TikTok, từ Shopee, rồi tạo ra được lượng chuyển đổi trên fanpage. Thực ra cái fanpage mình cho các bạn xem nhé, một cái fanpage mà không phải về bán hàng mà cũng vẫn có người mua này. Fanpage bán hàng thì mình vừa show rồi đúng không? Đây là fanpage bán hàng này. Rồi mình có nhiều fanpage lắm, mình cứ bán gì thì đây này, fanpage về túi sách này, túi sách giá, accessory này. Rồi bây giờ giả sử đây, cái fanpage này đi, cái fanpage này để làm affiliate này, cái fanpage này là mình không có kéo khách ở đâu cả, mà mình chỉ có đăng bài lên đây thôi á, mình đi giới thiệu thôi và nó ăn được đề xuất của Facebook thôi. Tức là mình chia sẻ những cái mà mình làm kinh doanh ở trên đây, và mình liên kết nó với một cái nhóm cũng của riêng mình. Cái nhóm này là mình tạo ra, cái nhóm dropship kiếm tiền online tại Việt Nam này này, là mình tạo ra để mình tạo ra cái cộng đồng, làm một nhóm cộng tác viên riêng của mình. Thì ngày đó mình có tạo ra cái nhóm dropship HP ấy, cũng đến 2.000 member để làm drop cho Forex, chuyển đổi cũng khá tốt. Có tháng nó cũng chuyển đổi lên đến 5 triệu, 10 triệu từ cộng tác viên ấy. Nhưng sau đó mình bận quá, mình không zoom được như thế này nữa cho cái nhóm riêng của mình. Nên là cái nhóm riêng mình lại bỏ đi, và mình chuyển các bạn ấy sang Forex. Và mình cũng bỏ một thời gian nên nó bị loãng và nó không còn tương tác cao nữa. Nhưng đại khái là nó sẽ như thế này, mình chỉ chia sẻ những cái thứ như thế này thôi. Là nó có phát sinh gì không thì đây, cái phát sinh nó sẽ cho các bạn xem ở phần tin nhắn nữa. Mình phải đổi này. Đâu nhỉ? Vào phần tin nhắn để xem như thế nào nhỉ? Thì như phải ra cái tin nhắn này mới đúng. Đây là các bạn nhìn cái hệ thống fanpage mà mình có, nó ghê không? Ví dụ ngày xưa mình có làm bên Nu Skin, và từ hồi bắt đầu học Quyết Đào thì mình cũng có làm về, vẫn phát triển cái fanpage về Lan Của Mùi này, và vẫn có tin nhắn cho đến tận tháng 7 năm nay nhá, tháng 6 năm nay nhá, là có tin nhắn đúng không ạ? Thì tức là cái fanpage nó vẫn sẽ có chuyển đổi nếu mà bạn xây dựng. Và đây, cái fanpage này nhá. Thấy không ạ? Tức là cái fanpage của mình á, mình tạo ra và nó trao được giá trị, nên là rất là nhiều người muốn vào. Và ngay từ cái ngày đầu mình mới tạo fanpage này đã có người nhắn tin cảm ơn mình như nào. Đúng không ạ? Và khi mà người ta hỏi han mình nhiều như này thì mình giới thiệu cho họ các cái sản phẩm liên quan, thì nó phát sinh là nó sẽ phát sinh affiliate thôi. Đây này, đây là điển hình của một chị này vào đọc fanpage của mình và tự dưng vào cảm ơn, đúng không? Kiểu như thế. Thì mình có những cái thành công nhất định như vậy. Nhưng mà bây giờ đến cái tháng 4 nghỉ dịch này thì mình mới bắt đầu mình phát triển lại hệ thống hơn. Vì mình ngồi lại mình phát triển nó. Nó sẽ đi vào một cái hoạt động nó chuyên nghiệp hơn. Đây mình show ví dụ về một cái hệ thống bán túi của mình đi, mình bán túi sách đi, đúng không? Hôm trước có show rồi đúng không? Thì cái túi này, cái bài túi này này, thì trong phần mô tả của nó sẽ có cái link của fanpage ở đây đó, nó sẽ giới thiệu cái fanpage ở đây, và trong cái fanpage thì mình giới thiệu cả cái Shopee này nữa. Thì đó giống như kiểu của admin á. Mình giới thiệu cái trong cái fanpage thì lại có đăng liên quan đến cái đúng không? Thì page cũng mới tạo thôi, 112 người thích.
thì đây là cái page này. Trong cái page này thì cũng có cửa hàng ở trên đây, đúng không? Và nhầm, và thỉnh thoảng sẽ đăng những cái liên quan đến Shopee vào trong cái page này, thì vô hình là cái kênh nọ nó sẽ quảng bá cho kênh kia thôi. Và cái này là cái mà mình học được từ admin và mình thấy nó khá là hiệu quả, đúng không ạ? Đây này, vào Shopee để săn mã này các thứ đó thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả mix. À, chưa chia sẻ à? Tưởng chia sẻ rồi chứ nhỉ? Ok nha. Đây, ví dụ đây là cái Shopee đúng không? Đây là cái Shopee. Thì trong cái Shopee này của mình á, là mình có, trong phần giới thiệu này là mình có giới thiệu đến các cái fanpage của mình, đúng không? Và trong cái fanpage này thì nó lại có giới thiệu đến cái Shopee, thì nó cứ mix mix nhau như thế. Và thực ra mình cũng có cộng đồng. Đây, mình cũng tạo một cái cộng đồng group mua bán, nhóm mua bán của thời trang chất các thứ, rồi mình đăng túi sách lên đây, các thứ lên đây. Thì dần dần nếu mà cái này mình chỉ cần bây giờ chỉ cần bơm traffic vào là nó sẽ ok thôi. Có thời gian cho vào cho người đi cho vài cái nick đi và tool nó đi kéo traffic về thì nó sẽ ok. Thì cứ từ đó mình học được như nào mình nhân bản như vậy là mình sẽ thành công. Để mà chia sẻ về cái hôm nay để mình nói là cái sự liên tục và sự kiên trì thì đấy là một bài học đắt giá đấy. Tại vì bản thân mình là cũng thành công được như thế này rồi so với các bạn khác làm drop. Tại vì năm vừa rồi ấy, mình làm với một cái tinh thần là rất bận nhưng mà lại tham tiền, nên là làm kiên trì và rất bền bỉ và rất là tham học hỏi các cái mới. Tức là admin mà bạn có kiến thức gì mới là phải đòi học bằng được, inbox riêng, gọi điện riêng học bằng được và làm rất là hiệu quả. Nhưng từ hồi tháng 1 năm nay, tháng 3 năm nay mình bắt đầu nghỉ việc, thì từ cái lúc mình nghỉ việc nó lại bắt đầu cái dịch giã linh tinh, xong mình lại lười ở nhà ấy. Mình không làm gì nữa, kết quả nó sụp hẳn luôn. Tức là nó không, hệ thống nó bị chứng lại, nó không phát triển gì hết. Bây giờ mới bắt đầu phát triển lại và nhận ra điều đó. Thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn là nếu mà bắt đầu ấy, thì các bạn bắt đầu với một cái năng lượng như mình hồi đầu của mình ấy, là tham tiền á. Cái năng lượng tham tiền và tham kiến thức ấy, nó sẽ mang lại cho các bạn, tức là năng lượng tích cực mang lại rất là nhiều thứ. Còn nếu mà bị trì trệ theo cái năng lượng nghỉ cách ly dịch như đợt gần đây của mình á, thì nó sẽ lại không mang lại nhiều nữa, kết quả nó sẽ ít đi. Và bây giờ mình mới nhận ra điều đó, vì sau khi mà thì mình mới nói với admin. Thực ra cái khóa training 5 ngày này là mình đề xuất với admin, tức là mình nhận ra điều đó và mình bảo với admin là tạo ra những cái khóa training 5 ngày như này để mà tạo động lực cho mình chia sẻ cho mọi người với cả mọi đội ngũ admin làm việc nhiều hơn, rồi anh em trong nhóm làm việc nhiều hơn, vì nghỉ dịch như này mình còn bị trì trệ nữa, là cái nhóm có thể những người mới cũng bị trì trệ và họ không biết gì, thì cái nhóm này nó ra đời từ đấy đấy. Hôm nay chắc mình chia sẻ đến đây thôi, tại vì nói nhiều cũng chẳng biết nói gì nữa. Nó quá nhiều thứ thì các bạn có thể đọc về những chia sẻ của mình viết hay viết những cái tút hay những cái chia sẻ về chợ tốt rồi về tư vấn ở trên web, trên blog của mình ấy. Các bạn có thể để xem nhé. Ok, xin chào các bạn. Okay, cảm ơn Hảo đã chia sẻ nhé. Thấy không? Các bạn đã nghe Hảo chia sẻ những cái kiến thức thực tế đúng không ạ? Ok, và hôm nay mình có một cái khách khá là đặc biệt đúng không ạ? Trong cái buổi chia sẻ hôm đầu tiên ấy, mình có giới thiệu đến chị Loan đúng không ạ? Chị Loan Tô đúng không ạ? Người bán được rất là nhiều phụ kiện điện thoại đúng không ạ? Một mẹ bỉm sữa chính hiệu luôn ạ. Đó, và tham gia và đồng hành với mình rất là lâu rồi, rất lâu rồi. Đấy, thì hôm nay không biết chị Loan đang có bật mic được để chia sẻ không nhỉ? Chị Loan có online không ạ? Chị Loan có bật mic chia sẻ được không ạ? Và chia sẻ cái quá trình mà gặp Forey, gặp admin, rồi là cái quá trình mà bán phụ kiện điện thoại của mình ở trên cái kênh nào, rồi là các cái đơn mà mình đã đạt được. Chị Loan đúng không ạ? Ok, thì sẽ bật mic cho chị nhé.
rồi, hết cả chị rồi đó. Bên phía chị không bật mic được hả hay sao vậy? Cái mic bên này thì cũng không bật được. Chị bấm vào cái nút ở phía bên dưới góc trái đó, cái chữ tắt tiếng đó. Bật được không? Mà không được hả? Khả năng là cái mic bên của phía chị đã bị vấn đề gì rồi. Cái này mình bật cũng không được luôn. Được mà. Bình thường vẫn bật được mà ra. Khả năng chị Loan bị giống ngày xưa cái iPhone 6 của Hảo là lúc cài đặt á. Cài đặt là nó bị cái gì mà mình không ấn vào là có mic ấy, cho nên là về sau. À đâu, cái đấy ngày đến là của mình là video, không phải. Không phải. Ok. Loan không bật được mic. Bình thường mà anh em bật được mic bình thường mà đúng không? Đâu có ai cấm đâu, đâu bị cấm gì đâu giờ. Đúng không? Mọi người bật mic lên bình thường mà đúng không? Tắt bật mic bình thường mà. Chị Loan tôi là một người rất là đặc biệt đúng không ạ? Vậy mình muốn mọi người nghe chia sẻ của chị Loan. Nó là một member trong member mà rất là lâu rồi. Theo Fori và theo team rất là lâu. Rất là nhiều những cái câu chuyện để chia sẻ, rất là nhiều thứ. Đúng không ạ? Mà sao lại không được? Mình đâu có cấm đâu. SO chuyện. Ok, chị bật lại mic được chưa? Chị bật mic xem nào. Để mình tắt hết mấy cái chế độ bật mic rồi đó. Được không ạ? Nếu mà chị Loan không bật mic được thì mình sẽ nghe đúng không? Có được không? Không được hả? Cái này thì chắc bình thường. Giờ chị out vào lại xem nào. Chị out xong vào lại nhé. Chị thoát đi xong rồi vào lại xem sao. Ok. Chị Loan là một trong những người rất là đặc biệt trong cái team của Fori, đúng không ạ? Một trong những người rất là cố gắng luôn á, rất là nỗ lực, anh phải học theo vì bản thân chị là một người vô cùng năng lượng luôn, rất là tích cực.
quan điểm admin rất là respect, đúng không ạ, rất là tôn trọng những người như vậy. Lâu lắm rồi đúng không ạ, rất là lâu rồi chị không có vào trong Zoom chia sẻ, không, gần như là chưa có luôn. Ok, thì vậy là cái nick của chị bị vấn đề rồi, cái điện thoại của chị có vấn đề rồi, vào trong Zoom là nó bị tự động tắt luôn chứ mình không có tắt nick đâu nha. Ok, và bây giờ là xem các bạn nào vậy muốn chia sẻ đúng không ạ? Với Thắng nó vào chưa? Thắng nó phải chia sẻ cho mình. Mình nhắn tin cho Thắng nha. Ok. Ở trong nhóm này mình có gặp vấn đề gì khó khăn không ạ? Ok, wow, có trong Zoom à? Bây giờ mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ Thắng nha. Trong quá trình đầu Zoom bây giờ là có Nguyễn Thắng đúng không ạ? Một trong những member cũng rất là kỳ cựu ở trong Fori và có rất là nhiều kinh nghiệm thực chiến. Thì bây giờ là mình sẽ nghe Thắng chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi là cái góc nhìn đúng không ạ? Của mình về dropship, về kinh doanh, rồi là cái tiềm năng của online đúng không ạ? Ok, Thắng bật mic nói chuyện nhé. Trong Fori những cái câu chuyện nó đều là một cái câu chuyện khác biệt hết. Có những con người rất là hay, rất là thú vị luôn mọi người ạ. Đấy, bỉm sữa này, công nhân viên chức đúng không ạ? Rồi là không có kinh nghiệm. Tất cả mọi thứ luôn đều có ở trong Fori hết. Rồi là cũng từ sự chịu khó thôi, từ cái cố gắng để thành công thôi chứ không có gì ạ, không có một cái điều gọi là bài bản đặc biệt đâu, rất là đơn thuần luôn. Và để chứng minh một điều rằng là anh em mình ai cũng thể làm được, và nghe những kinh nghiệm như này là mình học, mà thầy mình học cũng rất là nhiều từ đội nhóm, từ cộng đồng, từ chính các bạn đấy. Có Thắng đang on bằng nick nào ấy nhỉ, bằng nick nói chuyện nào, bảo đang ở trong Zoom mà, ở trong Zoom nào. Là trong Zoom nào, tại vì đang 2-3 nhóm đang Zoom. Ok, và đây đâu rồi? Được rồi, chị Loan ơi, chị Loan bật mic được không ạ? Chị bật lại mic xem nào. Ok. Ok rồi. Được chưa? Rồi, đúng rồi. Ok, rồi mình sẽ nghe cái câu chuyện của chị Loan nhé. Và mình rất là muốn chị Loan kể như thế này, đúng không ạ? Và chiều nay mình nói rằng chị Loan dành vào chia sẻ cho mọi người thì chắc khả năng là rất là lâu rồi chúng ta mới vào Zoom rồi là chia sẻ. Chị Loan bảo là chị không biết là chia sẻ cái gì, đúng không? Và bây giờ chia sẻ những vấn đề là một đó là cái quá trình mà chị tham gia vào trong Fori này, gặp được admin nữa, câu chuyện admin, đúng không ạ? Xong rồi cái cuộc sống của mình như thế nào? Đấy rồi là
cái quá trình mà mình lựa chọn cái ngách phụ kiện nó bán như nào, vì admin thấy chị là một người rất là nghị lực luôn và gần như là một mẹ bỉm sữa chính hiệu luôn, trên cả chính hiệu đúng không ạ, về cực kỳ khó khăn và là cố gắng rất là nhiều. Bản thân admin lâu lâu vẫn thấy chị đăng bài đúng không ạ, tại vì những cái nhóm mà admin chỉ đâu chị đăng mãi mà. Đó, nên ra là chị không phải đăng riêng nick đấy đâu, chỉ có mấy nick chị đăng lên là admin sẽ nhìn thấy, nên ra là admin hôm đầu tiên trong cái buổi chia sẻ về cái marketing này này, về cái dropship này ấy, là admin có nói với mọi người rằng đấy là trong nhóm của mình có một chị cực kỳ hay luôn đúng không, là tuổi này đừng có nói về tuổi, đừng có bao giờ nói về là mình khó khăn như thế nào hết, tại vì ở trong Fori có những người khó hơn khăn hơn các bạn rất là nhiều, mà những người đó làm rất là tốt, và trong đó thì hôm nay mình đã mời chị vào trong đây để chia sẻ. Đấy là những cái mà muốn chị chia sẻ, mình muốn chị chia sẻ ở trong đội nhóm nhá. Quá trình mà làm dropship, rồi quá trình bán được bao nhiêu đơn hàng, rồi là có sự thay đổi của mình như thế nào khi mà tham gia team, đúng không? Đó là những cái đấy, mình muốn chị chia sẻ. Ok, bắt đầu nhá. Mọi người nghe chia sẻ của chị Loan nhá. Đây là lần đầu tiên chị chia sẻ trên nhóm lớn ở của Fori á. Ok, chị chia sẻ nhá. Ừ, cảm ơn Quyết nha. À, chị chào mọi người nha. À, có nghe được chị nói không nhỉ? Có nghe được chị nói không? Alo? Ừ, mọi người nghe được. Chị tưởng cái mic chị nó có vấn đề ấy. Chào tất cả mọi người nha, chào Quyết nha. Chị lần đầu tiên chị chia sẻ này chị thấy ngại lắm. Tại vì so với mọi người, so với nhiều người thì chị có kết quả gì nhiều đâu. Chị gắn bó với Fori được hơn 2 năm hay là 2 năm ấy nhỉ? Chị quên mất rồi, nhưng mà chắc là tầm đấy. mới đầu thì chị cũng lên mạng tìm hiểu nhiều những cái công việc kinh doanh online, những cái đầu tiên thì chị hay bán những cái sản phẩm như là đồ gia dụng này, rồi sau đấy chị thấy nó không được bao nhiêu mà chị toàn phải đi ship thôi. Thế xong rồi có một lần chị gặp được bạn Trung. Bạn ấy giới thiệu chị vào cái nhóm Galaxy Team ấy. Thì vào đấy thì chị mới biết được Quyết. Sau đấy thì Quyết mới hay chia sẻ những cái công việc kinh doanh online ấy. Về cái mảng phụ kiện điện thoại thì chị cũng để ý. Xong rồi chị cũng làm theo Quyết là đăng bài. Lúc đấy thì buồn cười lắm. Lúc đấy đăng bài nhưng mà cứ hôm thích thì đăng, không thích thì thôi. Nhưng mà chị thấy có nhiều người hỏi thật ấy. Thì mới đầu thì vào cái gì nhỉ? Vào cái app Get It. À, Get It cái app. Vào cái app Get It ấy, chị thấy đăng bài trên đấy thích lắm. Cái từ Get It là bèo nhất 2 năm rồi, tại vì cái app đó nó phá sản luôn mà, nó đóng cửa luôn. Vào cái đấy thì đăng bài trên đấy thích lắm, tại vì nó cái vị trí của nó dễ đăng. Sau đấy thì lại nó phá sản rồi thì lại chuyển sang Market đi. Đăng bài trên Market thì cái điện thoại của chị nó tệ lắm. Nhưng mà ngày cứ nghe chia sẻ của admin với lại mấy bạn như bạn Duy Nguyễn này, bạn Thắng này, sau đấy làm theo, thế là cứ ngày đăng bài. Nhưng mà chị, công việc của chị là chị phải chăm hai con nhỏ này, xong rồi chị còn phải làm việc đồng áng nữa nên cũng không có thời gian nhiều như mọi người. Ngày chị cũng chỉ đăng 10-20 bài, nhiều nhất là tầm 40 bài. Có lúc đăng, có lúc không, nhưng mà ngày nào cũng có đơn, ngày nào cũng tầm ít nhất phải có 1-2 đơn, nhiều nhất là tầm 6 đơn. Không 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 được bằng như mọi người đâu. Nhưng mà chị thấy vui lắm, tại vì
Chị chưa bao giờ có một cái công việc gì mà nó chỉ cần cầm cái điện thoại ngồi yên một chỗ mà có thể bán được hàng. À, mọi người biết không, làm nông thì nó vất vả mà. Kiếm được 10 20 nghìn một cái đơn hàng mà chỉ ngồi trong 1 tiếng đồng hồ thì nghề nông nó không dễ như thế đâu. Đi ra chợ, mấy bà đi ra chợ bán những cái sản phẩm của nông nghiệp ấy, đi ra cả ngày cũng chỉ được 100 đến 200. Nhưng mà chỉ cần cái điện thoại ở nhà, nếu mà các bạn con còn đang trẻ này, chưa vướng bận con cái, các bạn có thể tận dụng. Mỗi đơn hàng của mình thì cũng được tầm ngày đầu tiên bán ấy thì không biết bán thì cũng bán rẻ lắm. Nhiều được 20.000 thôi, 20 25.000 thôi, nhưng mà về sau thì mình khôn hơn tí. cũng được, nhất là cái đơn bán tai nghe iPhone 7 ấy thì có lúc được hơn 100. Một đơn một hơn Chị 100 ấy. đã bán trùm tai nghe luôn đấy nhỉ, bán nhiều tai nghe với cả cái cáp sạc Chị để qua bán bán bây nhiều giờ luôn, chị toàn tai bán nghe đặc biệt tai là cái nghe. tai nghe Samsung ấy, em nhìn thấy chị đơn kinh khủng luôn mà. Chị toàn bán Samsung S10 với lại S7. Tại vì cái giá của nó phù hợp với lại những cái người mà người ta đi làm công ty ấy, người ta mua về để nghe nhạc cả. Với cái tai phone thì mình chỉ bán tầm 90 80 90 nghìn thôi. Được lãi 20 25 đến 30 nghìn là được rồi. Mình bây giờ mình vẫn bán, nhưng mà dạo này mình bận quá. Nhưng mà đơn hàng của mình dạo này mình hay bán ở cái thành phố Hồ Chí Minh với lại những cái khu vực miền Nam ấy, nên là dạo này có nhiều người hỏi nhưng mà không không thể nào mà ship được hàng, nên là cũng chịu. Bây giờ lại chuyển sang bán ở miền Bắc. Chị không biết nói gì. Em thấy hay mà, đúng rồi, các bạn cảm thấy hay không ạ? Em cảm thấy hay không ạ? Các bạn muốn hỏi gì thì chị Loan không? Đây là một mẹ bỉm sữa này, làm nông đúng chính hiệu luôn đấy, chứ không Chị không làm không nông không thôi. phải là không phải là pro giống như là các cái bạn đã từng chia sẻ đâu. Đấy là một điều cực kỳ đặc biệt và em cảm thấy rằng mình nó đỉnh mình cao ấy, chỉ thật sự luôn mình đấy. chỉ đăng Chưa chắc vào cái mình lại như vậy. lờ mình chỉ đăng vào cái lúc rỗi thôi, không không phải giống như mọi người là giống như admin dạy là đăng bài từ 7 giờ đến 8 giờ này, 10 giờ đến 11 giờ này, hay là buổi chiều thì 1 rưỡi đến bao nhiêu giờ. Mình không tính như thế, mình cứ nghĩ lúc nào là mình đăng lúc đấy, nhưng mà vẫn có đơn mọi người ạ. 10 giờ đêm mình cũng đăng, 11 giờ trưa, 12 giờ trưa mình cũng đăng đăng bữa ấy, nhưng mà một tuần mình không làm gì ấy, nó vẫn có đơn bình thường. Hình như là cứ có nhiều người chọc, có nhiều lượt xem thì lại có người thấy bài mình, người ta hỏi. Đăng bài trên group tai nghe cũng có người hỏi. Hay là mình tạo cái fanpage của mình, khi nào mình động đến thì lại có đơn. Dạo này mình bận lắm. Làm nông nó cũng bận lắm mọi người ạ. Có Với lại bạn nào còn hai hỏi là con chị đang nhỏ. làm lông, chị làm cái việc gì vậy kìa? À, chị không nhìn vào cái màn hình. Chị làm nông, chị làm ruộng thôi. Đó, bạn ấy hỏi Chị làm ruộng với là lại chị chăm con đang nhỏ làm thôi. đó. Ừ. Nên là chị muốn nói với mọi người là các bạn còn trẻ mà chưa có gia đình ấy, thì tận dụng cái thời gian này, tận dụng cái thời gian mình còn đang cái tuổi thanh xuân này, mình cố gắng mà bán hàng, bán cứ cứ đăng bài, đăng nhiều rồi sẽ có đơn. Như chị không không đăng được thường xuyên nhưng mà vẫn có. Các bạn đã hỏi là chị bây giờ đang dùng cái kênh nào? Chắc chắn là chị đang sử dụng tận dụng chắc chắn là tối ưu nhất là cái Facebook rồi đúng không? Đăng market, đăng fanpage và Ừ, chị đăng đăng Facebook. trên market Đấy thôi. chị. Đấy bây giờ Cái chị nói Facebook của về cái vấn đề chị về đăng hình lắm. ảnh này hoặc là cái vấn đề về content lên cái nội dung ấy, để của các kênh đấy chị đăng như thế nào? Chị chia sẻ nhé. Ừ, thì mình thấy mình bán được nhiều, mình bán nhiều rồi mình sẽ rút được kinh nghiệm. Ví dụ như là khách hàng chị bán cái tai nghe Samsung, khách hàng sẽ hỏi là cái tai nghe này giá bao nhiêu, hay là cái tai nghe này nó dùng cho điện thoại nào, thì mình
cứ nhìn vào những cái đấy rồi mình khắc tự nghĩ ra cái content thôi. Đúng, chính xác. Vâng. Ừ. Mình đăng cái Mà content làm phù hợp nhiều theo thì đúng mình nhu sẽ thành cầu thói khách quen mà ừ. Mình sẽ có hàng. kinh nghiệm ấy. Ok. Sau đấy bán hàng thì phải có tâm. Ví dụ như là khi mà ship đến thì khách hàng dùng được 1-2 ngày chẳng hạn. Khách hàng nói là nó bị cái này, bị cái kia thì mình phải trả lời ngay lập tức. Xong rồi thì nếu mà không xử lý được, mình thấy cái giá tiền nó cũng không đáng là bao nhiêu thì mình có thể tặng khách hàng một sản phẩm nào đó tương tự, hoặc là tặng luôn khách cái tai nghe đấy. Xong rồi lần sau thì khách lại giới thiệu cho người khác. À, bây Với giờ lại vẫn chịu còn trách có một nhiệm với cái người sản phẩm của mình, rất là nhiều anh bây em giờ. mình hay kỳ kèo ấy, nên nhớ là cái phụ kiện điện thoại nó rất là rẻ, nó thật sự nó rất là bèo, và mình là nhập cái loại đó là để anh mình Có dơ lúc bản mình phá không được rồi 1.000 nào luôn. đó, nhưng mà mình sẽ Có được lúc cái khách mình hàng đó, người ta sẽ mua của mình đó. đúng rồi, như hôm nay là có một người tự nhắn tin cho mình hỏi là có cái tai nghe nào cắm được cái laptop không, thì mình bảo mình vẫn thường cắm cái S10, cái Samsung S10 ấy. Nghe zoom bình thường thoải mái. Thế rồi người ta bảo đấy là do người khác giới thiệu qua shop mình, để mình bán lâu rồi ấy. Có người tự tự động nhắn tin cho mình luôn. Như kiểu Tính ra có bây thương giờ hiệu chứ, là mình đã kiên trì mấy năm luôn đấy. Năm ngoái mình thấy bạn đã chịu bây bán giờ các bạn khủng khiếp. mà bây giờ các bạn mà vào mà tìm tai nghe Samsung là chỉ hình như là chỉ toàn thấy bài của mình thôi. Những cái tai nghe của mình là mình tự chụp. Cái điện thoại cùi của mình nó xấu, chụp xấu, nhưng mà Chị nói đang chung dùng là điện thoại gì đang vậy? chị dùng Vivo. Vivo i5 ấy. Đó nên nên ra là góc độ anh em mình đừng có đổ thừa cho lý do. Thì mình nói thẳng luôn, hôm trước đã nói rồi, đừng đừng có đổ thừa lý do. Không điện thoại, không laptop, không cái gì đó, đó không phải lý do chính đâu. Cái lý do là mình có làm hay không thôi. Từ đây rồi. Đó. Các bạn muốn hỏi là bạn các bạn cảm thấy tuyệt vời không ạ? Cảm ơn chị Loan đã chia sẻ nhé. Ok, chị còn Cảm ơn mọi muốn nhắn người nhủ cái gì nha. không ạ? Chị còn muốn nhắn nhủ gì không ạ? À, chị Loan ở đâu ạ? À? Chị Loan ở chị ở Lạng Sơn nha. Cái giọng của chị nó đặc chất Lạng Sơn luôn. Rất là tuyệt vời Mọi đúng người không? cứ chịu khó đi, cứ làm đi, cứ làm đi, có khác có kết quả mà. Cứ nghe Quyết chia sẻ rồi làm theo Quyết nha. Quyết nói chuẩn lắm đấy, nhưng mà mỗi tội mình hơi lười thôi, vừa lười vừa bận lắm. Ok. Mọi người cảm thấy như nào? Mọi người thấy cái chị Loan chia sẻ như nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Mình cảm Hôm nay thấy rất rất hay. Đúng chị không? phải chị đang cho con ngủ nên là chị không bật cam lên. Hôm sau mình chia sẻ có camera đấy nhá. Đó. Các bạn hỏi chị Loan bao nhiêu tuổi này? Chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị đang run. Chị đang bao Chị nhiêu đang tuổi? run. Hả? Chị à, chị sinh năm 84 rồi. Ok, Chị 84. sinh năm 84 nha. Mọi người chắc là không có ai bằng chị đâu. Đừng có Trong viện nhóm lý do có nhiều là người cặn cũng nha. cao tuổi lắm đó nha. Trong Cứ nhóm có này điện thì thoại các là bạn được trẻ. ngồi một chỗ. Đúng rồi, các bạn trẻ này. Ok, cảm ơn chị Loan À, nhé. em Cảm ơn chị Loan 83. nhé. Mọi người cảm ơn chị Loan đi ạ. Ok, hôm sau mình chia sẻ tiếp nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ nghe Thắng chia sẻ nhé. Cảm ơn chị Loan rất là nhiều nha. Ok, cảm ơn Quyết đã cho Ok. chị chia sẻ nha. Ok, hôm sau mình lên chia sẻ tiếp nhé. Ok, cảm ơn chị Rồi, nhé. chào mọi người. Ok, mọi người cảm ơn chị Loan một tiếng được không ạ? Thật sự luôn là em rất là muốn đây là lần đầu tiên chị Loan lên chia sẻ luôn em mọi người ạ. Và có mọi người có thể để ý rằng chị cũng hơi run đúng không ạ? Và đó là những lời rất là chân thật. Và đó là điều mà mình cảm thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Và nên là chúng ta đừng có lý do, đúng không? Chúng ta đừng có bi quan, tại vì chúng ta đang sướng hơn rất là nhiều người thực sự đấy mọi người ạ. Chúng ta có điều kiện, chúng ta có sức trẻ này mà chúng ta làm như chị Loan vừa sau mới chia sẻ là
giờ chúng ta hãy làm nhiệt tình lên. Đấy. Với cái thanh xuân có thời gian trẻ chưa có gia đình đúng không ạ, được có này máy tính này, có laptop này, có smartphone này, có trí thông minh này đúng không? Chắc chắn là trí thông minh hơn chị Loan rất là nhiều luôn đúng không ạ? Các bạn làm được đủ thứ trên trời luôn, làm web, làm các thứ, nhưng mà chị Loan chưa chắc đã biết làm đấy. Nhưng mà tuy nhiên rằng là biết nhiều không phải là thành công đâu, biết nhiều chưa chắc đã thành công, chỉ cần biết một vài kiến thức thôi là đã thành công lắm rồi. Đấy, thật sự là tuyệt vời. Đó. Ok. Ok, và Thắng ok chưa nhỉ? Chia sẻ với anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái sự chia sẻ của Thắng, một member cũng cùng thời với chị Loan đấy, thậm chí là còn sau chị Loan luôn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Chị Loan là vào lâu lắm luôn, từ thời một affiliate luôn á, từ affiliate mà team Forie mà chưa có tên Forie đâu, nó là tên là Galaxy Team á. Là từ affiliate đã kiếm tiền rồi, đó là kiếm các cái cơ hội kiếm tiền, đó là sau này mới gặp admin ở trên các cái diễn đàn đấy, admin hướng dẫn đó, sau đó là vào trong Forie rất lâu rồi đấy, cực kỳ lâu luôn đấy. Mọi người biết chị Loan như vậy đấy. Đấy, và Thắng là một trong những member mà cũng như thế đúng không ạ? Thắng thì bây giờ thì đẳng cấp hơn, có cái quá trình của Thắng thì admin chia sẻ tí là bắt đầu là admin với Thắng là quen biết nhau, và cái mục tiêu của Thắng là đơn giản lắm, chỉ là bây giờ ông giúp tôi hướng dẫn cái cách mà quảng bá, rồi là để sau này có một ước mơ là làm một cái shop ở nhà ấy, đi học đại học về xong rồi mở cái shop đó, là để bán được hàng, để bán được online, để làm được website này kia thôi. Đấy là cái mục tiêu ban đầu thôi. Còn bây giờ thì nó đã khác xa lắm rồi. Bây giờ là Thắng không phải là mở shop nhỏ nữa, mà nếu như mà có mở thì shop đó thì nó phải thuộc tầm công ty rồi, và cái tư duy nó vượt tầm xa lắm rồi. Đúng không? Thật sự là kỹ năng rất là nhiều. Đứng ở góc độ mà nào đấy thì Pin cảm thấy rằng Thắng đủ sức để lập một cái team rất là mạnh, rất là lớn. Đó, và hiện tại cũng đã có team riêng, rồi là có dự án riêng, có tư duy, rồi là có mọi thứ, tiền, vốn, vân vân. Và cũng giống như vừa sau này Pin chia sẻ, cũng không phải là những người có tiền ngay từ ban đầu, cũng không phải là người được gia đình giúp đỡ như thế nào cả. Đấy là những cái mà rõ ràng ở trong đây chúng ta phải đưa ra, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau học hỏi nhau, chứ không phải là vấn đề là ở đây là toàn người giàu thì nó là một cái câu chuyện khác. Ở đây là những người rất là bình thường, rất là bình thường đấy, bình giữa này đúng không đó. Và cái học ở nhau là cái sự cố gắng, và cái role ở đây thì tất cả kiến thức của mọi người muốn học ở trong Forie đều có, đó là cái mà thật sự đúng không nào. Và cái cơ hội trong này có về nguồn, cơ hội về kiến thức, tất cả mọi thứ đều có. Ok, rồi chúng ta cùng chia sẻ, nghe chia sẻ của Nguyễn Thắng nha. Ok, rồi Thắng chia sẻ nha. Chào mọi người á. Rồi thì nãy giờ thì Quyết cũng có nói về mình một chút, thì cơ bản thì Quyết cũng nói quá rồi, chứ mình cũng có tài giỏi mức đó đâu, thì cũng kiểu như mình làm lâu có kinh nghiệm thôi. Thì cơ bản thì Thắng thì tham gia Forie cũng rất là lâu rồi, thì tham gia như Quyết nói thì đã tham gia từ cái lúc mà Forie chưa có tên luôn đấy, chưa có cái tên này đâu, chưa có cái áo mà mình đang mặc đâu, đó kiểu như thế. Xong rồi làm với nhau cũng lâu, từ affiliate mà hồi xưa Thắng làm affiliate cũng khá hết á, hồi làm asset trade cũng có một cái chút kinh nghiệm, rồi sau đó anh em mới rủ nhau qua làm drop thì cũng làm tới giờ luôn. Và hiện tại thì Thắng vẫn đang làm drop, vẫn đang làm drop và có cái dự án riêng như admin vừa nói. Thì giới thiệu với mọi người trước thì Thắng thì xuất thân từ là cũng không phải là kinh doanh truyền thống, kinh doanh nòi đâu. Thì Thắng học một cái chuyên ngành nó khác xa cái công việc mà mình đang làm bây giờ này. Và hiện tại Thắng có một công việc chính thì đang làm là nhân viên văn phòng. Đó, nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước ở địa phương thôi, nói chung cũng nhỏ.
thì cũng có chức vụ gì cả thì cũng làm nhân viên quen thôi. Thì ngoài cái thời gian Thắng đang làm online, làm ở trên, thời gian mà làm ở cơ quan thì ở nhà thì có rảnh mà. Ở nhà làm 8 tiếng hành chính xong về rảnh bắt đầu làm online thôi. Thì xưa giờ từ hồi học đại học là bắt đầu làm rồi. Sau này đi làm thì mình cũng kiểu như mình cũng có thời gian rảnh thì mình làm thôi. Khi nào bận quá thì thôi chuyển. Đó, ví dụ như Thắng bây giờ là hiện tại đang ở đây là đang ở khu cách ly này. Đó, nói cho mọi người biết luôn. Chứ giả sử mà khu cách ly nhưng mà mình vẫn kiếm ra tiền nhờ online. Đó là một cái điều rất là hay luôn á. Mùa này rất là nhiều người bạn của Thắng chia sẻ là kiểu như làm không có tiền, rồi không được đi làm, rồi cấm túc, rồi cấm quản, phong tỏa các kiểu, nghe rất là mệt. Đúng không? Nghe rất là kiểu như là mình cũng thấy thương cho họ, nhưng mà mình nghĩ tại sao mà họ không có nghĩ đến online từ ban đầu. Đến bây giờ thì hối tiếc. Hối tiếc do dịch không làm được cái gì cả. Thắng có rất là nhiều người bạn, tại Thắng tuổi cũng nói chung là cũng không có lớn bằng chị Loan đâu, nhưng mà cũng thuộc dạng là cũng lão làng rồi. Nó cũng đứng tuổi rồi. Thì mình mới cảm thấy là ừ, tại sao mà mình không nghĩ đến cái công việc mà online ngay từ đầu mà phải đến lúc dịch. Thì mấy bạn đó, mấy bạn cách đây mấy ngày á, thì mấy đứa bạn của Thắng thì có hỏi là ừ, mày có công việc gì mà làm on được không, chứ dạo này tao đói quá. Đó là thực tế luôn. Mình cảm thấy ừ, mình cảm thấy mình may mắn. May mắn khi mình biết được online từ quá sớm, bán, biết được dropship, biết được kinh doanh online từ rất là sớm, sớm hơn bạn bè của mình. Thì thực tế là Thắng đã biết kiếm tiền đó. Người ta gọi là kiếm tiền MMO á, bất money online. Hồi xưa nó có cái thuật ngữ đó, đó, và bây giờ nó vẫn sử dụng. Thì Thắng đã biết kiếm tiền từ những năm 2013 rồi. 2013 là hồi mà đang học đại học năm 2 á. Giờ thì đâu không có làm full time được đâu nhân ơi. Thực tế là bây giờ đang khu cách ly và mình đang bên hỗ trợ mà. Một ngày Thắng gác đối tượng đi trực khu cách ly đến tận 16 tiếng á. Nhưng mà ra ngoài đó thì vẫn được xài máy tính, nhưng mà không có phải là mình tập trung vô nó hết, người ta nói. Tại vì còn nhiều lực lượng mà, chứ đâu phải riêng mình, còn công an, dân quân, các kiểu, người ta nhìn mình vô, người ta bảo làm cứ cắm mặt, vô làm như vậy thì cũng hay. Thì thực tế là bây giờ một ngày đang đi bảo vệ bên khu cách ly. Thì đây nè, cái chỗ này là phòng nghỉ nè. Chứ thực ra Thắng có một cái văn phòng, gọi là văn phòng chỗ ai đó, nó cũng là một cái phòng nhỏ nhỏ để làm việc. Thì thường thường thì Thắng hay zoom ở chỗ đó, thì nó ánh sáng ngồi, chỗ ngồi thì nó có vẻ là ok hơn. Còn ở đây thì cái điều kiện cũng có nên mình phải chấp nhận thôi. Thì ở trong thời gian này thì Thắng vẫn đang làm online và có đơn hàng ngày luôn. Thì như các bạn biết thì chị Loan đã chia sẻ hồi xưa chị bán ở trên Marketplace, có một ít những cái kênh đó nó cần thời gian rất là nhiều. Và giai đoạn này thì Thắng đang chuyển qua những cái kênh mới. Mới so đối với mình thôi. Tại vì cái kênh này là kênh thương mại điện tử. Và thực ra là Thắng mới tham gia vào Shopee với Sendo là khoảng tầm 6 tháng nay thôi. Chứ còn cái con đường mà mình làm MMO thì làm kinh doanh online thì lâu rồi. Hồi xưa bán trên Facebook mà. Xong nhưng mà không có thời gian. Tại bán Marketplace thì dành cho những bạn là có thời gian thì doanh số sẽ cực kỳ khủng luôn. Nhưng mà mình không có thời gian để chốt đơn, để tư vấn thì mình phải chuyển qua Shopee. Tại vì đơn ở bên đó là người ta đặt thôi mà. Mình ít tư vấn lắm. Thì bây giờ đang chuyển sang Shopee gọi là toàn phần 100% luôn. Không, giờ không bán trên Facebook nữa. Và những kinh nghiệm bán trên Facebook thì vẫn còn. Tại vì đã từng trải rồi. Đó, thì cái đó là cái công việc của mình. Chia sẻ một tí. Marketplace thì chắc chắn vẫn còn tiềm năng. Thực tế luôn đó. Marketplace còn tiềm năng cực kỳ. Thắng chỉ tiếc một điều là Thắng không có thời gian khai thác. Và Thắng không có một người nào đó để mình kiểu như mình hướng dẫn, kiểu như giả sử như là một người nào đó mà mình thân tín mà mình thấy ok á, mà có thể chiến được với mình, mình có thể chuyển giao lại công nghệ cho họ để làm. Nó tiếc là như vậy, tại vì không có tìm được ai cả. Không, tại vì cơ bản cái công việc kinh doanh này như Thắng là nói đó, bảo là gần mấy ngày dịch này nhiều đứa bạn của Thắng nó mới nhắn tin hỏi là giúp nó chỉ con bán hàng online rồi công việc liên quan online ấy, để biết được cái người ở trong cái xã hội này ấy, làm online này nó ít lắm, nó không có nhiều như các bạn nghĩ đâu, cực kỳ ít luôn á, làm mà làm hiệu quả nó còn ít hơn nữa, đó
đã làm còn ít rồi đúng không, nhưng mà làm hiệu quả nó còn ít hơn nữa đó. Thì do đó mình phải thấy mình may mắn cực kỳ khi mà mình biết được nhiều thứ hơn họ đó. Mùa dịch này là người ta không kiếm được tiền, mình vẫn kiếm được tiền, đây là may mắn lắm luôn, cảm thấy biết ơn. Tại vì biết sao, các bạn biết sao, tại vì cái mùa này Thắng đi trực khu cách ly mà Thắng biết được những cái hoàn cảnh nó tội khủng khiếp luôn, khủng khiếp luôn. Người ta kiểu như người ta không có đồ ăn, người ta phải xin. Có công việc chính của em thì làm việc liên quan đến hành chính thôi, liên quan đến hành chính tư pháp đó. Nhưng mà bây giờ thì dịch giả thì bây giờ làm gì thì cũng phải bung ra mà đánh giặc thôi, giặc để giặc Covid đó. Thì chấp nhận thôi chứ cũng sao. Nãy vừa rồi là mới chuyển, nãy tính là vô Zoom sớm nhưng mà lại vướng cái việc là kiểu như có mấy người người ta ra trốn, xong rồi mình phải bên xong mới phải set up, mới chuyển người ta qua bên bệnh viện dã chiến ở đây này. Em hiện tại đang làm Long An thì đó, thì không có vô được, mãi giờ mới vô được, 10 giờ mới vô được đó. Thì chia sẻ về công việc một xíu thôi, còn quay trở lại chủ đề chính thì đó, cái việc này thì cơ bản nó không có khó. Theo đánh giá của Thắng á, làm nhiều người lại bảo ừ ông làm lâu rồi thì ông bảo là nó đơn giản chứ tôi mới làm nó khó, nhưng mà thực ra nó không khó đâu. Khó ở cái chỗ mà các bạn không có theo được á, không chịu học. Như chị Loan bảo Quyết, admin Quyết chia sẻ cực kỳ nhiều, cực kỳ hay, nhưng mà không có thời gian coi. Đúng, thật sự không có thời gian coi thật đó. Nhưng mà nếu mà bạn nào có thời gian, đừng bao giờ mà bỏ một cái Zoom này. Hồi xưa Thắng mới bắt đầu cũng như vậy, Thắng có cái tư tưởng là ừ mình không giỏi nhưng mà mình phải cố gắng cần cù bù siêng năng, đúng không? Để làm sao đó mình có thể, giả sử mình chỉ thông minh bằng 1/10 so với người ta thôi, nhưng mà mình có thể siêng 10 lần để bù lại. Đó là cái công thức thành công của Thắng, công thức để thành công. Thì nói thì cũng có cho mọi người minh chứng luôn, cho mọi người thì Thắng cũng đang chết đơn một số cái đơn hàng trên Shopee với lại Sen Đỏ đây cho mọi người xem luôn nè. Thì đó, thì nói mọi người lại kia thì đây, ở đây thì đang chờ lấy hàng thôi. Thì Thắng hiện tại cũng đang bán trên 2-3 shop, thì hai cái Shopee với một cái Sen Đỏ. Thì đây là cái shop của Thắng đang làm. Thắng làm cái kho ở ngoài Hà Nội với thằng em thôi. Còn đây là dự án mà Thắng chuẩn bị làm, dự án riêng của Thắng. Sản phẩm này thì chưa có về Fori đâu. Đó, thì đơn hàng thì đây. Thì mấy bữa nay nó cũng hết hàng nhiều, đâu có về hàng được đâu. Thì đây là lượng đơn hàng. Thắng không có là cái người mà bán mà cả ngàn đơn, càng đơn giống như ở trên mạng này mọi người thấy rồi, nhưng mà có đơn là thật. Thì đấy, ở đây là Sen Đỏ này, đây là Sen Đỏ này, các bạn thấy Sen Đỏ thì cũng mới tập bán thôi và cũng đã có đơn rồi, đang chờ lấy hàng, đã lấy hàng này, đơn hoàn tất này. Và đang có một cái shop nữa đó, đây đang chờ, đang giao này, đang giao đó, đang giao. Thì đây là cái mà mình làm hàng ngày thôi, đây là cái công việc mà mình làm hàng ngày để mình có được thêm cái thu nhập vào cái mùa dịch này. Và Thắng làm cái kênh thì nó thụ động hơn mọi người một chút xíu. Có nhiều người ở trong Vori thì hay chạy Facebook đúng không? Ok, mình đồng ý. Tại vì trước khi mà tới với cái thương mại điện tử này á, thì mình là một người chạy Facebook rất là có kinh nghiệm, chứ không có nói là giỏi nhé. Tại vì mình chạy Marketplace, cái số lượng đơn hàng ở trên Marketplace của mình phải đến cả ngàn đơn rồi. Đó là điều thực tế. Hồi xưa mình bán đồng hồ với phụ kiện. Đó. Thì đó là những cái kênh mà nó vẫn còn tiềm năng mọi người khai thác. Thì cũng hôm nay chia sẻ thì cũng khá là cảm xúc, tại vì mới đi làm về xong nên nó cũng không có cái nhiều cái năng lượng muốn truyền tải mọi người. Thì những buổi Zoom trước Thắng nói rất là sung, nhưng mà hôm nay thì hơi mệt thật. Đó, thì mong mọi người cũng bỏ qua cho. Thì đến kết thúc cái buổi chia sẻ này thì có một số cái kinh nghiệm dành cho mọi người làm thôi. Với tư cách là một người làm dropship 3 năm thì Thắng có những cái gọi là những cái kinh nghiệm vàng dành cho mọi người trong cái làm drop này. Đó, làm drop á, có một cái mà mọi người cần phải lưu ý nhá. Cái này là lưu ý luôn. Đó là việc mình bán ở đâu.
và cái này rất là quan trọng này. Bán ở đâu nó không quan trọng, tại dropship ở Fori nó hay ở chỗ là nó cho mọi người được vận hành đơn ở bất cứ cái kênh nào, do đó là mọi người bán ở đâu cũng được, miễn chỗ nào nó có tiềm năng, kể cả các bạn bán ở trên chợ tốt, Shopee, diễn đàn hoặc thậm chí trên những cái hội nhóm đó, chỗ nào tiềm năng và thế mạnh của mình thì mình tập trung vào. Cái thứ hai là cái mà mọi người trong đây Thắng nghĩ là thiếu rất là nhiều, là sự kiên trì. Nếu mọi người mà không kiên trì được ở trong cái bán hàng này, mọi người không thành công được đâu. Tại bán hàng nó khó ở cái chỗ là mình không có theo nó, không có liên tục với nó thì mình sẽ bị bể. Bể là do giả sử như mình đang làm từ thứ hai thứ sáu, tự nhiên thứ bảy chủ nhật mình nghỉ đúng không, xong rồi đến thứ hai thì hai cái ngày nghỉ đó nó sẽ gọi là nó đang sướng, mà tự nhiên thứ hai là phải làm lại. Xong dần dần cái thời gian nghỉ của mình nó sẽ giảm ra, một tuần làm có 2 thứ 6, xong một tuần làm có 2 thứ 4, xong một tuần làm có mỗi thứ 2. Còn hồi sau là một tuần không làm gì luôn, là lúc đó các bạn bỏ rồi đó. Do đó cái tính kiên trì ở trong này là thắng đánh giá là cao. Tại vì các bạn ở trong kinh doanh đó, tôi nói thật các bạn chả làm giỏi. Như tôi chả phải giỏi đâu, hồi xưa team Fori của tôi đó, tôi là thắng là cái người mà kém nhất, kém về tư duy marketing so với những bậc tiền bối đi trước. Tại vì có rất là nhiều bậc tiền bối đi trước có một cái tư duy kinh khủng khiếp, có một kỹ thuật hơi bị ghê. Đó, kỹ thuật về website, kỹ thuật về sale rất là ghê. Đó, mình cảm thấy là mình thần tượng mấy người đó và coi họ như là một người thầy đúng không? Như là anh Nhất, như là Duẩn, như là anh Tuyển. Đó, nói những người này thì có khả năng là chị Loan biết, và mấy bạn mới thì chắc không biết đâu. Đó là những cái người mà mình thần tượng một thời gian, và sau đó thì mình cảm thấy đến thời điểm này thì dám tự tin là mình đã vượt được họ, vượt bằng cái sự kiên trì chứ không phải vượt bằng cái sự thông minh của mình. Đó, cái tính kiên trì nó vậy, mình dám tự tin luôn. Tại vì cơ bản bây giờ Thắng vẫn bán ở đó, và Thắng có 4 nhân viên, một nhân viên là kho, một người là chuyên về quản lý thương mại điện tử cho Thắng, một bạn viết content, rồi một người quản lý cân. Đó, còn mình đứng ra điều hành. Cũng rất là vui khi tạo được cái team đó. Và Thắng mất 3 năm để tạo được cái team có 4 người như vậy thôi đó. Mất 3 năm để đi tìm những người đồng đội mà có thể làm chung được với mình, chứ không phải là câu chuyện ngày 1, ngày 2. Nhưng mà với cái mà các bạn làm cá nhân thì làm như Thắng thôi, cứ tập trung vào cái kênh nào mà mình cảm thấy ok. Marketplace, cứ làm. Facebook, fanpage, cứ làm. Kênh nào có đơn làm mà được, chứ mình đâu có phải nhất thiết mình bó buộc nó. Bây giờ thấy ông Thắng bán Shopee ngon quá, bắt đầu tự nhiên đang bán Marketplace rồi nhảy. Các bạn mà nhảy như vậy nó cũng khác thì nhảy việc luôn đó. Bạn nào mà từng làm văn phòng, bạn sẽ hiểu điều đó. Ví dụ nhảy việc từ công ty này qua công ty khác thì nó cũng giống như việc nhảy kênh. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái sự thay đổi này nó sẽ giúp cho mình có được một cái sự thành công, là mình phải chắc chắn cái điều đó, thì các bạn hẳn nhảy việc hoặc nhảy kênh, hoặc không cứ kiên trì nó đi. Kênh, những cái kênh đó mình còn chưa khai thác hết mà mình nhảy qua kênh khác làm cái gì? Khi nào mà khai thác chán rồi hoặc là nó không phù hợp với mình để mình khai thác nữa. Ví dụ Thắng bây giờ là Marketplace thì nó cần phải có thời gian chăm chút từ đăng bài xong là tư vấn. Thì thực tế là bây giờ đang ở khu quản lý thì không có thể nào mà làm như vậy được, nên mình mới phải chuyển qua thương mại điện tử, chuyển qua Shopee, chuyển qua Sendor, chuyển qua Lazada. Đó, còn kênh Lazada nhưng mà chưa có tiện cho sâu nha các bạn. Thì bữa sau sâu kênh nó cũng rất là nhiều đơn đó. Thì đó là cái điểm mà về cái tính kiên trì. Còn cái điều cuối cùng đó là phải tin tưởng. Tin tưởng là sao? Tin tưởng vào cái nơi mà mình đang làm việc, có những người nào mà mình cảm thấy ok để mình cùng đồng hành. Tại vì cái câu chuyện đồng đội là nó là câu chuyện cảm hứng dành cho mình. Các bạn không thể nào mà các bạn làm được mình biết được, làm được mình rất là chán. Hồi xưa Thắng có một thời gian là Thắng thấy thôi kệ, mình làm tự hưởng, không có giao du với ai cả, không có tiếp xúc, không có mở rộng mối quan hệ. Và cái điều này rất là dở luôn. Đến cái lúc mà mình gặp một cái vấn đề nào đó không có ai chia sẻ,
rồi không có ai sẽ san sẻ cái vấn đề của mình. Mình cảm thấy mình chán, mình oải, mình không có năng lượng và mình rời đi, mình không có làm được một thời gian và bị như vậy là không làm được. Đó, do đó là hãy tin tưởng vô cái nơi mà mình đang mà làm như thế này. Như các bạn, tôi không có nói là các bạn làm phải tin tưởng Fori đâu. Fori không phải là tất cả. Fori không phải là cái nhà phân phối đồ đó duy nhất ở Việt Nam. Nhưng mà các bạn cảm thấy ở đây có chúng tôi, có tôi, có admin Quyết, có những cái người mà hướng dẫn cho các bạn là nhiệt tình thì ở lại. Đây là cái sự chân thành nhất dành cho mọi người. Cảm thấy ở lại mà hỏi các bạn. Tôi là một người đi rất là nhiều team chứ không phải ở Fori đâu. Mà tôi đi rất là nhiều và tôi thấy ở Fori là cái nơi mà support ok nhất. Không tin các bạn á. Cái này tôi không có phải là tôi nói mồm đâu, không tin các bạn. Bất cứ nhóm nào trong Fori nhé, các bạn thử đặt ra một cái vấn đề nào đó sẽ có người hỗ trợ cho các bạn luôn. Hoặc thậm chí mà những cái vấn đề khó quá họ có thể là inbox cho các bạn. Team view cho các bạn. Tôi từng thấy admin team view hơn một tiếng đồng hồ để chỉ cho một member để set up một cái tool. Từng thấy nhé. Và tôi thấy đó là một cái điều rất là quý luôn đó. Ít có ông admin nào mà rảnh mà làm. Thực tế là rảnh. Nếu mà làm không vì đam mê không bao giờ làm được cái chuyện đó. Nếu mà admin làm vì lợi ích sẽ không có chuyện đó xảy ra. Và tôi thấy rất là nhiều. Có nhiều lúc đang dùng. Rồi đợi admin một tí nhé. Để admin đang chỉ cho cái ông kia làm cái tool cái này cái nọ. Tôi cảm thấy hôm nay cũng ok đấy chứ. Đó, mình cảm thấy quý mình ở lại. Chứ không phải là mấy người vô đây có rất là nhiều bạn vô so sánh về cái giá. Thắng thấy so sánh về giá là cái ngu ngốc nhất luôn. Thực tế luôn. Nói thì cũng đồng chạm nhiều bạn nhưng mà không nói thì cũng không được. Có nhiều bạn vô đây á, các bạn so sánh về cái giá. Rồi các bạn tự cho bên kia. Ở bên kia giá tốt hơn. Tao làm ở bên đó, ở bên này giá không tốt và team không tốt và các bạn đang phiến diện. Đó, câu chuyện này giống như câu chuyện giả sử các bạn lấy một cô vợ. Ồ, các bạn thấy cô vợ này đẹp, ok, ừ đẹp quá, xinh dáng như hot girl. Nhưng mà về thì ham ăn lười làm, không biết làm việc nhà, không biết đối nhân xử thế, không biết quan hệ bên nội ngoại. Đó, hay là một cô vợ có một cái nhan sắc trung bình nhưng mà biết chăm chồng chăm con, biết đối nhân xử thế. Đó, các bạn phải nhìn tổng quan là các bạn sẽ thấy được là mình nên lựa chọn làm ở đâu. Đó là cái mà yes, phải trải nhiều mới làm được điều đó. Và những cái bạn mà vô trong đây thấy cái giá không tốt và bắt đầu chỉ ở đây bảo lùa gà, bảo cái giá này còn cao hơn cái giá ABCZ thì làm sao mà bán. Đó, đánh giá như vậy thì không nên đánh giá. Giả sử mà các bạn không thích, các bạn có thể lặng để các bạn rời ra, cả nhà đều vui luôn. Nhiều bạn hay để lại những cái lời cay đắng mà mình đọc rất là buồn. Tại vì với cái giá đó mình hoàn toàn vẫn có thể bán được và mình vẫn có thể là hướng dẫn cho những bạn đó bán được. Nhưng mà tại sao người ta không kiên trì được thêm một chút để ở lại nghe một xíu phân tích của mình và chịu khó lắng nghe. Đó là cái vấn đề cuối cùng này. Để nói cho mọi người đó là cái vấn đề mà lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Đúng không? Chúng ta hãy biết lắng nghe những cái người cùng đi với mình. Đó, xem người ta làm như thế nào. Hãy tự đặt ra câu hỏi ngược lại, đặt ra một câu hỏi tích cực. Giống như hôm mấy bữa nay ở trên mạng thì Thắng có một cái rất là hay, đọc được một tin rất là hay về cái Covid. Thì bảo cái Covid này người ta tiêu cực rất là nhiều, nhưng mà ở đâu đó người ta vẫn tồn tại những cái tích cực ở trong cái công việc. Điển hình là những cái bạn mà đi làm tình nguyện nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn tiếp xúc vui vẻ với dân. Đó là câu chuyện mà mình phải truyền cái năng lượng tích cực cho nhau, chứ đừng bao giờ tiêu cực. Hôm nay em bán 10 đơn mà bị bom mất 8 đơn, em chán quá em muốn bán được. Hồi xưa đó, là tôi ngày xưa đó, tôi tự nói với một anh như vậy, bảo em bán bị bom hàng nhiều quá, em chán, chả muốn bán cái mặt hàng này. Em bán cái đồng hồ này nó lỗi quá, suốt ngày lỗi pin, có câu chuyện này xảy ra luôn. Hồi đó tôi bán đồng hồ. Tôi bán đồng hồ đâu đó là khoảng những có một thời gian đồng hồ lỗi rất là nhiều. Xong rồi tôi bán, xong rồi lỗi, xong rồi tôi chán, tôi tâm sự với một anh trong team nữa. Anh nói thì bây giờ rời đi rồi. Và tôi cũng không có tiện kể ở đây tại câu chuyện này mình cũng không biết. Thì nói đằng sau thôi, đâu có dám nói với admin đâu. Nó nói admin thì nó lại khác rồi.
nếu mà lúc đó tôi đã nói thì tôi nó đã khác rồi, nhưng mà cái này tôi nói với người ở trong team và trao đổi, và tôi bảo ừ em thấy bán cái đồng hồ này nó chán quá, em thấy chất lượng nó chả ra sao mà thay lỗi pin rồi khách hàng phàn nàn rất nhiều, em chán ngắt này em tính đổi qua cái ngắt gì nó hàng ổn hơn. Nhưng mà sau cái anh đó cũng chia sẻ lại với tôi, bảo cái câu chuyện hàng lỗi là câu chuyện rất là bình thường em ơi, em do em mới bán thôi, chứ anh đây là anh đã từng hồi xưa là anh bán bên đồ da, anh từng nhập hàng rất là nhiều rồi, em biết được cái tỷ lệ lỗi á thì nó khó là tránh khỏi, nên mình phải chấp nhận thôi. Mình bán, mình bán online mà mình còn không có chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình thì làm sao mà phát triển được đó. Em có thể mà em lỗ, nhưng mà cái câu chuyện là em bán 10 đơn hàng đó là đúng, đó là cái năng lực của em bán được 10 đơn, còn 7 đơn hay 8 đơn bị hoàn lại đó là do cái vấn đề khách quan, nó không có liên quan gì đến em, và em không có cách nào để em xử lý được cái vấn đề khách quan đó. Nên cái mà em làm tốt hơn đó là em cố gắng em bán được thêm 5 cái nữa đi, biết đâu 5 cái đó nó không lỗi thì em lại được thêm 5 đơn hàng, hoặc là em bán được ráng nữa bán thêm 20 cái một ngày đi. Và thực tế có những thời điểm thằng bán được 20 cái đồng hồ một ngày. Và một cái đồng hồ thì thằng bán hồi đó là lời cao lắm, hồi đó bán đồng hồ là lời toàn là 150 đến 180. Đó là phải như vậy, phải tin tưởng. Rồi, chắc là cái phần chia sẻ của thằng nó tới đây thôi. Nha, thì chắc xin nhường lại, thì thằng chúc mọi người là sẽ tìm được một cái công việc ok hơn ở trong cái mùa dịch này. Vì thằng bảo rồi á, ở trong cái mùa dịch này thì đúng đây là một công việc vàng, nhiều người ngoài xã hội mơ còn không được. Tôi nói thẳng thắn luôn, mơ còn không được là nghĩ là có thể ngồi một chỗ. Có thằng nào mà nghĩ là thằng Thắng này mày đi cách ly mà mày vẫn có thể bán hàng online được không? Chả thằng nào tin đâu. Tại vì người ta chả biết drop là gì cả. Đúng không? Người ta không biết drop. Người ta cứ nghĩ là bán hàng là phải lấy về, ví dụ bán cái hộp xe này là phải lấy về xong rồi bắt đầu ông gói, ông mang ra bưu điện xong rồi gửi cho người ta. Hồi xưa Thắng nghĩ vậy đó. Hồi mà chưa biết đến drop thì Thắng nghĩ vậy đó. Thắng nghĩ làm gì có cái mô hình gì mà hồi xưa có cộng tác viên nhưng mà không nghĩ ra được là có cái mô hình nào nó tối ưu như là đó. Ngồi chỗ thôi, chỉ marketing thôi. Đó, những cái đơn hàng này Thắng đâu có cầm đâu. Nãy sau cho mọi người đó, những cái đơn hàng này làm sao mà Thắng ở đây Thắng gửi được, đang trong khu cách ly, không bao giờ mà đi đâu được. Không đi đâu được, nhưng mà tại sao vẫn dám phát sinh ra những đơn hàng này? Quan trọng là có người đã gói hàng cho mình rồi. Có người đã đóng gói, có người đã gửi shipper cho mình rồi. Và có người đã đối soát cho mình, tính toán cho mình là cuối tháng đó, là đơn mà lỗi thì người ta hoàn lại tiền cho mình thôi. Còn đơn mà không thì nó tiền nó về thẳng ví của mình. Sướng chưa? Quá sướng luôn. Đó. Các bạn thấy Thắng nói đúng không? Cho Thắng xin một cái lời nhận xét này. Đó. Tại giờ nói cũng nhiều rồi. Xin mọi người một cái tương tác nhỏ để cho tối ngủ ngon. Đó, tôi nói đúng rồi cái điều này không? Về cái điều mà cái công việc này là mơ cũng được và cũng chả ai nghĩ tới luôn đó. Thực tế khá là vui, tôi cực kỳ vui luôn, là trong cái mùa dịch này tôi vẫn kiếm ra được tiền, mặc dù ít hơn cái đợt mà trước kia rất là nhiều, nhưng mà mình nhìn tình hình chung của cái Việt Nam này, tôi ngồi chỗ mà ông ở trong miền Nam, tôi đang ở tâm dịch đây này, tôi Long An đây là cái tỉnh thứ ba cả nước có cái lượng nhiễm COVID là nó lớn thứ ba cả nước. Đó là khả năng như vậy là khác thì tâm dịch rồi. Đỏ lòm, nó nhìn trên bản đồ giao hàng tiết kiệm mình nằm ở khu đỏ lòm. Ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện để hỏi thăm tôi hết. Sợ. Tại vì ngày nào cũng đọc báo cũng kiểu có cán bộ đi chống dịch xong bị nhiễm COVID. Mẹ lo, gia đình lo. Đúng không? Thế là gia đình rất là lo cho mình luôn. Ngày nào cũng điện thoại video call để xem thằng con sống hay đã chết. Đó. Hiểu vậy, nhưng mà ở đây vẫn sống vui vẻ. Còn linh ký rồi đây. Thế là còn linh ký rồi. Đâu có thời gian để tập thể dục đâu mà. Ngồi chỗ suốt. Lên bữa nay chắc phải lên 30 ký rồi đó. Phục bữa nay quần chật mất rồi. Đó, bữa nay ăn dịch sướng. Cảm ơn nhà nước thật sự luôn. Đúng, cảm ơn nhà nước. Đấy. Chả làm gì, ngày nào cũng có cơm ăn.
Đó, do đó là mọi người đang có rất là nhiều thời gian bạn hơn Thắng rất là nhiều luôn đó. Chết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thì mọi người đang có rất là nhiều thời gian đó, hôm nay nói hơi xúc động luôn. Thì cố gắng mà làm để mình kiếm được thêm một nghề tay trái. Thì giả sử mình kiếm được thêm 1 triệu thì con mình cũng có được thêm vài chục lốc sữa. Mình kiếm thêm 1-2 triệu con mình có được thêm cái xe đạp. Mình kiếm được thêm 5 triệu gia đình mình có thể đi du lịch được. Và mình giả sử mình kiếm được 10-20 triệu gia đình của mình kinh tế nó cũng khá là vững. Và online nó hoàn toàn có thể làm được cho các bạn luôn. Quan trọng là các bạn có chịu khó học hỏi hay không. Đó, nên học đi. Và cái cuối cùng là bảo một điều nữa, mà bạn nào mà chưa biết gì về bán thì phải cố gắng học hỏi những người ở trong team. Inbox trực tiếp cho admin để hỏi là phải làm như thế nào, lộ trình ra sao để làm bài bản. Nhất, để đỡ tốn thời gian thôi. Còn không các bạn cứ ngồi quan sát và các bạn làm thì cũng được, nhưng mà nó lâu hơn là có người định hướng chứ. Còn nếu mà giả sử mà giỏi thì chúng ta đã phải, chả phải đi học đại học hay học quốc gia, chúng ta ở nhà tự học. Còn chả ai có khả năng tự học mà những cái kiến thức mà mình chưa giờ mình biết cả. Ví dụ các bạn có thể tự học từ lớp 1 đến lớp 12 không? Từ đố bạn nào tự học từ lớp 1 đến lớp 12 luôn. Thì online cũng thế thôi. Học ít hay học nhiều phải tự học. Rồi, chắc là cái chia sẻ buổi tối ngày hôm nay như vậy thôi. Thì hôm nay nói hơi nhiều thì mong mọi người thông cảm. Thì chúc mọi người là có thể phát triển tốt hơn ở trong cái thời gian tới. Và có thể là cái câu chuyện của Thắng có thể truyền lại cảm hứng cho một số bạn nào đó. Và nếu mà bạn nào muốn tâm sự nhiều hơn, tâm sự cùng kín, tâm sự mỏng nhiều hơn với Thắng thì có thể là inbox trực tiếp cho tớ. Thì Thắng thì có mặt ở khắp nhóm Zalo với tên Nguyễn Thắng để cái avatar có cầm cái máy ảnh. Khuôn mặt cũng khá là ok, nhìn đẹp trai đó. Rồi, ok. Chào kể thôi. Rồi, nhiều mít lại cho em Minh nhá. Ok, mọi người cảm thấy buổi chia sẻ của Thắng như thế nào ạ? Vừa xong rồi chúng ta được nghe chia sẻ rất là hay từ chị Loan đúng không ạ? Một người rất thực chiến, thực tế mà mẹ bình sữa đúng không ạ? Nhà nông chính hiệu làm kinh doanh online. Thứ hai là một nhân viên văn phòng đúng không ạ? Và những cái chia sẻ rất thực tế luôn đúng không ạ? Thì bác này giống như là admin mà đúng không? Bản thân bạn cũng sở hữu mỗi cộng đồng hơn 10.000 người đúng không ạ? Nên ra là trong Fori á có rất là nhiều bạn nữa nhưng mà họ không có tự tin lên nói chuyện, chứ kiến thức của họ rất là nhiều, có tư duy và có trình độ rất là cao đúng không? Và coi cái buổi chia sẻ của Thắng cực kỳ đúng không? Cực kỳ là nhiều cái kiến thức đúng không ạ? Đấy, rồi là có nhiều cái tầm, thật sự là như vậy, rất là nhiều kiến thức hay và tuyệt vời đúng không ạ? Và chỗ này đó là em như vừa xong ấy, mình nói về cái tỷ lệ, bây giờ em mình phải xác định với nhau là bây giờ chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền. Đấy, cái phần này là bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là bây giờ chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền. Chúng ta muốn kiếm 100 triệu hay là 50 triệu. Cái này nó không phải ảo tưởng mà nó là một cái kinh doanh, làm kinh doanh, làm kinh tế thì nó phải theo một cái gì ạ? Một cái khoa học. Tại vì là kinh doanh rồi, đó là thương mại, đó là thị trường thì người ta có thể tính toán chắc chắn. Đó, người ta nói rằng đấy là thắng bại á, là tại trời đúng không ạ? Nhưng mà hành sự á, là tại nhân đúng không ạ? Cái vấn đề mà chúng ta cư xử với nhau là do chúng mình đúng không? Rồi giữ mâu thuẫn với nhau là do cư xử của hai người. Đấy. Rồi là thành công hay thất bại ấy, một phần từ đó là do số phận, đồng ý. Tuy nhiên rằng ấy, không có số nào mà không làm mà đòi có ăn hết, rõ ràng là như vậy. Nên chi nên khi mà chúng ta làm việc ấy, chúng ta phải xác định rằng đó là chúng ta phải có cái tính toán, rõ ràng là phải như vậy, chứ không phải là làm rồi phó mặc. Tuy nhiên là phải làm hết mình, lúc đó phó mặc chắc chắn là sẽ ắt sẽ thành công, có thành tựu nhá. Đó, rồi chứ không phải là chưa làm mà đã tính toán. Đúng không? Phải làm thì mới tính toán chứ. Rất là nhiều anh em không làm mà tính toán được, mất thiệt hơn thua thiệt. Nó một dẹp,
cái đó thì không phải là tính toán đâu, đấy người ta gọi là soi xét đó, người ta gọi là không phải tính toán, đúng không ạ? Người ta gọi là em mình nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ chứ, mọi người vẫn còn nghe rõ chứ ạ? Đó đúng không? Đó, khi mà chưa làm mà đã tính toán ấy, đấy thì người ta gọi là xem xét, soi xét, nó không phải là tính toán nữa, ok chưa ạ? Và còn khi mà làm ấy, chúng ta phải tính toán được mất trước sau như thế nào đó để chúng ta đạt được một cái mục tiêu. Để trong cái quá trình mà làm thì chúng ta phải đặt ra một cái gọi là target, đó, mục tiêu đấy. Đấy, hay trong cái quá trình làm thì người ta gọi là deadline. Deadline tức là một cái quãng thời gian và đạt một cái kết quả. Đạt được cái kết quả, người ta gọi là deadline, là đạt được cái target, được chưa? Buộc phải có, và lúc nào cũng phải có cái sổ bên tay. Đó, ngày xưa thì có hay có cuốn nốt màu vàng, cuốn nốt màu vàng ấy, nhỏ để vào trong túi áo, một cái kem viết nhỏ để viết những cái ý tưởng của mình, bất kể ở chỗ nào có ý tưởng thì viết lại. Dần dần lâu ngày nó hình thành một cái tư duy, đó, hình thành một cái lối tư duy và mình không quên nó. Và bây giờ thì đặc biệt là điện thoại rồi, đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị Loan đã chia sẻ nhé. Cảm ơn buổi chia sẻ của chị Loan rất là tuyệt vời nhé. Đó, và bây giờ là mình có cái gì ạ? Mình có cái smartphone, và có trong smartphone đấy nó có phần note, và mình phải tận dụng tối ưu cái phần note này, đúng không ạ? Mình phải viết lại ngay những cái gì mà mình suy nghĩ được. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ, không nhớ được đâu, khó nhớ lắm. Và bây giờ chúng ta xác định với nhau là bây giờ chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền. Vậy chúng ta muốn kiếm 10 triệu hay là 50 triệu, bây giờ đến Tết mình kiếm muốn kiếm bao nhiêu tiền, đúng không? Bây giờ đến Tết mọi người cho anh đi một con số, các bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền ạ? Giờ đến Tết ạ, một con số rất là thực tế. Tất cả mọi người comment cái số lượng tiền mà bạn muốn kiếm được trong thời gian tới đây, từ giờ đến Tết là bây giờ tháng 8 rồi, tháng 9, tháng 10, tháng 11, còn 4 tháng nữa, bao nhiêu tiền ạ? 10, 50 triệu, bao nhiêu tiền ạ? Tất cả mọi người ạ. Đó, các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Và chỗ này nó là có cái cách để mình kiếm được, đúng không ạ? Đấy, có cách để mình làm được theo đúng khả năng và theo cái khả năng của mình, hơn một tí cũng được, hơn cộng trừ khoảng tầm 25% là ok. Đó, nó tùy thuộc vào cái cơ sở hạ tầng, đấy, hệ thống, tư duy, kiến thức. Đó, bây giờ 3 triệu, giờ đến Tết 3 triệu thì đơn giản vô cùng, thật sự luôn. Đấy, 50 triệu, đúng không ạ? 15 triệu chủ yếu là ok. Tại vì sao em đi hỏi như vậy? Và chỗ này nó là một cái phần mà trong kinh tế, đúng không ạ? Trong kinh tế học ấy, anh em mình buộc phải trải qua. Đó là phần kế hoạch và mục tiêu đương nhiên rồi. Và bây giờ nhá, chúng ta làm việc thường ấy, khi mà tôi không hỏi cái câu hỏi này đối với mọi người ấy, tất cả mọi người khác vẫn tiếp tục comment nào, đúng không ạ? Khi mà mình không hỏi câu hỏi này ấy, mọi người sẽ đi giải toán. Ừ, mọi người biết là mình đi học kinh doanh. Ừ, đang học gì ạ? À? Đúng không? Học làm kinh doanh, học marketing, học làm dropship. Đấy. Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng người ta hỏi là học rồi làm ra làm sao, làm như thế nào. Thực tế là ở trong ấy bao nhiêu người nói được, các bạn không nói được. Thì không thể nào giải toán mà gì ạ? À? Mà một bài toán đó không có kết quả được. Mà trong kinh doanh, đây là cái kinh doanh thực tế, chúng ta làm việc không thể nào mà làm việc với một cái hình thức là ừ làm về đam mê, vì vì cái mà mình suy nghĩ rồi là mình sẽ thành công hay là như nào đó, nó phi thực tế, đúng không? Quá phi thực tế luôn. Và khi mà đặt ra một cái câu hỏi như thế này thì đây là một lời cam kết đối với mọi người. Khi mọi người nói rằng 15 triệu thì cái tư duy của mọi người xứng đáng là phù hợp với mình là 15 triệu. Khi mọi người nói là 50 triệu thì mọi người thấy rằng đấy là cái khả năng mọi người sẽ kiếm được 50 triệu. Đầu tiên là như thế. Hai, như đây là cái kết quả, cái mục tiêu. Có nghĩa là bây giờ bài toán của mình đã có rồi. Bài toán của mình là cách để kiếm được 50 triệu từ giờ đến Tết trong vòng 4 tháng nữa. Nếu mà 50 triệu thì hòm hòm như là 40 đi cho nó tròn, đúng không ạ? Có nghĩa là 1 tháng mình kiếm được 10 triệu. Nó thực tế hay không ạ? Nghe 50 triệu tròn trĩnh đấy, nghe 15 triệu tròn trĩnh đấy thì nghe nó dễ dàng quá, đúng không nào? Nhưng mà nó có dễ thật không? Mà bây giờ đòi hỏi nếu mà làm được 50 triệu này á, thì đòi hỏi bạn cần phải cái gì? Nó có kịp không? 50 triệu là con số không nhỏ. Đó, bây giờ đến Tết là nó rơi vào năm nay có nhuận không ạ? Hình như năm nay không có nhuận. Năm nay không nhuận là 4 tháng nữa, tròn chỉnh luôn ạ.
đó cũng là mục tiêu này, mình rơi vào khoảng tầm khoảng 100 đến 200 triệu gì đấy, cố gắng để kiếm được tầm này. Vậy mình có đủ cơ sở hạ tầng để mình làm được điều này. Còn lại là độ lười của mình có tập trung hay không thôi. Nhóm hết năm rồi đấy, hết năm rõ ràng hết năm rồi. Em ý nói trước rồi là từ tháng 3 tháng 4 rồi đã, hãy đặt ra cái target mục tiêu mà làm đi. Bao nhiêu người làm thôi. Thế rồi là bể xô hết, đổi bể keo hết. Đúng không? Kiến thức không được, cơ hội không được, ở mối quan hệ xã hội không được. Rồi là gì ạ? Tất cả những cái thứ đều không hết thì bây giờ cơ sở nào để mình kiếm tiền, không có cái cơ sở nào hết. Bài toán đặt ra và gì ạ? Bế tắc bởi lời giải, không có lời giải luôn. Đấy là cái thứ chắc, đúng không ạ? Thứ hai là khi á, mà có lời giải rồi, có đáp án rồi, đúng không ạ? Mà không giải được, đấy là lại lỗi của mình do gì ạ? Do mình không cố gắng, do mình thiếu sự kiên trì. Còn ngay từ bây giờ anh em mình còn không có đáp án luôn. Giải một bài toán không đáp án, không có lời giải. Đúng không? Đây, vậy nên ra là sống lay lắt nó không khác gì như thế. Mặc dù mình nghĩ rằng là từ tôi đam mê cứ rồi tối lên nghe Zoom chăm chỉ, làm trong nhóm cũng sôi nổi, rồi cũng marketing ghê lắm. Nhưng mà cái ghê đó, nó không có mục tiêu, nó không có target, chẳng có cái gì hết. Thất bại là điều đương nhiên, là sớm hay muộn. Rồi chúng ta cũng đi về với cái gì ạ? Về với cái máng lợn của mình. Đấy. Có nghĩa là về với công việc cũ. Đúng không ạ? Văn học một tí gọi là về cái máng lợn. Đấy. Có nghĩa là về cái công việc cũ, tại vì chúng ta sống như vậy, nó quen từ trước đến nay rồi. Không bao giờ thành công được. Và bây giờ chúng ta có cái mục tiêu của mình rồi. Bây giờ chúng ta tìm cái cách giải quyết. Đúng không ạ? Tìm cái cách giải quyết. Đúng không ạ? Và admin sẽ tiến cho các bạn cái cách giải quyết này, đúng không ạ? Và các thầy kinh tế, đúng không ạ? Khi mà bạn học hay là các bạn đọc các sách về kinh tế đều có cái như thế này mà chúng ta quên mất, đúng không ạ? Và hôm nay admin sẽ nói lại cho mọi người biết, đúng không ạ? Nói lại cho mọi người biết là cái cách như thế nào để mình kiếm được, đúng không ạ? Để mục tiêu, đấy, cách thực thi, đúng không ạ? Thực thi, cách thực thi kế hoạch, đó, hay là mục tiêu của mình. Đó, và gì, và bây giờ kế hoạch mục tiêu luôn luôn phải có deadline. Nhớ rằng những cái câu trong buổi Zoom này, tất cả cái chia sẻ đều hay, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, tất cả mọi thứ, mọi kiến thức, mọi cái câu chuyện ở đây đều là gì, có ý nghĩa. Rồi nghe là muốn làm ngay, nhưng mà bây giờ bắt tay vào làm là bắt đầu không có mục tiêu, rối bời. Thì hãy nhớ những cái vấn đề này thôi. Cái keyword đầu tiên là luôn làm việc có mục tiêu, đúng không ạ? Đảng nhà nước mình làm cũng có mục tiêu, mình chống dịch cũng có mục tiêu là để cho nó hết dịch, đúng không ạ? Đó, xây dựng xã hội chủ nghĩa để gì ạ? Đến một cái lúc mà gì ạ? Đó, khi mà cái cơ sở hạ tầng của mình nó phát triển, đấy, cơm ăn áo mặc nó đầy đủ rồi, đúng không ạ? Tiến đến một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa công bằng, đó, thì lúc nào người ta làm cũng có một cái mục tiêu, một cái chí hướng ấy. Bây giờ mình làm không có mục tiêu là mình chết rồi, đúng không ạ? Làm việc luôn có mục tiêu, và gì ạ? Hãy viết mục tiêu của mình ra. Là bạn để trong túi áo của bạn làm sao mà bạn biết được, đúng không? Bạn để trong tim, đúng không? Bạn để trong suy nghĩ, đúng không? Đấy là điều phi thực tế. Có mục tiêu, đúng không ạ? Là mình phải viết ra. Cũng như là yêu là phải nói, đúng không? Ghét là phải nói chứ. Đấy, không đồng tình cũng phải nói, ok. Đấy cũng là đã thành công, đã là tuyệt vời rồi. Đó. Nên ra ông nào mà sau buổi này á, mà đang có người yêu, đang yêu thầm với cô nào ấy thì nói ra luôn, đúng không ạ? Tôi rất là yêu bạn đó. Mình sống có mục tiêu, đúng không ạ? Bạn không thích nhưng mà tôi phải nói. Tại biết ngày mai chết rồi còn đâu nữa mà nói, đúng không? Vậy nên ra là phải viết mục tiêu của mình ra để cho người khác nhìn thấy. Đó, chính bản thân mình nhìn thấy là đầu tiên, đúng không ạ? Và bây giờ ấy, cái mục tiêu này ấy, nó là deadline của cuộc đời mình, đúng không ạ? Nó là cái vấn đề mình target trong cái quá trình mà mình gì ạ? Mình phát triển doanh nghiệp, mình phát triển cộng đồng, mình phát triển mọi thứ, mình đạt được mục tiêu đó. Và bây giờ cái mục tiêu mà mình viết ra đó là 15 triệu, đó là 50 triệu, đúng không ạ? Đó là 20 triệu, 25 triệu, hay là 50 triệu, đó, hay là 500 triệu. Đây là mục tiêu, đúng không ạ? Và chẳng ai đánh thuế cái mục tiêu này cả. Đúng không? Nếu như mà gì ạ? Nếu như mà thành công thì là tuyệt vời là mình đã đạt được mục tiêu. Nhưng mà nếu như mà thất bại không đạt được mục tiêu thì sao ạ? À, thì gì? Thì cũng chẳng sao cả. Còn hơn là sống không có mục tiêu gì. Rõ ràng là như vậy rồi. Và có một cái câu chuyện chỗ này là mục tiêu càng lớn á, thì kết quả càng lớn. Rõ ràng một cái câu chuyện rất rõ ràng về mặt lý thuyết, nhưng mà chúng ta không đặt. Bây giờ bạn đặt ra một cái kết quả ví dụ như là
bạn đặt mục tiêu 3-15 triệu ấy, thì bạn phải đặt ra, đúng không? Đây là câu chuyện mình đang nói chuyện với nhau nhé. Chỗ này tuy nhiên rằng phải trong lòng của mình ấy, mình phải suy nghĩ là mục tiêu của mình là phải nhân 2 lên, có nghĩa là mình phải đạt 30 triệu về cái mặt mục tiêu để mình làm được 50% mà thành công rồi. Bạn hình dung không ạ? Còn nếu mà mình đặt 15 triệu ấy, là chỉ thế thôi, là đến mức độ đó là không thể cố gắng lên được. Mà cái con người người ta khó nhất là vượt qua cái giới hạn của bản thân. Và người ta suy nghĩ rằng đến đó là chết rồi, không bao giờ sống được, là không bao giờ người ta sống được. Đấy là một cái câu chuyện thực tế luôn. Bạn nghĩ rằng bạn chạy 5 vòng và admin là đi chạy bề, admin biết rồi. Mình lúc nào chạy tập chạy ấy, đúng không? Mình chạy đúng 6 vòng. Và mình nghĩ rằng là chạy đến vòng thứ 7 là kiểu như là mình hết hơi, hết sức, không thể chạy được. Cứ đến vòng thứ 6 là dừng lại, không thể chạy được thêm. Đó là mình bị ám thị bởi cái con số. Nên nhớ nhé, nên khi đặt mục tiêu, hãy nhân 2 lần nó lên, đúng không? Để mình đạt được một nửa là tuyệt vời. Còn nếu mà đạt hơn thì là ok, tuyệt vời hơn nữa rồi, đúng không nào? Còn không là mình suy nghĩ là mình sẽ nhỏ lại trong cái con số luôn á. Đây là một cái bí quyết nha. Rồi ok, bây giờ đạt một cái mục tiêu, đúng không? Target. Bây giờ mình đặt ra một cái target cho nó chung chung xương xương đi. Đó là 20 triệu giờ đến Tết trong 4 tháng. Đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta có một cái phép tính, đúng không ạ? Chúng ta có một cái phép tính, đúng không? Chúng ta có một cái phép tính. Bây giờ là bây giờ làm sao đây để đạt được một cái target này? Bây giờ là mục tiêu. Đúng không? Đây có nghĩa là có đáp án rồi. Bài toán bây giờ đã có đáp án. Khó nhất là giải toán mà không có đáp án, đúng không? Bây giờ Hà mời cái con bé đó, nó hỏi rằng là bây giờ á, là anh là nhà mặt phố bố làm to, ít không thì tài khoản anh có phải có vài tỷ thì em sẽ yêu anh. Thà mà nó nói như vậy thì mình còn có gì ạ? À? Có mục tiêu để mình cố gắng, hoặc là mình rút lui luôn. Đây nó ướm hả ướm vậy, đúng không? Nói không nói, đúng không? Không rõ ràng, không biết là kiểu gì, đúng không? Nên ra là gì ạ? À? Không sống mà không mục tiêu là thôi hỏng hẳn rồi, đúng không? Xác định luôn mục tiêu, kết quả đó là đáp án, nên ra chúng ta sẽ làm được. Đó, 20 triệu. Đấy, đúng không nào? Và cái đây là cái câu chuyện giải toán của anh em ạ. Và mình áp dụng cái công thức này với mọi trường hợp, đúng không ạ? Nói chuyện cho nó vui vẻ để cho anh mình dễ tiếp thu, đúng không ạ? Đấy, mục tiêu là 20 triệu trong thời gian, lúc nào phải có thời gian nhé. Đó, thời gian là bao nhiêu? Thời gian là 4 tháng, tức là 1 tháng 5 triệu. Đó, và đáp án nó giải thích rồi. 1 tháng kiếm 5 triệu. Lúc này nó lại dễ dàng hơn vô cùng rồi. Chứ bây giờ mình để một cái như này thì cái câu chuyện này cũng giống như là cái câu chuyện mà pin thi đại học. Lúc đó là tôi chỉ còn 1 tháng thôi để tôi hoàn thành cái việc ôn thi của mình. Đó. Thì bây giờ mà nếu như về cái số lượng bài học và cái số lượng mà kiến thức mà để trong 1 tháng mà học vậy thì sẽ không bao giờ đạt được. Thì lúc đó mình sẽ chia ra là bao nhiêu bài mình phải học. Đó, mình tổng kết lại. Rồi là mình còn bao nhiêu thời gian. Lúc đó là bây mình còn tính bằng tháng, không có áp lực. Còn lúc đó là cái số phận cuộc đời của mình là một là mình đậu đại học thì mình đi học, còn không thì mình đi học nghề. Anh em mình phải lựa chọn như vậy, chứ không có cái thi lại, không có năm sau có thi lại gì hết á. Đúng không? Không là đi học nghề, nó thế thôi. Và bây giờ mình đậu đại học thì được đi học, còn không á là mình đi học nghề. Đây mình suy nghĩ hết, mất một đêm vắt trắng, đúng không ạ? Suy nghĩ. Khi mà mọi người phải đặt vào trong một cái tiêu, một cái cuối cùng đó là dồn mình vào đường cùng. Còn một cái chi tiết cuối cùng, một cái chi tiết mà đắt giá. Bản thân tôi luôn sống như kiểu là ngày mai mình sắp chết. Tôi nói thật anh em mình. Còn nếu như mà không sống như ngày mai sắp chết thì tôi chẳng có gì phải cố gắng. Đúng không? Lương tháng gần hơn chục củ trong cái hệ thống kinh doanh bé bé thôi, kiếm thêm 10 củ là 20 triệu một tháng thì nói thật luôn là gì ạ? Bây giờ yêu bèo phải yêu được 3 cô. Mỗi cô là 3 triệu. Đó, tẹt ga luôn đúng không? Đấy, là gì? Bèo nhất là một mình không có vợ thì bèo yêu tầm 3 cô thoải mái luôn, còn thời gian ăn nhậu đập phá tan tành đúng không? Nhưng mà gì ạ? Mình gì ạ? Tại sao mình phải cố gắng nhiều như thế? Tại vì mình phải dồn mình vào đường cùng. Người nghĩ rằng đó là gì ạ? Ngày mai đó mình còn rất là nhiều thứ phải lo. Đó, gia đình mình, đó, bố mẹ em út, nhân viên, rồi là cả một cái quá trình nữa. Nên mình cố gắng hết mình luôn luôn như vậy. Nên ra khi mà anh em mình ở trong cái buổi chia sẻ này, nếu như bạn là người có gia đình thì bạn sẽ hiểu mà tôi nói gì. Nếu như bạn là người đã có con rồi
thì sẽ hiểu em Min nói gì. Nếu như bạn người biết suy nghĩ, lo lắng cho cái gia đình của mình thì bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì ở đây. Nó buộc mình phải dồn vào cái đường cùng, có nghĩa là bạn không làm thì sẽ không có ai làm thay thế bạn hết. Đây là một điều đáng mà phải đắt giá nhất. Còn tất cả những kiến thức này là điều là gì ạ? Mũi thôi. Toàn là cái điều của cùi bắp. Nó là thật sự luôn đó. Tất cả những kiến thức mà bạn cảm nhìn thấy ở admin có hệ thống kênh, ừ, là website đúng không? Là cái khóa đào tạo, rồi là web bán hàng, web về thời trang vân vân, làm các kiểu. Tất cả những cái này học sẽ làm được. Vứt hết. Đúng không? Học là sẽ làm được chứ không có gì khó. Nhưng mà cái khó nhất là mình có đạt được cái tư duy này hay không. Mình có đạt được cái tư duy này thì mình tự ắt sẽ kiên trì. Mình tự ắt sẽ gì ạ? À, mình sẽ cố gắng hết mình. Đây là cái điều mà tôi muốn nói. Còn lại anh em mình học sẽ được. Thiếu tiền là sẽ có người cho mình mượn tiền, nói thẳng thắn. Nhưng bây giờ mình có đủ uy tín để người khác cho mình mượn tiền hay không? Đúng không? Cả đời mình không giúp ai thì ai giúp mình? Cả đời mình không cho ai mượn tiền thì ai cho mình mượn tiền? Cả đời mình không tin tưởng ai thì ai tin tưởng mình? Lúc nào cũng sống trong những cái hoàn cảnh như vậy. Không có một người bạn tốt, không có một người dẫn đường tốt, không có một người yêu tốt, không có bất cứ cái gì tốt hết, tiêu cực hết. Không bao giờ thành công được. Đó là rõ ràng. Đó, và đặt mình vào vị thế này thì bạn sẽ làm được nhiều hơn. Bạn sẽ thức đến 3 giờ sáng, ngày mai dậy lúc 6 giờ vẫn đi làm bình thường, vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi cười, vẫn hồn nhiên. Thằng khác đụng vào mình, nó đâm sắp kiểu mình sắp chết là mình vẫn ok, tuyệt vời. Tại vì sao? Mình cũng không có gì điều gì luyến tiếc hết, phải sống như vậy. Đúng không nào? Chứ bây giờ là đến rồi, sắp giờ sắp muộn rồi, sắp 12 giờ em phải ngủ, ngày mai em đi dậy. Dậy sớm dậy trễ không bao giờ chết được, chỉ có gì ạ? Chết trong cái tâm hồn của mình. Đừng bao giờ sống đến 80 tuổi mà chết từ năm 20 tuổi. Sống như một con gì ạ? Lật đật, người ta thích làm gì thì làm. Đúng không nào? Cục đá nó cũng có muốn gì ạ? Muốn phát triển ấy, nó cũng muốn trở thành những cái đồ, đúng không ạ? Hữu ích. Còn bản thân mình ấy, được sinh ra làm con người mà mình lại không làm được gì có ích thì đấy là điều cực kỳ mà gọi là ok. Đấy là cái điều mà anh mình chú ý nhé. Còn lại tất cả mọi thứ đều là đơn thuần. Ok. Thì khi mà đó thì mình dồn mình vào đường cùng rồi. Lúc em mình ôn, lúc em mình không phải tính theo tháng nữa mà mình nhân cái số lượng tháng, đúng không nào? Để đạt được cái target này một tháng ấy, mình nhân với, đúng không ạ? Một tháng ấy, nhân với số giờ. Một ngày có 24 tiếng, đúng không ạ? Có nghĩa là 24 tiếng nhân với gì ạ? Đó, nhân với 30 ngày là mình có bao nhiêu giờ, trong đó mình sử dụng một ngày bao nhiêu giờ, mình ngủ bao nhiêu giờ. Lúc đó admin á là ngủ có 4 tiếng một ngày thôi, cũng giống như bây giờ. Nói thật mà mọi người luôn là trong suốt thời gian đại học ấy, tôi không bao giờ ngủ trước 12 giờ, trừ hôm nào mà ví dụ như là có liên hoan nhậu say, toàn là 1 giờ sáng đọc sách rất nhiều nên bị cận. Vào đại học ở đâu bị cận đâu. Đến năm 2, năm 3 cận. Cái đèn nó quá thấp và mình đọc sách cực kỳ nhiều luôn. Nên ra mình bị cận. Đó. Thì mình học rất là nhiều thứ. Địa lý, kinh tế, xã hội học, tâm lý học, tôn giáo học, vân vân, rất nhiều thứ để đạt được, đúng không ạ? Lịch sử, địa lý, vân vân. Đó. Chiêm tinh học luôn. Học rất nhiều thứ để mình có những cái suy luận. Đó là lý do tại sao mà sau này mình nghiên cứu ra mình thấy rằng là khi mình đọc một cái vấn đề gì đó liên quan đến cái gì khó hiểu một tí ấy, là mình sẽ dễ hiểu. À, nó rất là hay. Ok. Và lúc đó ấy, thì mình sẽ có một cái thời gian là mình nhân với như vậy là mình có bao nhiêu tiếng trong một tháng. Mình có 600 tiếng. Lúc này mình cảm thấy rằng ok, thời gian này đủ để mình thành công. Và đúng đúng thật là lúc đó mình muốn suy kiệt luôn ấy. Mình nghiên cứu, mình làm việc mà như kiểu là còn bộ xương thôi ấy. Còn bộ xương thôi, em bị xuống ký trầm trọng luôn, xuống 5-7 ký luôn, đúng không ạ? Và lúc đó mình đạt được cái target là mình đậu được cái trường mình mong muốn, đậu được đại học, đúng không ạ? Trong đúng một tháng thôi chứ không có nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ anh mình phải nên nhớ rằng là mình đạt được con số này là điều đương nhiên. Và bây giờ á, từ 20 triệu này anh mình sẽ tính tiếp cho mọi người thấy này. Đó, trong một tháng kiếm 5 triệu thì bây giờ nhá, sẽ bây giờ mình bán sản phẩm gì? Bán sản phẩm gì? Nhá, bán sản phẩm gì cũng được, đúng không ạ? Thì bây giờ sản phẩm lời bao nhiêu? Đó, lời bao nhiêu, sản phẩm gì cũng được. Nhưng mà lời của sản phẩm là bao nhiêu? Ví dụ như lời sản phẩm là 50k, đúng không ạ? 50.000. Đấy. 50.000 đồng, đúng không ạ? Và cái target của mình là 5 triệu. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình cần bao nhiêu đơn? Mình cần bao nhiêu đơn? Đúng không ạ? Bây giờ mình cần bao nhiêu đơn một tháng?
đây là lấy target này, nó đơn giản vô cùng. Nếu mà mọi người mà không đặt như này thì mọi người sẽ không bao giờ giải được toán này. Bài toán này là một bài toán không có lời giải, đúng không? Nhưng mà khi mà làm như này thì mọi người sẽ giải một cách nhanh chóng này. Chia 50 nè, đúng không nào? Và bây giờ cần 100 đơn, đúng không ạ? Cần 100 đơn thôi. Thì lúc này một tháng, trên một tháng, trên 30 ngày thì tức là 100 đơn này chia thêm gì ạ? Chia cho 30 à, thì một ngày mình tương đương với gần khoảng 3 đơn, thì cho là 3,3 đơn, đúng không ạ? Thì một ngày cần bao nhiêu ạ? Cần khoảng 4 đơn đi cho nó tuyệt vời, đúng không? Cho 120 đơn luôn là có target, vượt target luôn rồi. Đó, nhưng mà tối thiểu là 4 đơn, tối đa đúng không ạ? Tối đa là không giới hạn, nhưng mà tối thiểu là cần khoảng 3 đơn thôi. Khoảng gần 3 đơn, phải chắc chắn là 3 đơn rồi. Là gần đạt được target khoảng 3 đơn hoặc là 4 đơn thì là bây giờ mình cho 3 đơn đi. Đúng không? Cho 3 đơn đi cho nó nhẹ nhàng nhé, 3 đến 4 đơn thì là lúc này mình cảm thấy rằng ok, nó là nhẹ nhàng hơn rồi, thật sự là tuyệt vời rồi. Đấy, thì khi mà chúng ta đặt ra một cái bài toán và bắt đầu có những cái lời giải nó rõ ràng ra rồi, lời giải toán bây giờ nó thật sự là chi tiết rồi đấy. Bây giờ mình làm gì nữa? Bây giờ nhé, bây giờ lại đây là tính xuôi, bây giờ mình lại tính ngược. Bây giờ để có 3 đơn một ngày, 3 đơn một ngày. Bây giờ nhé, thì bây giờ mình tính rằng là một ngày mình có thể, đúng không, tiếp cận với bao nhiêu khách, tức là mình có thể giới thiệu sản phẩm của mình đến bao nhiêu khách hàng, đúng không? Bây giờ ví dụ như là mình giới thiệu tối đa khoảng tầm được bây giờ giả sử là mình làm ra cái đối tượng khách hàng nó rơi vào khoảng tầm mình target được 30 khách. Và tỷ lệ là gì ạ? 10% thôi. 10% người ta mua hàng của mình thì là mình được đúng 3 đơn hàng. Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Thì lúc này chúng ta lại có một cái tham số tuyệt vời hơn, đó là mình sẽ biết được là con số của mình cần phải target được chính xác, đó là 30 khách hàng mà tiềm năng. Thì bây giờ 30 khách tiềm năng này ấy, thì phải tìm kiếm trong cái số lượng mà không tiềm năng, đúng không ạ? Kiếm trong cái số lượng không tiềm năng mà tiềm năng, như vừa sau này mình nói về phễu marketing ở rõ ràng rồi, đúng không ạ? Đây là cái số lượng khách hàng, được chưa ạ? Và bây giờ đây là cái số lượng mà gọi là bể cá, tức là khách hàng tiềm năng mà không tiềm năng nó ẩn trong đó. Bây giờ mình phải kiếm được một cái số lượng người ở trong này mà nó là cái khách hàng tiềm năng ở chỗ này để mình chốt ra được 3 đơn hàng này, đúng không? Thì bây giờ là 10% là để chốt được 3 đơn, thì bây giờ mình tiếp tục đến 10% là mình phải làm sao đấy, cái sản phẩm của mình ấy, phải target, đúng không ạ? Nhân 10% lên 30, đúng không ạ? Nhân cho 10% nữa, đúng không ạ? Nhân lên, đúng không ạ? Nhân cho 100% ấy, để mình lấy ra 10%, tức là mình cần phải target cái sản phẩm mình đến 300 khách hàng tiềm năng, khách hàng, đúng không ạ? Đúng không ạ? 300 khách hàng mà gọi là vừa tiềm năng vừa không tiềm năng, 300 khách hàng, đúng không ạ? 300 khách hàng gọi là khách hàng online. Tức là trong 300 khách hàng này sẽ có 10% người ta quan tâm. Đó, 10% quan tâm, mà người ta 10% quan tâm là 30 người, 30 khách, đúng không ạ? 30 khách. Và trong 30 khách này á, sẽ có chỉ cần 10% mua thôi. Đây là con số cực kỳ bé, một con số cực kỳ cùi bắp á. Chứ nếu như mà chạy quảng cáo là mình sẽ phải đặt cái target cao hơn, ví dụ như là 20% chuyển đổi. Đó, nếu mà mình có thể áp dụng chạy quảng cáo là mình chạy. Tại vì đây là công thức tính chạy quảng cáo luôn mà, đúng không? Còn nếu không thì bây giờ lấy đâu cơ sở nào để chạy quảng cáo, đúng không ạ? Mình chạy mà lúc nào mà lỗ thì làm sao mà chưa được. Mình phải tính ra được bao nhiêu tiếp cận, bao nhiêu inbox, bao nhiêu khách hàng. Ví dụ 10 inbox ra được 3 khách hàng là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, 10 inbox ra 2 khách hàng thì lúc đó là mình phải tăng lên số lượng tiếp cận lên, target chính xác hơn ở đối tượng khách hàng tiềm năng, đúng không nào? Đó là một câu chuyện tính toán ở chỗ này, đúng không? 3 khách hàng 10% thì sẽ được gì ạ? 3 đơn hàng à. Và cái câu chuyện bây giờ là câu chuyện dễ dàng hơn rồi, đúng không? Và có một cái tham số nữa là 300 khách hàng online. À hay chả, 300 khách hàng online này ấy, thì nó đã phụ thuộc vào cái yếu tố ra đơn hàng, đúng không ạ? Chứ chỗ này đúng không ạ? Yếu tố ra đơn hàng, có biết là yếu tố nào để quyết định ra được nhiều đơn hơn, ra đơn nhiều hơn đấy, chốt đơn đúng không ạ? Chốt đơn nhanh hơn đấy. Chốt đơn nhanh hơn thì cái tỷ lệ mà target được 20 triệu nó nhanh hơn rõ ràng rồi. Ví dụ như là tháng này mình làm ra được 10 triệu chẳng hạn, là một tháng này mà mình làm ra phát được 7 triệu luôn thì có phải là chỉ cần 2 tháng là 14 triệu không? Đúng không? Mình đã hơn 3 triệu rồi, là 3 tháng thôi là mình đã dư ra được gì ạ? 4 tháng thôi là mình, 4 tháng mình dư được 2 triệu là mình đã dư được 8 triệu rồi, gần chục triệu rồi. Target hơn nữa còn gì nữa, đúng không nào?
đấy, ví dụ như một tháng hơn nữa thì mình đã hoàn thành mục tiêu hơn, và bây giờ yếu tố nào để ra đơn tốt hơn. Thì bây giờ con số này là con số biết nói. Thì bây giờ muốn ra đơn tốt hơn ấy, thì mình phải target, tức là mình mang sản phẩm của mình tới 300 khách hàng online này phải là những người mà người ta quan tâm thực sự đến sản phẩm của mình. À, thì lúc này đấy thì mình đưa ra, liệt kê ra là bây giờ đấy để làm sao để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên, hoặc là mình tiếp cận ít hơn nhưng mà bán được nhiều hơn. Đấy, hai là gì ạ? Mình tiếp cận, tiếp cận đúng, à đúng, đúng khách hàng để người ta mua ngay lập tức. Ba là mình làm sao để quảng bá nhiều hơn, có nghĩa là bây giờ chẳng biết gần 300 thằng này là thằng nào, bây giờ mình chơi một ngày tiếp cận 3.000 người luôn, có nghĩa là đẩy nhanh cái số lượng quảng bá nhiều hơn, quảng bá nhiều hơn để gì ạ? Để chuyển đổi nhiều hơn. Bây giờ là bây giờ mình bảo là ở 300 mà đến 10% quá là bình thường luôn, chơi một ngày tiếp cận 1.000 người đúng không nào, để được 3 đơn thôi đương nhiên là được rồi. Đó là người xong chị Lan Tô chị nói rằng là gì ạ? Chị Lan Tô nói rằng có một ngày chị được 6 đơn. Đúng không? 6 đơn là trời ơi là gấp bao nhiêu rồi? Gấp 20% mà nhìn nữa. Đúng không nào? Đấy, 6 đơn là gấp đôi bình thường là 20%. Đấy, có những người 10 đơn tức là gấp 30%, tức là người ta làm rất là nhiều, tức đấy là có một công thức, đúng không ạ? Và bây giờ mình nhìn vào đây thì mình sẽ tiếp tục giải toán, và bây giờ mình có đúng không ạ? Những cái đáp án mà cần phải giải, đúng không ạ? Có cái các cái bài toán lời giải, đúng không ạ? Cái đáp án, đúng không? Đáp án mà cần phải kiếm lời giải, cần kiếm lời giải. À, và 5 triệu 30 ngày, đúng không ạ? Một đơn, một ngày 3 đơn trên ngày, đúng không ạ? Đó, 30 khách tiềm năng, 3 đơn, đó, 30 khách hàng tiềm năng, 300 khách hàng online, 300 khách online. À, thì bây giờ là có những cái câu hỏi và những cái đáp án. Bây giờ câu hỏi là sao? Làm thế nào để kiếm được 5 triệu một tháng? Làm thế nào để kiếm được, đúng không ạ? Làm thế nào để kiếm được 5 triệu một tháng trong 30 ngày? Đúng không ạ? Làm thế nào để kiếm được 3 đơn trên ngày? Làm thế nào để kiếm được 30 khách hàng tiềm năng? À, làm thế nào để kiếm được 300 khách hàng online? Đúng không ạ? Bây giờ rõ ràng là nó dễ dàng hơn rất nhiều, rõ ràng là dễ dàng hơn rất rất nhiều rồi. Vậy là bây giờ, đúng không? Thì khi mà hỏi cái chỗ này thì tôi nghĩ rằng anh em ở trong này sẽ trở thành một gài gì ạ? Những chuyên gia cho những lời khuyên. Ừ, có thể là mình làm rất dở nhưng mà những người khác vô tình ai đó nói rằng là bây giờ là mày, tao đang kinh doanh cái đó đó. Và bây giờ tao muốn là kiếm được 30 khách hàng tiềm năng trong một ngày, mày có thể bày tao không? Thì tôi nghĩ rằng ở trong đây ông nào cũng trở thành chuyên gia, mà gọi là chuyên gia không phải bình thường mà gọi là chuyên gia siêu cấp VIP Pro luôn. Đấy, tức là cực kỳ khủng khiếp trong vấn đề về chém gió, đúng không? Chém gió đại pháp là nó phải thuộc tầm cao thủ võ lâm, đúng không ạ? Còn cái công chuyện mà giải quyết của mình thì chưa chắc là các bạn đã là giải quyết được cái công việc của mình, đúng không ạ? Đến lúc này thì em mình sẽ đặt ra những cái vấn đề này, 30 khách hàng tiềm năng này đó, và chúng ta tư vấn như thế nào, chúng ta phải tư vấn để chốt được sale. 300 khách hàng người này là khách hàng online, thì chúng ta gọi kênh nào, tư vấn thế nào, đúng không ạ? Tư vấn thì là đơn giản, đúng không? 300 khách hàng từ cái kênh nào, thì bây giờ nhé, mình có thể sử dụng, trả lời các cái câu hỏi sau. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu kênh để bán hàng, để bán, để tiếp cận, để tiếp cận với 300 khách, 300 khách hàng online để kiếm ra được 30 người tiềm năng, đúng không? Đó, và bây giờ chúng ta chắc chắn rằng sẽ đưa ra được một cái vấn đề là về vấn đề kênh quảng bá. Bạn có thể sử dụng những cái kênh mà đơn thuần đó là Facebook cá nhân, rõ ràng rồi. Sử dụng Facebook cá nhân để mời những bạn bè, đồ các thứ của mình, để tận dụng tối ưu cái vấn đề về từ những cái người xung quanh của mình. Đó là rõ ràng, không tận dụng cái này nó là một cái điều thua thiệt. Mình làm kinh doanh, đúng không? Chứ không phải là mình làm cái gì đó sai trái. Và bây giờ mình phải làm, phải tập trung vào cái kênh này, chắc chắn là bạn sẽ kiếm được vài chục đơn, là nó sẽ target lại ngắn hơn rất là nhiều, và người ta sẽ mua lại của mình. Đó chính là những người xung quanh mình đó. Hai là cái group, đúng không? Group thì rất là nhiều, những group 100.000, 200.000 người, rất rất nhiều, rất nhiều. Và chúng ta có thể tham gia các cái group, đúng không nào? Và chúng ta đăng bao nhiêu bài,
Và trong group thì có nghĩa là đăng bao nhiêu bài, đăng bao nhiêu bài ở trong này, bao nhiêu bài, và phải tính được cái target bao nhiêu bài, đúng không ạ? Một bài đăng được bao nhiêu, tiếp cận bao nhiêu, lúc nào cũng phải tính được con số mà chắc chắn luôn nó sẽ ra được kết quả đó. Tiếp theo đó là bạn có thể sử dụng fanpage. Fanpage đăng bài sau đó là share bao nhiêu nhóm, share bao nhiêu nhóm để người ta tiếp cận được bao nhiêu nhóm. Ok, tiếp theo đăng marketplace, đăng bao marketplace một bao nhiêu nick, bao nhiêu bài, và sử dụng bao nhiêu bài tiếp, bao nhiêu bài, và sử dụng bao nhiêu nick, bao nhiêu nick. Ok chưa? Tiếp theo là mình có thể là target bằng chợ tốt chẳng hạn đó. Mình có thể target bằng Shopee chẳng hạn. Và Shopee này làm sao để tối ưu hóa được trong vòng, có thể tháng 1 chưa có đơn, tháng 2 chưa có đơn, nhưng mà đến tháng 3 là phải có chuyển đổi rồi. Tháng 3, đúng không ạ, là có đơn, 3 tháng là có đơn. Để tháng 3, tháng 4 là về đích luôn. Chỗ này mang lại số lượng bao nhiêu đơn, bao nhiêu tiền nữa để chúng ta tối ưu được thời gian. Thì những cái kênh cơ bản này nó sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề chuẩn luôn. Đó. Còn lại là gì nữa? Đúng không? Bây giờ là chẳng phải bán hàng bán không à, bán lẻ thôi à. Bây giờ tôi sử dụng cộng tác viên được không? Ok luôn, đúng không ạ? Cộng tác viên. Thì bây giờ bao nhiêu cộng tác viên để họ bán cho mình và chia cho họ bao nhiêu phần trăm, lợi ích của họ bao nhiêu? Bây giờ như là mỗi cộng tác viên bán cho mình một đơn, thì bây giờ là ở cái câu chuyện là 100 đơn thì kiếm 100 thằng về bán cho mình, mỗi thằng chỉ cần một đơn thôi. Thậm chí là nó mua ủng hộ một đơn nữa cũng được, đúng không? Là đã giải quyết xong vấn đề luôn rồi. Nhưng mà một đơn này chắc chắn là sẽ không bao giờ ăn lời bằng bán lẻ được. Do vậy là nên ra là cần phải bao nhiêu, đúng không? Và phải hỗ trợ này bao nhiêu phần trăm cộng tác viên nữa, đúng không nào? Phải kiếm được bao nhiêu đối tác, bao nhiêu đối tác, kiếm được cả đối tác nữa thì tuyệt vời hơn. Có nghĩa là ok, hợp tác với tôi, bạn, đúng không? Tôi và bạn cùng bán, đúng không? Và chúng ta cùng nhập hàng đó, đối tác bạn nhập hàng của tôi, đúng không? Tôi sẽ chia sẻ các tất cả kiến thức của các bạn cho. Thì đây là bí mật về nguồn traffic, đúng không ạ? Các bạn cảm thấy hay không ạ? Các bạn cảm thấy tuyệt vời đúng không ạ? Cảm thấy hay không ạ? Những con người cuối cùng thường là những con người thành công, đúng không ạ? Bao nhiêu bạn làm điều này, tôi nghĩ là không, đúng không? Ít lắm. Và chúng ta làm như kiểu là làm ăn may ấy, đúng không ạ? Hên xui may rồi, đúng không? Thì bây giờ làm sao có kết quả được, đúng không? Kể cả làm affiliate, kể cả làm bạn gì cũng vậy thôi, đúng không? Làm gì cũng thế. Khi mà chúng ta không có mục tiêu, chúng ta không có một cái con toán, đúng không ạ? Bạn không có một cái con toán thì bây giờ bạn làm như kiểu là như là bịt mắt lại, xong rồi bắt đầu mình đi tìm giải. Làm sao mà tìm được, đúng không? Cái câu chuyện này là mình viết như là tại sao tôi nói rằng phải đăng 20-30 bài marketplace một ngày. Tại vì đó là cái lượng bài viết để tiếp cận được một cái lượng traffic tối thiểu trên cái bầu không khí này. Đó là lý do tại sao người ta phải đặt ra một câu chuyện thôi. Ai cũng biết nhưng mà không ai có thể ứng dụng được. Ai cũng biết rằng chạy quảng cáo là sẽ ra đơn. Lý do tại sao người ta chạy quảng cáo? Tại vì chạy quảng cáo để tiếp cận được khách hàng. Vậy tại sao mình phải đăng bài trong market nhiều lên? Mình đăng bài trong nhóm nhiều lên để gì ạ? Trong đó khách hàng ở trong đó. Để gì? Để có một lượng chuyển đổi hồi đáp ngược lại mình, đúng không? Đấy là phản lực bạn ném vào trong xã hội á. Đó, một cái giá trị thì người ta sẽ đẩy lại cho bạn một cái giá trị rõ ràng là như thế. Đó. Và đó là lý do tại sao bạn phải đăng bài, đúng không? Và đăng cái gì trong đó là bây giờ mình phải thay đổi, đăng bài hình ảnh đẹp hơn, đăng bài với content khác biệt, đăng bài với tặng quà, đăng bài với chiến lược combo khuyến mãi, trời ơi, đăng nhiều và có chiến lược vào cho nó thì gì ạ, chắc chắn mình sẽ phản hồi lại được chứ không phải đăng bình thường. Đó là cái đầu tiên, đó là lý do tại sao phải đăng. Chúng ta luôn luôn muốn chạy quảng cáo, không có tiền chạy quảng cáo, bây giờ không có tiền chạy quảng cáo cũng lười đăng bài, thì bây giờ lấy cơ sở nào để có đơn, đúng không? Bạn lúc nào cũng ở nhà và đòi có người yêu, đúng không? Hay là đợi phường, đúng không? Đây không phải Covid nên ra là không có bộ đội sẽ chia các cái phần quà, đúng không? Sẽ chia những cái san sẻ cho mình đâu. Đây là kinh doanh và đây là thương trường. Mình không làm sẽ có thằng khác làm. Mình làm một sẽ có thằng khác làm nhiều hơn mình. Khi mà mình biết, thằng khác cũng sẽ biết. Khi mình làm một nó sẽ làm 10. Mình nhớ như vậy. Khi mình làm 10 sẽ có thằng làm 100. Bản thân này mình biết.
và tôi phải làm hết mình để cho thằng khác không thể vượt qua mình được. Bạn nên nhớ điều đấy, đúng không ạ? Kể cả anh em mình ở trong đây là special team tất cả mọi người, đúng không? Và trong cái buổi này mình cảnh báo lại cho mọi người biết tại sao chúng ta phải làm nhiều, tại vì nếu không làm chúng ta sẽ bị đẩy lui lại, đúng không nào? Và đó là tại sao phải học. Có chỗ nào học dạy cái chỗ này không ạ? Khó, đúng không nào? Đó là lý do tại sao phải đa kênh. Các bạn nhìn thấy ở ngưỡng mộ, tại sao có web, tại sao có YouTube, tại sao có group mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người, tại sao phải fail marketing? Đó là lý do tại sao có chuyển đổi, đúng không nào? Đấy, lúc này giải toán, bây giờ có cái lời giải luôn, đúng không? Có kết quả, có lời giải luôn. Bây giờ có làm hay không thì nó tự lại phụ thuộc vào đâu. Đó là lý do tại sao ban đầu nói rằng là ăn thua nhau ở cái tính kiên trì và cái định hướng. Đó là lý do tại sao cái quán cà phê của admin ấy phải chia sẻ vào trong nhóm, tạo ra cái phiếu về địa chỉ ăn uống, phải đưa ra cái vấn đề về địa điểm check-in, phải target đến đúng cái đối tượng đó. Và tại sao mình phải làm? Mình phải hiểu được cái chỗ này. Mình không hiểu chỗ này thì làm sao mình làm ra kết quả được? Không có kết quả, đúng không? Từ một cái câu chuyện mà tưởng dưng là mình nói chuyện cho vui, tôi muốn 20 triệu, tôi muốn 50 triệu, tôi muốn 500 triệu, tôi muốn 100 triệu, đồng ý là vui đấy. Tuy nhiên rằng mình nói rằng mình phải làm cho bằng được, và mình phải có cách làm. Và cái quá trình học đó, và ôn thi đại học trong một cái thời gian ngắn, đó không phải trăm, mà nó gọi là phương pháp. Đến sau phương này khi mà học đại học thì mình vẫn đặt ra một cái tâm niệm và giải hướng dẫn những cái bạn, đúng không ạ? Và mình làm gia sư cho rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn. Mình nói rằng là không phải ăn thua nhau ở vấn đề về em thông minh, cũng không phải là hơn thua nhau ở vấn đề là em chăm chỉ hơn. Nó khác biệt nhau đúng ở một chữ thôi, đúng không ạ? Ở một cái từ thôi, đó là phương pháp. À, phương pháp. Và đây là phương pháp để thành công. Bây giờ muốn được nhiều đơn hơn, tăng tỷ lệ tiếp cận, ok. Muốn được nhiều đơn hơn, đúng không ạ? Tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, đúng không? Tăng tỷ lệ tiếp cận, tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng rõ ràng. Muốn kiếm được nhiều đơn hơn thì kiếm thật nhiều khách hàng online, đúng cũng được, sai cũng được, miễn sao đó là khách hàng online tiếp cận được với mình, đúng chưa? Đúng không? Thế bây giờ để muốn kiếm được nhiều đơn hơn phải quảng bá thật là nhiều kênh, tăng thật là nhiều bài, sử dụng thật là nhiều lực lượng, tất cả mọi lực lượng, giống như là chống dịch phải sử dụng quân đội, y tế, tất cả các lực lượng, công an, đúng không ạ? Chính quyền, các cấp và phải ban ngành. Đó là lý do tại sao mà khi mà học đường lối, khi mà học cách mạng, khi mà làm chính trị ấy, có một cái câu là gì ạ? Phải sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị. Khi mà học biết hiểu cái gì hết, nhưng mà sau này mình thấy đúng là phải sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị. Tại vì sao? Đây là công việc để đạt được cái mục tiêu chung, đúng không? Thậm chí là gì ạ? Bây giờ là em làm cái này này, anh lấy cái nick Facebook, đúng không? Nói chồng á, hay là nói vợ đấy, bây giờ anh đang làm cái này, em lấy cái nick Facebook, ngừng xem YouTube lại, ngừng xem TikTok, ngừng đánh game lại. Bây giờ anh ấy là đăng hộ em bài trên Marketplace, một ngày anh phải giao cho em là 10 bài đăng vào trong đấy, có inbox thì đưa cho em trả lời cho. Còn cái việc đăng mà không đăng được 10 bài thì tối nay ngủ sofa, ví dụ như vậy, tập trung, đúng không ạ? Phải thế thì mới thành công, đúng không? Và vợ chồng nó là như vậy, đúng không? Còn lại là phải gì ạ? Phải đa kênh lên, phải live stream chẳng hạn, lấy sản phẩm đó về live stream, đúng không ạ? Ok, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái biết là cái tai nghe, đúng không? Đúng không? Đóng bịch vào cái tai nghe này chất lượng tương đương với tai nghe, đúng không ạ? À, tai nghe chính hãng, tai nghe Zin, đúng không ạ? Và tai nghe này tai nghe Zin, đúng không ạ? Và đây cho các bạn biết là tai nghe âm thanh cực kỳ chất luôn, và nhìn cái lỗ này, đúng không ạ? Tất cả cái này nó là được sản xuất theo quy trình chuẩn Zin và số lượng không có hạn. Ví dụ như vậy, mình phải live stream lên, mình phải quay video lên, đúng không? Không những hình ảnh, mình phải làm video, mình phải làm content khác biệt. Không phải một cái bộ hình chắn ấy, mà mình phải làm một bộ hình khác biệt, chèn khung vào, đúng không ạ? Tách nền ra, lấy hàng về, tự chụp một bộ ảnh mới. Có làm không? Không làm, lấy gì có kết quả? Lấy gì đạt được target 50 triệu hay 100 triệu? Và bạn nghĩ rằng đó là một cái target rất là gì ạ? Nói cho vui. Nhưng mà nếu như mà nhìn sâu vào để làm được cho nó được ra một cái kết quả đấy, thì mình sẽ chuyển hóa được thành cái công việc cụ thể để mình làm. Đó là cái khác biệt nhất của admin, và đó là bí mật của admin, đúng không ạ? Và cái buổi training này là một trong những buổi mà admin cảm thấy rằng là anh em mình cần phải nghe cái kiến thức này. Đó là cái điều cực kỳ cần thiết, đúng không?
Đó. Mà làm Shopee làm sao một tháng chưa có đơn, hai tháng chưa có đơn, thì bây giờ là cái Shopee nó là cái kênh quảng bá sản phẩm của mình. Thì bây giờ cũng tương tự, đó là lý do tại sao phải làm digital cái Shopee này. Digital tức là sao? Đổ traffic vào. Đổ traffic vào tức là gì? Phải mang cái kênh Shopee đấy giới thiệu trên các cái group khác. Một ngày phải đăng bao nhiêu bài, giới thiệu bao nhiêu bài, tạo ra các cái combo, tạo ra cái chiến dịch, tạo ra các cái giảm giá, giới thiệu ơi mày ơi lên trên cái Shopee này này mua cái giá rẻ này, bạn ơi lên đây Shopee này đang được mua cái áo tặng cái nón này, bạn ơi lên cái Shopee này này giảm 50% này, bạn lên Shopee này hoàn tiền này, trời ơi làm nhiều lên thì sẽ đạt được target. Đây là lý thuyết, không phải lý thuyết nữa mà nó là phải thực hành. Mà con nói khản ở cổ, anh em mình không làm thì cũng vứt đi, rõ ràng đúng không, rõ ràng không ạ? Đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Ok không ạ? Dễ hiểu không ạ? Tất cả mọi người chia sẻ cảm xúc nào. Còn không có công thức. Thành công không, không công thức, nhưng mà bán hàng sẽ có công thức. Bây giờ nếu mà không có làm gì thì chẳng bao giờ có cái kiến thức, cũng không bao giờ có cái kết quả được, không bao giờ đạt được cái target, cũng đạt được, được cái mục tiêu. Rõ ràng là như vậy. Đúng không? Mà nói rằng nó là may rủi, không có chuyện đó. May rủi rồi đúng không ạ? May rủi là ở chỗ là ví dụ như 100 người người ta inbox mình nhưng mà chỉ chốt được một đơn thì đúng là đen thật. Nhưng mà gì ạ? Khó lắm, đúng không ạ? Khó để như vậy á. Mà mình phải làm, và bây giờ phải làm, phải học cái cách làm như vậy. Đúng không ạ? Mình phải học cái cách làm như vậy. Đấy, và anh em mình muốn, đúng không ạ? Anh mình muốn admin hướng dẫn cho anh mình làm và làm và triển khai được không ạ? Được cái vấn đề này không ạ? Bao nhiêu bạn muốn học một cách kỹ lưỡng và đầu tư một cách nghiêm túc vào vấn đề về kinh doanh và marketing ạ? Bao nhiêu bạn? Muốn không ạ? Muốn đạt được cái kết quả, đạt được cái target của mình không ạ? Bao nhiêu bạn muốn ạ? Và hôm nay là cái buổi chia sẻ cũng sắp kết thúc cái buổi training, đúng không ạ? Và còn rất nhiều kiến thức. Và đạt được cái mục tiêu này anh em mình phải gì ạ? Phải cố gắng hết mình rất là nhiều. Đó, xác định được sản phẩm, đúng không ạ? Tại vì đây là lý thuyết, đúng không? Mà đó là cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Tôi chẳng có phải là học rồi nói lại một cách nói suông đâu. Đây là chính sách một cái công việc mà mình làm hàng ngày đấy. Mà nếu như bạn không bao giờ được nghe thì đó là một điều mà đúng rồi, rất khó để được nghe được mình. Là nghe đâu đó nhưng mà người ta cũng nói một cách chung chung, đích phải ứng dụng được cho mình, đúng không? Và để ứng dụng cho mình đâu phải dễ đâu, phải có tầm nhìn, phải có kiến thức, phải có kỹ năng để áp dụng được vào cái mô hình của mình, đúng không? Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Nó có giới hạn, nó có số lượng mà, đúng không? Có số lượng chứ không thì ai cũng giàu hết. Nên nhớ là như vậy. À, số phận muốn làm kinh doanh hay không là do mình lựa chọn. Đấy, còn lại mà mình làm kinh doanh thành công hay không là gì ạ? Là do cái khả năng của mình, do cái tư duy của mình. Đấy, và muốn làm được điều này thì mọi người phải xác định được sản phẩm, đúng không? Có giá tốt, phải có chiến lược. Đấy, phải có cách thức và phải ép mình vào trong một cái thế để học từng ít một từng vấn đề về content. Bao nhiêu dạng content? Đâu phải content là content cơ bản là hình ảnh. Content có nhiều dạng. Và bây giờ mình đâu phải là kiến thức như vậy làm ra làm sao, chiến lược như thế nào từng cái một, đúng không? Phải làm đấy, đúng không ạ? Ok. Và đây là digital marketing. Cái mà mình nói là digital marketing. Và nếu như mà anh em mình muốn tham gia và muốn thật sự mà muốn đạt được cái target, đúng không ạ? Và mình có một cái team gọi là team VIP member. Các bạn trong cái team VIP member đó, các bạn sẽ được học toàn bộ những kiến thức về digital thực chiến. Nó không phải lý thuyết, mà digital thực chiến. Từ vấn đề về hình ảnh, từ vấn đề về kênh. Trong đó có rất là nhiều cái để triển khai từng vấn đề. Cái market play cực kỳ hay, cực kỳ đỉnh cao. Nó có thể target vào trong đúng cái vị trí mình mong muốn. Và số lượng bài bao nhiêu đó là mình tính ra được. Mình tính ra được. Đó, và mình chỉ cần làm hơn cái mình tính thôi là nó sẽ tạo ra được một cái kết quả cơ bản. Đó, và rất là nhiều anh em ở trong đây đạt được, như là Phượng cũng ở trong đó, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn ở trong team này đã đạt được, như là Duy cực kỳ nhiều đơn, bạn đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Hảo Phạm, chị Chi, về bản chất cực kỳ rất là nhiều đơn, không thể tính được số lượng bằng đơn nữa đó. Và
khi mà các bạn nắm được thêm cái yếu tố này thì bạn sẽ thành công vô cùng. Đó, và khi có một cái team là VIP member, trong VIP member bạn sẽ được học toàn bộ những kiến thức này. Đó, về fanpage, về tất cả mọi kênh luôn, có cả Instagram, đúng không ạ, cả Shopee, cả vấn đề về tuyển, xây dựng đội nhóm cộng tác viên, cực kỳ hay, đúng không ạ. Và nếu như bạn muốn tham gia thì bạn có thể đăng ký với admin hoặc là đội nhóm mốt của Forex Center này, đúng không ạ. Và nếu như bạn muốn đầu tư trong cuối năm này thì hãy đầu tư vào kiến thức và hãy tập trung vào làm dropship, đặt ra được cái target, đúng không ạ. Và cái khóa training này, cái cơ hội, đúng không ạ, cho tất cả mọi người. Nếu như ở trong buổi Zoom này, chỉ trong buổi Zoom này thôi, và trong đến ngày mai, đúng không ạ, thì admin đang có cái team đó, đúng không ạ. Đây, admin sẽ review cho bạn. Bạn sau khi mà bạn tham gia cái team, đúng không ạ, bạn sẽ được vào trong một cái nhóm có tên là VIP member, và bạn sẽ được học thực chiến ở trong này. Về special team, cơ hội vào trong special team thì nó còn cụ thể hơn nữa. VIP member thì trong cái team này bạn sẽ được hướng dẫn cực kỳ kỹ lưỡng. Trong này anh có thể nhìn thấy bạn sẽ học toàn bộ, đúng không? Bạn được nhận được cái vấn đề về công cụ, về tool, về chèn hình ảnh, tool chèn hình, tool về marketplace công nghiệp, đúng không ạ. Bạn sẽ được học toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến vấn đề xử lý hình ảnh này, sử dụng phần mềm này, các cái tool, cách sử dụng auto marketplace hiệu quả này, cách sử dụng cách đăng marketplace này, các yếu tố quan trọng này, bài 7 này, bài 8 này, là vị trí đăng market này, vấn đề chú ý trong tiêu đề, mô tả và hình ảnh này, được chỉ dẫn cực kỳ chi tiết, bạn có thể nhìn thấy bên này. Còn đó là cái hướng dẫn đó, rồi là hướng dẫn về cách triển khai, đúng không? Đây này, hướng dẫn cách triển khai sell top marketplace này, rồi cách tăng rank bài viết marketplace, cái bài marketplace tăng rank lên để tăng lượt tương tác lên á thì mới có được. Rồi là tiếp đến bài 12 là 6 chiến lược cơ bản mua tặng tối ưu tất cả mọi thứ ở đây, đúng không ạ, tận dụng đó. Bài 13 là bài kiếm tiền về affiliate, module affiliate cực kỳ hay, đúng không, bạn đã từng nghe, đúng không ạ. Và bài 14 là bí mật target chính xác vị trí cần bán. Cái bài 14 này là bài nói về marketplace, đúng không ạ. Nhưng bài 14 này là một bài riêng, có nghĩa là bật mí cái cách target đúng chính xác cái vị trí mà cần bán hàng trong nhóm hoặc là trong marketplace luôn. Đó, thậm chí là mình target và làm được cái fanpage luôn á, đúng không? Bạn sẽ biết những công cụ vô cùng cơ bản để mình làm đúng cái điều đấy. Đó, digital. Bài 15 là chiến lược feedback selling. Chiến lược này là ở trong cái phần bài 12 đấy, nhưng mà mình tách ra, tại vì feedback và selling là những cái thứ vô cùng quan trọng. Từ bài 16 là nó phổ biến hơn, đó là bài 16 là bài xây dựng cộng đồng 1.000 người bán hàng qua đội nhóm, nó còn gồm 6 module, đúng không ạ. Tại sao cần phải xây dựng cách thức tuyển, tuyển chuộng ngon, nguồn tuyển chọn cộng tác viên đấy, lợi ích của đội nhóm, chính sách của đội nhóm này, phải làm việc xây dựng nhóm là phải đội nhóm phải có chính sách, đúng không ạ, ở phát triển và nhân bản nhân rộng ra. Đó là lý do tại sao mà vừa sau này mình nói rằng bán xong rồi cần gì nữa, phải bán hàng gì ạ, theo gì nữa, theo đội nhóm nữa, theo cộng tác viên nữa. Rồi, module kinh doanh qua Shopee ở trong này luôn, bài 17, đúng không ạ. Làm sao để tầm Shopee này, bí mật xây dựng Shopee này, bí mật chạy quảng cáo này, hai module 3 và 4 này là gần như là một khóa học Shopee. Như nhiều anh lên nhớ nhé, đây này. Có thể nhìn ở đây, một bài là 49 phút này, một bài đây là hơn 1 tiếng. Bí mật xây dựng Shopee chuẩn SEO này, có thể nhìn thấy rõ không ạ? Bí mật xây dựng Shopee chuẩn SEO và chạy quảng cáo Shopee này, chúng ta đấy, đúng không? Ok, bài 18 là kịch bản chốt sale, bí mật, đúng không? Kịch bản chốt sale này là nãy giờ chưa nói đâu, đúng không? Chắc ngày mai nếu một buổi Zoom tiếp theo có thể là nói bí mật kịch bản chốt sale. Kịch bản chốt sale tức là cái cách mà chúng ta có thể làm, đúng không? Chúng ta có thể chốt sale. Đấy, kịch bản chốt sale. Đó. Rồi bí mật xây dựng group thu hút hàng ngàn traffic này. Đấy, nữa nhá. Tiếp này, cái bài 19 là bài cực kỳ đỉnh cao, tại vì ở trong đây nó chứa 5 cái bài, nó chứa 5 cái Zoom. Đó, video 1 này, bí mật, đúng không? Xây dựng hệ thống kênh. Đây là một buổi Zoom, buổi training trong này toàn VIP thôi. Các bạn nhìn thấy anh chị em học không ạ? 1 tiếng 30 phút. Bài 2 là B2, bí mật xây dựng. Đó. Bí mật xây dựng. Bài này là bài 19, đúng không ạ? Bài 19 này,
đây này, bí mật xây dựng hệ thống đa kênh marketing, bài này thì là 1 tiếng 28 phút. Bí mật xây dựng group thu hút này, bài 19 là một tổng hợp các cái combo luôn, đó là hệ thống chuyển đổi hiệu suất cao. À, bài này rất là hay, tức là vừa sau này mình nói cho bạn cái đáp án rồi đó, đúng không? Và bây giờ mình làm sao tăng viết cái đáp án đấy tăng lên, rồi chiến lược phủ trong market play, à, chiến lược phủ trong market, à, trong Facebook, à, có cái phủ, nhưng mà phủ như nào, phủ fanpage hay là phủ market hay là phủ group, chiến lược là zoom 5 đây, tại vì zoom 19 này, bạn là nhìn thấy zoom 19 này, bí mật digital marketing mà cả một cái tổng quan này á, là bằng hơn 5 tiếng gì đó, là bằng cả một cái khóa học ở ngoài trị giá hàng chục triệu á, mình nói thẳng thắn luôn, và đi coaching cũng không có nhiều như vậy. Đó là hướng đi và giải pháp trong cái thời cuộc suy giảm, trong một thời gian ngắn bạn sẽ bị suy giảm, đúng không? Trong thời gian ngắn bạn sẽ bị cạnh tranh, và bí mật làm sao để tăng được cái cuộc suy giảm này lên. À, bài 19 là cực kỳ hay, đỉnh cao đấy. Ok, bài 21 là bản đồ tư duy và bản đồ định vị công việc cần phải làm. Bài này hay, bản đồ tư duy đấy, trong đây là hơn 1 tiếng, đúng không? Rồi là mô hình hoàn hảo dropship và affiliate, đã nói từng rất là nhiều, đúng không? Và bài này lặp lại hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Bài 23, bản đồ trong Fori, bạn sẽ biết được Fori gồm những cái hệ sinh thái gì rất là lớn luôn. Bài 24 là bí mật kinh doanh, bài này là bài hình như là nói về insight, bài này nói hình như là nói về insight. Rồi là các vấn đề ở phía dưới. Bài 25 là các vấn đề về Instagram, các vấn đề về hình ảnh, các vấn đề về Instagram. Bài 25, bài tổng quan như thế này á, là toàn bộ kiến thức mà admin tổng bộ bộ lại hết tất cả những cái thực chiến nhất trong cái team VIP này. Đó là lý do tại sao mà ở trong VIP toàn pro, toàn siêu nhân đó, tại vì được học cực kỳ kỹ lưỡng từng vấn đề một. Đó, và quá trình cái nhóm này, đó, và tất cả những điều hay, đúng không ạ, về thực chiến đều chia sẻ ở trong team này, đúng không? Và nếu như anh mình tham gia trong team này á, thì hiện tại là team này là 3.999.000, rất rẻ, không hề mắc. Tại vì nếu như bạn bán đúng chính xác là chỉ cần tháng thôi, không đến một tháng, tầm 20 ngày là bạn hòa vốn, tại vì bạn sẽ được nhận cái giá VIP. Nhận giá VIP là ngang cái giá sỉ, bạn đi bỏ sỉ luôn mà không cần phải nhập sỉ gì hết. Vậy thôi ạ. Nên bán lẻ là đã siêu lời rồi, bán lẻ là cực kỳ lời rồi. Còn lại là mình có giá VIP, mình bỏ sỉ được, mình xây dựng đội nhóm cộng tác viên được. Mình bán lẻ là bạn mình đã lời gấp 2 lần giá lời. Ví dụ như cái áo người khác nhập khoảng tầm 90.000, đúng không? Chỉ còn 70.000 thôi, bán 140 thôi là đạp giá toàn bộ thị trường rồi. Ví dụ vậy, cái áo hơi ngách thời trang đó, cái phụ kiện cũng được giá tốt, đúng không? Các cái ngách visa cũng được giá tốt đó. Và học quan trọng là kiến thức chứ không phải vấn đề giá. Em mới nói rồi là khi mà học xong là bán gì cũng được, chứ không phải vấn đề là phải bán cái áo hay là cái gì. Còn cái module Affi nữa là tất cả những thứ ở trong Fori đều thương mại hóa hết. Bạn sẽ tham gia cộng đồng đó mà tham gia trong đó thì bạn thương mại hóa toàn bộ mọi thứ. Bạn có cơ hội là đào tạo luôn. Bạn trở thành những người mà leader, bạn trở thành những người mà đào tạo những người khác luôn. Tại vì bạn học kỹ cái đó mà. Học kỹ là ghi chép vào sổ. Rất là nhiều thứ phải ghi vào sổ. Đó là lý do tạo sao mà hình thành được Phượng. Tại sao lại hình thành được Duy. Tại sao lại có... các cái member xuất sắc. Không quan trọng bạn xuất thân như thế nào, bạn chỉ cần cố gắng, bạn học, bạn sẽ đạt được cái điều mà bạn mong muốn. Thì bạn muốn tham gia cái team này, trong cái buổi Zoom này, cho những bạn trong cái buổi training này sẽ là 2.999.000, tặng các bạn 1 triệu, còn bình thường là 3.999. Và chỉ trong cái buổi Zoom này thôi, trong buổi coaching này thôi, và bạn có 24 giờ để suy nghĩ. Nếu không thì nó sẽ trở lại là 3.999.000. Đó, 3.999.000 là 4 triệu đấy. Đó, còn lại trong buổi này chỉ là 2.999. 2.999.000. À, anh em mình sẽ tham gia đồng thời là coaching team Shopee, đúng không ạ? Và Shopee cơ bản, coaching team Shopee cơ bản và VIP member, ba cái team ở phía dưới, các cái module phía dưới bạn sẽ được học hết. Nếu mà tổng giá trị của nó rơi vào gần phải đưa khoảng tầm hơn gần 6 triệu,
6-7 triệu nếu mà tính ra từng khóa trong ngày đó, là nó là chọn bộ combo mà. Còn nếu như mà tính ra từng riêng lẻ của bạn học module trên kinh doanh online Z ấy, như là digital này, như là phễu marketing, content, đấy, Shopee, vân vân, chiến lược, nó rơi vào hơn 10 triệu. Còn cái khóa này là cực kỳ rẻ. Anh em nào mà muốn đăng ký, muốn tham gia đấy, đúng không? Thì báo FP cơ hội trong mùa dịch này. Đấy. Còn lại là sau đó mà anh em muốn tham gia thì nó sẽ về đúng giá, nó sẽ về đúng giá trị. Bạn có thể liên hệ các cái mốt ở trong Free hoặc là liên hệ với FP để tham gia cái chương trình này. Đấy, và có rất là nhiều cái cách mà có thể làm các bạn gia tăng lợi nhuận, giáo dục, visa, phục vụ điện thoại, thời trang, mỹ phẩm. Đó, có thể xây dựng đội nhóm. Những thứ mà xây dựng đội nhóm được thì chúng ta có thể gia tăng được mức độ theo đúng target của mình, 20 hay 50 triệu là hoàn toàn thực tế chứ không phải ảo tưởng. Đúng rồi, rõ ràng, đúng không ạ? Như vừa sau này, bần đời Min đã có show cho anh mình nhìn thấy những cái nhóm mà 7-8 nghìn người ấy. Thực tế cái nhóm đó mới cả 3 đến 5 tháng làm thôi. Đó là làm nó tự vào ấy, chỉ giải chơi chơi thôi chứ không phải là tập trung, tại vì admin quá rộng mà. Thời trang có, phụ kiện có, visa có, giáo dục có, đúng không? Dropship có, đào tạo có, rất là nhiều, nên ra mình phải phân bổ cái lượng thời gian mà mình đang làm. Còn nếu mà chỉ cần tập trung vào phụ kiện giống như ngày xưa thôi ấy, là thờ mà Thắng và Duy, Thắng Duy admin và chị Loan đó, đó với một số anh em mà bây giờ là các bạn đấy có cái dự án riêng rồi đó, là một tháng đó là hơn 100 triệu tiền doanh số, mà là tiền doanh số 100 triệu mà tiền giá nhập, không phải giá bán lẻ đâu. Bạn hình dung ạ, admin tổng kết ấy, giá bán lẻ thì bạn tự nghĩ là x2 hoặc x3 đi, admin nghĩ là x2 thì là tức là doanh thu, đúng không ạ? Doanh thu đạt được khoảng tầm 250 triệu một tháng đó, cực kinh khủng khiếp luôn. Mà đó là lý do tại sao mà anh em mình có một cái đà rất là tốt để bật, đà rất là tốt để mình làm tiếp sau này, bán được nhiều mà. Lúc đó là một bạn tham gia vào đó là một, có thể một ngày bán 15 đơn luôn, mà một đơn bạn lời 50, bạn nghĩ gì, kinh khủng khiếp luôn. Và cũng học rất là bài bản, tập trung, rất là nhiều anh mà mình còn nhớ mãi đấy. Có hot ship này, có nhân sự rất là nhiều, em ở trong Forex đông cỡ đó mà, đúng không ạ? Nhiều cái câu chuyện hay lắm, nhưng mà sau này em mình kiểu như là có người anh mà về quê này, có anh về lấy vợ này, có anh đổi nghề này, lung tung hết đó, không theo được. Ok, và có bạn nào muốn join team VIP member trong cái buổi training này không ạ? Và đây là cái cơ hội, đúng không ạ? Thông tin, đúng không ạ? Nếu như mà muốn đầu tư, bạn hãy đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào cơ hội. Đây là cơ hội, chỉ cần làm thôi, trang bị kiến thức là mình chiến đó. Còn lại là tất cả những cái ở trong Forex, admin đều hỗ trợ mình hết mình, đúng không ạ? Và cái câu chuyện như là vừa xong, đó là một cái bài toán mà mình có thể có lời giải rồi, mà chỉ cần làm thôi, cố gắng làm, nó sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Đấy. Còn lại trong cái trend, các cái buổi training đào tạo tập trung ấy, là sẽ chỉ rất là kỹ từng phần, và có cái bài rồi, có cái bản đồ rồi đấy. Đấy, có cái lộ trình là cứ học xong ghi chép áp dụng, học xong ghi chép áp dụng thực chiến luôn mà, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra được những cái buổi Zoom trong đấy là nghe rất là đã, tại vì các cái kiến thức ở đấy thì chắc chắn là bạn sẽ không nghe được ở bên ngoài, chắc chắn rõ rồi. Các buổi Zoom phía sau đấy, 19 đó là kéo dài 5 tiếng mà bằng một cái buổi training của một cái khóa học tách biệt luôn, tách biệt ra khỏi VIP, là khóa về digital marketing. Mà admin train một cái chủ shop là bèo phải 5 đến 10 triệu. Còn nếu mà quá trình 1-1 đó là rơi khoảng tầm 15 đến 20 triệu training cho các cái chủ shop, chủ kho, doanh nghiệp. Đó. Tại vì giải pháp bây giờ không phải vấn đề là bạn có sản phẩm hay không, bây bạn bán được hàng hay không, nó là vấn đề. Và làm thế nào để bán được hàng thì vừa sau này mình đã nói rồi, đa kênh, phủ kênh đó, và phải tận dụng được sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh của internet, phải có chiến lược đó. Kênh xây dựng lên thì chỉ cần vài phút thôi, nhưng mà làm sao để vận hành cái kênh đấy cho nó thật sự hiệu quả thì mình mới ra vấn đề được. Ok, có anh em mình nào muốn đăng ký không ạ? Bạn nào muốn đăng ký không ạ?
Anh Minh cảm thấy cái buổi chia sẻ thế nào ạ? À? Buổi ngày hôm nay như thế nào ạ? À? Tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời, comment là tuyệt vời, đúng không ạ? Còn lại là chúng ta cơ hội vẫn còn đó, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ còn đó, vẫn còn rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, cái chỗ này anh hiện tại, đúng không ạ? Chú ý nhé. Anh Minh thấy là làm không đúng lắm, đúng không? Không đúng lắm. Hay target lại nhé, target lại mục tiêu mà chắc chắn rằng sẽ có một cái sự thay đổi lớn trong cái thời gian tới đấy. Rồi là tất cả anh em mình đặt ra cái target, đặt ra cái mục tiêu đi. Ví dụ như là phát triển cộng đồng theo admin chỉ đạo đó, phát triển cộng đồng như thế nào thì hãy đặt ra cái bài viết cho việc phát triển cộng đồng. Đó, bán hàng rồi, bây giờ mình muốn phát triển cộng đồng tốt thì bây giờ mình tập trung vào phát triển cộng đồng trước, bán hàng sau. Thì bây giờ mình trong thời gian đó thì mình chia bài ra sáng, trưa, chiều, tối mình phát triển cộng đồng bao nhiêu, hoặc là sử dụng bao nhiêu nick, nick này để bán hàng, nick kia để phát triển cộng đồng. Phải phân rõ ra nhiệm vụ như vậy để mình làm, chứ không là nó bị lộn xộn. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các cái vấn đề về mình chỉ đạo về như là bạn có fanpage này, bạn hãy tập trung vào fanpage, đặc biệt là những bạn như là Duy Phượng, đúng không? Trong team này mình đã chỉ đạo có những cái nhiệm vụ riêng đó. Đó, quản trị cái fanpage nào, chuyển quản trị cái group nào, hay là quản trị cái nhóm nào thì mình cần phải làm gì, đúng không? Rồi là về vấn đề bán hàng thì là mình đang như thế nào thì là rõ rồi, các bạn làm rất là tốt rồi, nhưng bây giờ phát triển cộng đồng đó là một cái vấn đề khác. Và muốn tăng được doanh số, muốn được rất là nhiều tiền ấy, chúng ta phải buộc phải làm cái vấn đề về xây dựng được một cái cộng đồng của chính bản thân mình, và mình bán hàng, mình chia sẻ các cái sản phẩm, các cái cơ hội ở trong đó. Chú ý nhé, mà đặc biệt là chỗ ông bảo, đúng không, phải có cái target, phải có mục tiêu, đúng không, lúc nào cũng vậy thôi. Và bản thân cái dịch vụ cũng vậy, bản thân làm dịch vụ cũng như thế thôi. Bây giờ muốn có nhiều người sử dụng dịch vụ của mình đó, thì mình phải giới thiệu cho người ta biết cái kết quả, đúng không? Cái những cái lời cảm ơn, những cái lời feedback mình phải đăng lên ở rầm rộ vào, giống như là người khác đang bán hàng vậy đó, đúng không? Bán hàng offline, bán hàng online gì đó thì có người mua ấy, thì mình phải đăng feedback lên để người ta thấy là mình phải định vị được mình ở trong cuộc sống này. Mình định vị trong cuộc sống này, mình trở thành cái người hướng dẫn chẳng hạn, hay là mình muốn trở thành những người dịch vụ chẳng hạn, làm dịch vụ chẳng hạn, người làm marketing chẳng hạn, hay là làm chuyên gia về marketing chẳng hạn, nhưng mà mình lại gì ạ, mình ngại đăng. Vậy thì mình xác định mình đâu phải là cái người đấy đâu. Trong cuộc đời mình không xác định không phải mình là người làm dịch vụ, mình xác định không phải mình là người làm marketing, mà mình xác định mình là người làm công ăn lương, hay là mình làm nhân viên. Mà lúc nào mình cũng nói rằng là mình muốn mình thành công, thì đó thực sự là nó bị nghịch cảnh, nghịch lý, nó không đúng. Rõ ràng như vậy, nó không đúng lắm. Đó, nên do là anh em mình phải có cái góc nhìn như vậy cho nó tổng quát. Thật sự là như thế, đúng không ạ? Đây, mình muốn có nhiều người sử dụng dịch vụ của mình, muốn mua hàng của mình, đó, thì mình phải đăng rất là nhiều, định vị mình ở trong xã hội này là như thế, là chuyên gia trong lĩnh vực đó, là người nhiều có người kinh nghiệm như trong công việc đó, giống như chị Loan cũng vậy. Đó, chị là một người nông dân rất là chất phác, nhưng mà chị chia sẻ rằng là gì, có rất là nhiều người đó, bây giờ là người ta tự inbox cho mình, tự inbox cho chị để người ta mua tai nghe, mua phụ kiện của chị. Tức là chị bán quá nhiều năm rồi, hơn 1 năm 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi, và có thương hiệu luôn, như kiểu là bán chuyên nghiệp luôn, bán chuyên nghiệp đấy bạn, đúng không ạ? Bán chuyên nghiệp ấy, bán hàng chuyên nghiệp ấy, nên người ta nhắn tin, người ta hỏi han đó. Rõ ràng như vậy, và bây giờ mình phải định vị mình là người bán cái đó. Một nghề cho chính, còn hơn 9 nghề ở chỗ này. Còn lại marketing là mình phải đa dạng, mình phải sáng tạo. Đó. Còn mình phát triển bộ nhóm, phát triển cộng đồng thì mình phải sáng tạo hơn nữa. Mình phải làm tốt hơn thì người khác, nói người khác mới nghe được. Ông còn lại ông muốn làm cái này làm cái kia mà ông làm không được thì nói không ai nghe. Đó. Và làm được thì chúng ta sẽ phát triển được hệ thống. Đấy là cái buổi chia sẻ của anh Minh. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem và xem cái buổi chia sẻ này của admin nhá. Mỗi ngày một cái kiến thức, đúng không ạ? Mỗi ngày một cái buổi chia sẻ và nó sẽ đúng với cái mà mọi người đang gặp phải, đúng không? Đó, và cái đó là mọi người sẽ học được từ Fori, đúng không ạ? Tất cả mọi cái chia sẻ này đều là miễn phí, đúng không ạ? Anh em mình cứ rảnh thì lên trên Zoom để học, đúng không ạ? Mỗi buổi Zoom nó sẽ là khác nhau, chắc chắn luôn, quanh năm nó sẽ là khác nhau, rất nhiều vấn đề chúng ta bàn luận chia sẻ, đúng không ạ? Về cả về kinh doanh, cả về cuộc sống, cả về tư duy, cả về marketing, cả về các cái cơ hội mới,
rất nhiều thứ nhé, không hết đâu, chưa dừng lại ở đây đâu nha. Ok, xin chào và hẹn lại, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Chúc các bạn thành công, chúc bạn có một buổi tối học được thật là nhiều cái điều, nhiều kết quả nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Em nào mà muốn tham gia thì hãy liên hệ cho admin qua số điện thoại 0365988719 nha. Ok, xin chào các bạn.